chương 101, nếu như con nói không thì sao? Tất cả mọi người đều ngây giải, đội trưởng đội bảo vệ này lại không bắt Lâm Thanh Diện nhưng lại nói là sẽ bắt hết mấy người bọn họ. Không cần đâu, Lâm Thanh Diện lắc đầu, vừa rồi tôi đi ra ngoài nhưng quên cầm chìa khóa nên quay lại lấy, bọn họ chỉ hiểu lầm mà thôi. Trong lòng đội trưởng giật mình liếc nhìn về phía cánh cửa cao 4, 5 mét kia một cái, muốn vượt qua cái cửa này cũng không dễ dàng đâu, Lâm Thanh Diện làm cách nào vậy? Thì ra là như vậy, vậy chúng tôi không quấy rầy anh Lâm Thanh Diện nữa, đội trưởng không hỏi gì thêm nữa, anh ta biết quy tắc ở đây nên lúc này chuẩn bị mang theo một đám vệ sĩ rời đi. Hứa Bích Uyên thấy thế, lập tức mở miệng nói, anh ta tự tiện xông vào nhà dân mà sao các người lại không bắt anh ta? Đội trưởng quay đầu lại nhìn Hứa Bích Uyên một chút, mở miệng nói, anh ta chính là chủ của chỗ đó nên không tính là tự xông vào nhà dân. Nói xong, anh ta liên dẫn người đi mà không thèm để ý tới những người đang kêu gào muốn bắt Lâm Thanh Diện lại. Vẻ mặt của tất cả mọi người nhà họ Hứa đều ngơ ngác, không ngờ mấy người bảo vệ kia lại cung kính với Lâm Thanh Diện như thế, bọn họ chỉ tùy tiện hỏi hai câu, liền đi. Bây giờ chắc mọi người đã tin rồi chứ, nếu muốn tham quan thì cứ vào đi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Sắc mặt hai người Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng đã khôi phục lại một chút nhưng bởi vì chuyện vừa rồi nên hai người bọn họ cũng không dám đi vào, nhỡ đâu lát nữa lại xảy ra gì nữa thì có phải bị người ta chê cười không. Audio điện tử võ tấn bền. Ai biết có phải anh dùng tiền mua chuộc bọn họ để bọn họ diễn kịch thay anh hay không, anh nhất định phải chứng minh được anh chính là chủ của biệt thự này nếu không thì chúng tôi sẽ không đi vào đâu, Hứa Bích Uyên mở miệng. Nói rất đúng, mấy người bảo vệ kia chả là cái gì cả chỉ cần cho ít tiền là có thể mua chuộc được, biệt đầu đây chính là màn kịch mà bọn họ phối hợp diễn với anh thì sao? Hứa trai hiệp cũng phụ hỏa theo. Đám người nhao nhao gật đầu. Lâm thanh diện bất đắc dĩ, nghĩ thâm thuyết phục đám người này tin rằng căn biệt thự này chính là anh mua còn khó hơn cả lên trời nữa. Lúc anh đang đau đầu với đám người này thì có một người đàn ông trung niên mặc tây trang đứng ở cách đó không xa đi tới, chính là trưởng phòng kinh doanh bán biệt thự ngày hôm đó. Trưởng phòng kia nhìn thấy Lâm Thanh Diện ở đây, lập tức cười chạy tới. "Anh Lâm, không ngờ anh lại ở đây, anh đang đưa người nhà tới tham quan biệt thự à?" Trưởng phòng mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu với ông ta, hỏi, "Sao ông lại ở đây?" Quản lý trực tiếp lấy sổ đỏ từ trong cặp tài liệu ra đưa cho Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Giấy tờ của căn biệt thự này đã làm xong hết cả rồi, tôi tới đây là để đưa sổ đỏ cho anh." Lâm Thanh Diện đưa tay nhận lấy sổ đỏ sau đó lật ra nhìn thoáng qua, đúng là sổ đỏ của ngôi biệt thự mà anh mua, bên trên còn viết tên của anh. Cảm ơn, Lâm Thanh Diện mở miệng. Không cần cảm ơn tôi, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi nhé, bây giờ tôi không quấy dây anh nữa, anh cứ làm việc đi. Quản lý trả lời một câu, thấy bên này có không ít người sợ quấy dây tới Lâm Thanh Diện nên nhanh chóng rời đi. Lâm Thanh Diện nghĩ thâm trường phòng này tới cũng thật là đúng lúc, lần này đã có sổ đỏ trong tay rồi những người này có muốn không tin cũng không được. Số đỏ ở đây, nếu như các người không tin thì có thể xem một chút, Lâm Thanh Diện lắc lư sổ đỏ trong tay mình. Tống Huyền Khanh là người đầu tiên giật lấy sổ đỏ, sau khi nhìn thấy bên trong đúng là tên Lâm Thanh Diện mặt mày lập tức trở nên hớn hở. Mấy người họ hàng nhà họ hứa kia cũng nhanh chóng đi tới xem, xác định biệt thự này quả thực là của Lâm Thanh Diện hai người hứa bích uyên và hứa trai hiệp cũng xem qua sổ đỏ sau đó sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận được sự thật biệt thự này là của lâm thanh diện hứa bích hoài thật sự bị điên rồi vậy mà lại tham ô nhiều tiền từ dự án như vậy trở về nhất định phải đi tìm ông nội tố cáo cô ta hứa bích uyên mở miệng hứa trai hiệp lập tức liếc mắt ra hiệu cho cô ta một cái mở miệng nói nói nhỏ một chút trước hết cứ để cho bọn họ đắc ý một lúc đi nếu như ông nội biết chuyện này chắc chắn sẽ đem biệt thự và cả xe của cô ta thu hồi lại, đến lúc đó bọn họ cũng không chiếm được cái gì hết. Hứa Bích Huyên khẽ gật đầu, hai người đều lộ ra nụ cười bí hiểm. Mấy người còn ở đó thất thần làm gì, mau đi vào nhà tôi tham quan đi, Tống Huyền Khanh mở miệng hô một câu. Vừa rồi bà ta còn nghi ngờ Lâm Thanh Diện, nói Lâm Thanh Diện lừa dối mọi người vậy mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ nói đây là nhà của bà ta. Lâm Thanh Diện chưa từng thấy người nào biết xấu hổ hơn bà ta nữa. Sau khi một đám người xác định biệt thự này là của Lâm Thanh Diện liền cao hứng bùng bừng theo sát Tống Huyền Khanh đi tham quan biệt thự, dù sao bọn họ cũng có rất ít cơ hội được tham thú biệt thự cao cấp ở Vịnh Đàng Long. Lâm Thanh Diện đi đến trước mắt Hứa Bích Hoài nhìn cô cười cười, sau đó dẫn cô đi cùng nhau vào biệt thự. Trong biệt thự ngoài được trang trí vô cùng xa hoa thì các loại đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng đều là nhãn hiệu cao cấp nhất toàn bộ căn biệt thự đem lại cho người ta một loại cảm giác vừa xa hoa lại vừa thoải mái dễ chịu khiến cho tất cả mọi người nhà họ hứa đều phải trầm trồ hâm mộ huyền khanh các người thật đúng là có phúc mà vậy mà có thể ở một nơi tốt như vậy chúng tôi cả đời này chỉ sợ cũng không dám mơ tới mấy chỗ như thế này đâu đúng vậy chỉ sợ biệt thự này là cái tốt nhất ở hung thành này rồi bà thật đúng là khiến cho người ta phải hâm mộ mặt mũi tống huyền khanh tràn đầy đắc ý cuối cùng bây giờ bà ta không cần phải lo lắng người khác chê cười nhà của bà ta nhỏ nữa rồi. Mà mặt mũi hứa quốc diệu lại tràn đầy âm trầm đứng ở bên kia không nói một lời, nhà mới của ông ta so với biệt thự này đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tống Huyền Khanh thấy ông ta như vậy lại cố ý đi qua, mở miệng hỏi, anh hai, nhà mới của nhà em thế nào? Rất, rất tốt, hứa quốc diệu gượng cười nói. Đúng không, em cũng cảm thấy rất tốt, so với nhà của anh thì kém hơn một chút nhưng em lại thích mấy chỗ yên tĩnh như thế này chỗ này lớn như vậy nhưng lại rất yên tĩnh tống huyền khanh âm dương quái khí nói cô nói cái gì vậy nhà của nhà anh làm sao sánh được với biệt thự này chứ vẻ mặt hứa quốc diệu vô cùng khó coi hận không thể mắng tống huyền khanh vài câu tống huyền khanh mừng thâm trong lòng bà ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ trong lòng không phục nhưng lại không thể nói ra được này của hứa quốc diệu lúc này hứa bích uyên đi tới Nói với Tống Huyền Khanh một câu, ai biết các người lấy tiền ở đâu ra để mua căn biệt thự này, nếu như phạm pháp thì sẽ phải ngồi tù đấy. Ba, xem cũng xem rồi, chúng ta trở về đi. Nói xong, cô ta liền dẫn Hứa Quốc Diệu và cả mẹ của cô ta rời khỏi biệt thự, cùng đi theo còn có cả Hứa trai hiệp. Tống Huyền Khanh nhếch miệng, thầm nghĩ, tiền để mua nhà này đều là con gái của tôi cố gắng kiếm được, làm sao có thể phạm pháp được chứ? Đây là các người không ăn được nho thì lại nói nho xanh. Mấy người họ hàng nhà họ hứa đi tham quan biệt thự hồi lâu, đến chưa lâm thanh diện còn giữ bọn họ lại ăn cơm, Tống Huyền Khanh rất là cao hứng nên tự mình xuống bếp nâu cho mấy người họ hàng này một bữa ăn chưa vô cùng thịnh soạn. Sau khi ăn cơm chưa xong, đám người lần lượt nói lời tạm biệt với Tống Huyền Khanh rồi rời khỏi Vịnh Đằng Long, lúc đi về rồi mà vẫn còn tỏ rõ vẻ ước ao. Sau này mọi người có thời gian thì thường xuyên tới nhà của tôi chơi nhé giao thông ở khu này thuận tiện như thế nên mọi người tới đây cũng rất dễ dàng, Tống Nguyên Khanh mở miệng nói một câu. Bà ta đã hoàn toàn coi mình là nữ chủ nhân của nơi này mà không thèm nhớ tới lúc trước chính miệng bà ta đã nói là nếu Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài chuyển ra ngoài ở, bà ta tuyệt đối sẽ không đi theo. Chờ tiễn tất cả mọi người đi về hết rồi, Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài mới ngồi xuống ghế sofa, Lâm Thanh Diện cười nói, hầu hạ đám người này quả là khó khăn mà hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện mở miệng nói bọn họ chính là người như vậy đấy anh đừng để ý tới là được thích căn nhà anh mua cho em này không lâm thanh diện mở miệng nói hứa bích hoài khẽ gật đầu nói thích đây đã là căn nhà tốt nhất ở hồng thành này rồi nếu như cô còn không thích vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trên trời chỉ có điều căn nhà này đắt như vậy anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ hứa bích hoài mở miệng hỏi tiền riêng của anh đấy Lâm Thanh Diện cười nói, "Hứa Bích Hoài liếc mắt, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện lại dùng lý do này để lừa gạt cô, nếu như lần sau anh còn nói như vậy thì cô sẽ dùng danh nghĩa vợ anh tịch thu hết toàn bộ tiền riêng của anh luôn." Ngay lúc hai người đang nói đùa với nhau thì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đi tới. Tống Huyền Khanh trực tiếp ném sổ đỏ căn nhà lên trên mặt bàn, tức giận nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, "Nói đi, tại sao sổ đỏ căn nhà này lại viết tên của cậu?" đây là cậu đang muốn một mình nuốt hết tiền của nhà chúng tôi đúng không? Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh một cái, mở miệng nói, con mua nhà thì đương nhiên phải viết tên của con rồi. Cậu đánh giám, nhà này là cậu lấy tiền của con gái tôi để mua, cậu cho rằng tôi không biết hay sao? Lâm Thanh Diện, giã tâm của cậu thật sự đã bại lộ rồi, từ lúc đầu tôi nhìn thấy cậu đã biết cậu không hề tốt đẹp gì rồi mà. Tống Huyền Khanh khí thể bức người nói. Mẹ, Căn nhà này thật sự là do Lâm Thanh Diện mua, sao con có thể có nhiều tiền như vậy để mua căn nhà đắt như thế được chứ?" Hứa Bích Hoài lập tức giải thích nói. "Dự án với tập đoàn Thiên Dương mà gần đây con đang làm có rất nhiều thứ béo bởi có thể lấy được, đừng cho là mẹ không biết, Lâm Thanh Diện chỉ là một tên bỏ đi sao có thể có nhiều tiền như vậy được, còn không phải là lấy từ chỗ của con sao?" Tống Huyền khanh khẳng định nói quả thực là dự án mà con đang làm có rất nhiều chỗ béo bở nhưng mà con chưa từng lấy ở đó thêm một xu nào. Hơn nữa giá trị của căn biệt thự này là 45 tỷ. Nếu như con thật sự lấy được nhiều tiền như vậy vậy thì dự án kia đã sớm không duy trì nổi nữa rồi. Hứa Bích Hoài kích động lên. Tống Huyền Khanh lập tức hơi trột giả. Suy nghĩ kỹ lại một chút cũng cảm thấy quả thực hứa Bích Hoài không có khả năng lấy được nhiều tiền như vậy từ dự án kia cho dù không phải con lấy tiền từ dự án kia thì chắc chắn số tiền này cũng không phải là của cậu ta nên biệt thự này không thể viết tên của cậu ta được Tống Huyền Khanh ngụy biển. Còn nữa Lâm Thanh Diện, lát nữa cậu hãy trở về bên kia thu dọn đồ đạc của chúng tôi rồi mang tới bên này đi, sau này chúng tôi sẽ không quay về đó ở nữa Tống Huyền Khanh nói tiếp. Hứa Bích Hoài sướng sờ, mở miệng nói mẹ, không phải mẹ nói là sẽ không chuyển ra ngoài theo bọn con à. Bây giờ là thế nào vậy? Tống Huyền Khanh lập tức trừng mắt lên, mở miệng nói, mẹ nói như vậy lúc nào, hơn nữa đây là biệt thự nhà mình thì dựa vào đâu mà mẹ không thể ở. Đây là biệt thự của Lâm Thanh Diện, hứa Bích Hoài nhấn mạnh lại lần nữa. Nói bừa, trong sổ đỏ viết tên cậu ta thì sao chứ, đó cũng vẫn là tài sản của nhà họ hứa, mẹ muốn ở đây cậu ta lại dám không đồng ý ư. Tống Huyền Khanh khí thế hung hăng nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Đúng vậy đấy con gái, biệt thự này viết tên cậu ta thì sao chứ, huống hồ nơi này rộng như thế ba mẹ chuyển đến ở cũng là hợp lý. Hứa quốc hoa phụ hỏa theo. Lâm Thanh Diện nhìn hai người mặt dày mày dạn này một chút, lạnh lùng nói, nếu như con nói không thì sao. chương 102, Lục Thiên Điệp hiểu lầm. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều sướng sờ, rất nhanh vẻ mặt của Tống Huyền Khanh liên trở nên dữ tợn. Cái nhà này làm gì có chỗ cho cậu lên tiếng hả? cậu ở nhà tôi ăn uống chùa nhiêu năm như vậy bây giờ cánh cưng cáp rồi lại dám không cho chúng tôi vào ở cùng ư. Ôi, thật sự là nuôi một người vô ơn mà, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không cho cậu ta đến ở rể nhà mình rồi, hứa quốc hoa thở dài nói. Tống Huyền Khanh nhìn về phía hứa Bích Hoài, mở miệng nói, bây giờ con đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của tên này chưa, bây giờ con lập tức ly hôn với cậu ta, biệt thự này cũng không thể để cậu ta ở được, bảo cậu ta cút ra khỏi nhà chúng ta vẻ mặt hứa bích hoài khó xử, mở miệng nói, nếu như con thật sự ly hôn với anh ấy mà trên sổ đỏ này lại không có tên của con vậy thì cả đời này ba mẹ cũng không được ở căn biệt thự này đâu. Tống Huyền Khanh nghe xong trong lòng chột dạ lập tức hối hận vì lời nói này của mình, muốn nói cũng phải chờ Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự này cho hứa Bích Hoài rồi hãng nói. Hứa Bích Hoài cảm thấy vô cùng ấm ức, vậy mà cô lại buộc phải dùng đến cách này để ngăn cản Tống Huyền Khanh bắt mình ly hôn với Lâm Thanh Diện. Cô cắn môi một cái, trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp khóc lên. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài khóc thì vô cùng đau lòng, vừa rồi anh cũng chỉ là muốn cho Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa biết anh không phải là người dễ chọc cho nên mới nói như vậy. Nhưng bây giờ thấy Hứa Bích Hoài khóc, anh lại muốn nhanh chóng kết thúc lần cãi lộn này, anh không muốn để cho Hứa Bích Hoài phải bận tâm vì mấy chuyện như thế này nữa. Lát nữa con sẽ trở về thu dọn đồ đạc hai người đi xem phòng trước đi lâm thanh diện bất đắc dĩ nói thấy lâm thanh diện nói như vậy vẻ mặt hai người tống huyên khanh và hứa quốc hoa lập tức trở nên hớn hở hừ nhớ kỹ cho tôi cái nhà này tôi mới là người quyết định sau này tốt nhất là cậu nên thành thật một chút cho tôi tống huyền khanh cảm thấy lâm thanh diện đang nhận sai với bà ta nên mặt mũi tràn đầy đắc ý chỉ có điều trong lòng bà ta cũng hơi khó chịu có biệt thự này rồi nên bà ta lại không nỡ để Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài ly hôn. Xem ra cần phải nghĩ cách ép Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự này cho hứa Bích Hoài mới được. Cũng không cần cậu về thu dọn đồ đạc đâu, ngày mai tôi và ba nó sẽ tự trở về thu dọn, nhỡ đâu cậu nhìn thấy lại trộm mất sổ tiết kiệm của tôi, Tống Huyền Khanh lại nói một câu. Tiếp theo bà ta liền cùng hứa quốc hoa cùng nhau đi xem phòng. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt hứa Bích Hoài, đưa tay lau đi nước mắt của cô mở miệng nói để em phải chịu ấm ức rồi hứa bích hoài khóc thút thít hai tiếng mở miệng nói chẳng qua là em cảm thấy bọn họ quá đáng quá người chịu ấm ức là anh mới đúng lâm thanh diện cười cười mở miệng nói không sao đâu dù sao căn biệt thự này rộng như thế để bọn họ đến đây ở cũng không sao lúc ấy cũng là anh xúc động hứa bích hoài thở dài đối với ba mẹ mình mà nói thì cô cũng là không có biện pháp nào chúng ta cũng đi xem phòng đi, xem em thích ở phòng nào. Lâm Thanh Diện cười cười, dẫn hứa Bích Hoài đi xem phòng. Cuối cùng hai người Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa chọn căn phòng ngủ ở lâu một còn hứa Bích Hoài vì thích yên tĩnh một chút nên cùng Lâm Thanh Diện ở tại lâu hai. Ban đêm, Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa đã bắt đầu thương lượng với nhau xem có nên bán căn nhà cũ kia đi không, dù sao đó cũng là một món tiên không nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn bị hứa Bích Hoài ngăn lại, bởi vì cô cảm thấy bây giờ tình trạng giữa cô và Tống Huyền Khanh thật sự không tốt, nhỡ đâu ngày nào đó cãi nhau cô còn có thể cùng Lâm Thanh Diện ra ngoài ở vài ngày. Cùng lúc đó, trong một quán ăn đêm ở Hồng Thành. Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đang cùng nhau ngồi ở đó ăn cái gì mà trước mặt hai người đang đặt một số tài liệu, đúng là chứng cứ mà bọn họ thu thập được. Bên cửa hàng 4S kia tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, chiếc xe kia là Lâm Thanh Diện đặt cọc tiên để mua tôi đã xem sổ ghi chép mua hàng của bọn họ, chắc chắn là không sai đâu. Hứa Bích Huyên mở miệng nói. Tôi cũng nhờ một người bạn đi hỏi bên vịnh Đằng Long kia rồi, căn biệt thự cao cấp kia cũng là Lâm Thanh Diện mua, đã thanh toán hết tiền rồi mà còn là thanh toán ngay tại chỗ luôn. Chật chật, cô nói xem rốt cuộc là hứa Bích Hoài đã lấy được bao nhiêu tiền từ dự án kia vậy, còn mú được xe, mua được nhà, hứa trai hiệp vừa ăn vừa nói có trời mới biết được cô ta lấy được bao nhiêu tiền nhưng dù sao con số này cũng đủ để ông nội đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi. Nói nghiêm trọng hơn, không chừng còn khiến cô ta phải ngồi tù nữa, hứa Bích Uyên biểu môi nói. Hứa Bích Hoài này cũng thật sự khôn ngoan, mua xe mua nhà đều để cho Lâm Thanh Diện đi làm, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cô ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Lâm Thanh Diện, hứa trai hiệp hiếp mắt nói. Thôi đi, quan tâm cô ta đổ lên người ai làm gì, dù sao hai người bọn họ đều là châu chấu ở trên một sợi dây thừng có chết cũng phải chết cùng nhau hứa bích uyên không thèm để ý nói đối với lâm thanh diện và hứa bích hoài cô ta có thể nói là cùng mang cừu hận ha ha nói rất đúng cứ để cho bọn họ đắc ý thêm mấy ngày nữa đi mấy ngày nữa tôi sẽ mang những chứng cứ này tới cho ông nội xem đến lúc đó hai người bọn họ đừng hòng có một ai được ở lại nhà họ hứa nữa Hứa trai hiệp cầm chén rượu lên chạm chén với hứa Bích Huyên một cái, hai người cùng uống cạn. Ngày hôm sau, Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa về nhà cũ thu dọn đồ đạc, bởi vì trong biệt thự cái gì cũng có rồi nên bọn họ cũng không cần chuyển quá nhiều đồ đạc tới mà chỉ cần đem mấy thứ quý giá theo là được. Lâm Thanh Diện cũng không về nhà cũ lấy đồ đạc, dù sao sau này thỉnh thoảng hứa Bích Hoài lại muốn về đó ở một hai ngày nên cứ để nguyên đồ ở đó là được buổi sáng anh cũng đi ra ngoài nên tiện đưa hứa Bích Hoài đi làm. Có thể là bởi vì nguyên nhân mua biệt thự nên Tống Huyền Khanh cũng không có ý kiến gì với việc Lâm Thanh Diện lái xe. Dù sao so với một căn biệt thự thì một chiếc xe Land Rover chả là cái gì hết. Sau khi đưa hứa Bích Hoài đến công ty Lâm Thanh Diện vốn định trở về nhưng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Trần Tài Anh. Lâm Thanh Diện, đến mãn thiên tinh một chuyển đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Lý Huỳnh Thái bị thương rồi. Lâm Thanh Diện lập tức cúp điện thoại, trực tiếp lái xe tới Mãn Thiên Tinh. Anh dừng xe ở cổng Mãn Thiên Tinh xong liền sốt ruột đi vào bên trong. Anh mới vừa đi vào không lâu thì Lục Thiên Điệp Liên đi ra từ một đâu đường cách đó không xa. Lục đi ngang qua cửa Thiên Tinh Môn, ánh mắt Lục Thiên Điệp rơi vào chiếc Land Rover đang đậu ở cạnh đường kia. Không phải đây là xe của Hoài Nhỉ à? Sao lại đậu ở chỗ này nhỉ? Lục Thiên Điệp khó hiểu. Cô ta nhìn thoáng qua về phía Mãn Thiên Tinh, mấy câu lạc bộ giải trí như thế này Lục Thiên Điệp cũng đã được nghe nói qua một chút, Mãn Thiên Tinh cũng được coi là nổi tiếng ở Hồng Thành. Nhưng Lục Thiên Điệp lại chưa từng tới mấy nơi như thế này, dưới cái nhìn của cô ta thì mấy nơi này là chỗ để đàn ông chơi đùa, bên trong chắc chắn là không đứng đắn. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Bích Hoài một cuộc điện thoại, "Hoài Nhi, cậu đang ở đâu vậy?" "Tớ đang đi làm." Hứa Bích Hoài trả lời vậy lâm thanh diện đang ở đâu lục thiên điệp hỏi tiếp anh ấy đưa tớ đi làm sau đó lái xe trở về nhà rồi sao vậy có chuyện gì à hứa bích hoài mở miệng hỏi lục thiên điệp đảo đảo trong mắt cũng không nói ra chuyện cô ta nhìn thấy xe của lâm thanh diện không có việc gì đâu chỉ muốn hỏi thăm một chút không được à hắc hắc lục thiên điệp cười nói hứa bích hoài lập tức cảm thấy có chút không ổn mở miệng nói tiểu điệp cậu đừng có mà đánh chủ ý lên lâm thanh diện đấy đồ đạc của tớ cậu có thể tùy ý lấy đi duy chỉ có lâm thanh diện là không được lục thiên điệp cười nói ôi trời yên tâm đi cậu là bạn thân nhất của tớ nên sao tớ có thể làm ra chuyện như vậy được sau khi nói xong cô ta liền cúp điện thoại lâm thanh diện không hề về nhà mà lại tới chỗ như thế này chẳng lẽ anh lại lục thiên điệp nghĩ thầm trong lòng mấy năm này hoài nghi đối xử với lâm thanh diện cũng rất lạnh nhạt cũng chỉ có dạo gần đây mới quan tâm đến anh hơn một chút Lâm Thanh Diện là một người đàn ông bình thường nên nhu cầu trên phương diện nào đó vẫn luôn luôn có, anh tới chỗ này không phải là để xử lý chính sự gì chứ. Lục Thiên Điệp suy đoán trong lòng. Nếu như anh vì giải quyết nhu cầu mà tới mấy chỗ như thế này vậy thì mình sẽ giúp anh giải quyết nhu cầu này. Làm như vậy cũng không tính là có lỗi với Hoài Nhi vì dù sao Lâm Thanh Diện cũng đã tự tới mấy chỗ như thế này trước. Một ý nghĩ cổ quái xuất hiện ở trong đầu Lục Thiên Điệp. Cô ta đảo đảo trong mắt, sau khi yên lặng nhìn biển hiệu của mãn thiên tinh vài lần thì lại tiếp tục đi về phía trước không ai biết bây giờ trong lòng cô ta đang tính toán cái gì lâm thanh diện cũng không biết chuyện ở bên ngoài mãn thiên tinh sau khi anh đi vào bên trong liên bước nhanh về phía căn phòng mấy người trần tài anh thường xuyên đi tới thực lực của lý huỳnh thái không thể nghi ngờ gì được người có thể làm anh ta bị thương ở hồng thành này cũng không có mấy người thế mà bây giờ anh ta lại bị thương chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn họ chọc tới phiền toái rồi anh trực tiếp đẩy cửa đi vào nhìn thấy lý huỳnh thái đang nằm ở trên giường mắt nhắm lại trên tay đang cắm kim truyền nước trên ngực còn quân băng vải trần tài anh cùng hai người mập mạp đang canh giữ ở bên cạnh lý huỳnh thái thấy lâm thanh diện tới lập tức đều đứng lên tình hình của anh ta thế nào rồi ai làm lâm thanh diện mở miệng hỏi trần tài anh ra hiệu cho lâm thanh diện nói nhỏ đi một chút sau đó lên cùng hai người mập mạp cùng nhau đi theo lâm thanh diện ra ngoài gãy mất hai cái xương sườn, bây giờ Vân còn đang hôn mê nhưng bác sĩ nói đã không còn gì đáng ngại nữa, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Chân Tài anh mở miệng nói, ai đả thương anh ta? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Người của Long Phi, Chân Tài anh trả lời. Long Phi? Lâm Thanh Diện nhíu mày, vốn ở Hồng Thành có Tam Đại Thiên Vương, một người là Lý Huỳnh Thái, một người là Lưu Biên và người còn lại là Long Phi. Lưu Biên đã bị Lý Huỳnh Thái tiêu diệt theo lý thuyết mà nói thì Long Phi cũng sẽ phải kiêng kỵ Lý Huỳnh Thái để phòng ngừa phát sinh xung đột với anh ta chứ, không ngờ bây giờ người của anh ta lại đả thương Lý Huỳnh Thái, chuyện này khiến cho Lâm Thanh Diện hơi không thể tin được. Thế lực của Long Phi ở Hồng Thành cũng chỉ tương đương với các người nhưng sao dưới tay anh ta lại có người có thực lực mạnh như vậy, ngay cả Lý Huỳnh Thái cũng có thể đánh bị thương được. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Anh hỏi bọn tôi bọn tôi cũng không biết hỏi ai đâu, người mập mạp nhỏ giọng nói một câu. Trần Tài Anh lập tức chừng mắt liếc anh ta một cái, giải thích nói: Quả thực người của Long Phi không thể đả thương Lý Huỳnh Thái được nhưng gần đây không biết Long Phi tìm ở đâu đến một người có thực lực cao cường giúp đỡ. Đồng thời bắt đầu xảy ra một chút va chạm với bọn tôi. Hôm qua người của Long Phi đến gây chuyện, Lý Huỳnh Thái đối đầu với bọn họ. Người dẫn đầu kia của bọn họ kích Lý Huỳnh Thái vài câu sau đó hai người liên động thủ. Kết quả người kia chính là người mà Long Phi tìm đến giúp đỡ nên đã trực tiếp đả thương Lý Huỳnh Thái. Lâm Thanh Diện nghe xong, lập tức nhíu mày. Không biết tìm đến từ chỗ nào để giúp đỡ, thực lực còn cao cường như vậy, trong lúc nhất thời Lâm Thanh Diện không nghĩ ra là ai. Trần Tài Anh ổn định lại sau đó nói tiếp, người kia còn nói là ngày mai sẽ lại đến đây tiếp, đến lúc đó anh ta sẽ loại trừ tôi và Lý Huỳnh Thái để Long Phi trở thành thiên vương duy nhất trong thế giới ngâm ở Hồng Thành. Chương 103, mau mau xin lỗi người ta. Nghe thấy lời của Trần Tài Anh, Đôi mắt Lâm Thanh Diện chợt híp lại, lạnh giọng nói, nếu như hắn ta nghĩ như vậy, chỉ e là có chút si tâm vọng tưởng rồi. Thực lực của người đó quả thực có chút ngang tàng, trong những người mà mấy năm qua tôi gặp, cũng chỉ có cậu mới có thể sánh ngang với hắn ta, hơn nữa tôi cảm thấy, thực lực của hắn ta còn cao hơn cả cậu nữa, Trần Tài Anh mở miệng nói. Trần Tài Anh đã thấy qua Lâm Thanh Diện ra tay, tuy biết Lâm Thanh Diện rất lợi hại, nhưng theo cảm giác của anh ta người trợ giúp mà Long Phi tìm đến còn lợi hại hơn một chút nữa. Lâm Thanh Diện cười lên, mở miệng nói, "Lần trước đi cứu anh, tôi vốn không có dùng toàn lực, anh làm sao biết là thực lực của hắn ta còn cao hơn tôi?" Chân tài anh sững sờ, không ngờ lần trước một mình Lâm Thanh Diện khiêu chiến mấy người mạnh cường, vậy mà vẫn còn giữ lại thực lực nữa. Vậy khi anh dùng toàn bộ thực lực của mình thì sẽ lợi hại đến nhường nào đây? Nếu bọn họ định ngày mai đến gây chuyện, Vậy chúng ta cũng không cần ngồi yên đợi chết nữa, ngày mai tôi sẽ đến đây sớm một chút, chúng ta trực tiếp đi tìm Long Phi, như vậy để tránh làm phiền Lý Huỳnh Thái dưỡng thương, Lâm Thanh Diện nói. Trần Tài anh thấy Lâm Thanh Diện có tự tin như vậy, liền gật gật đầu, ban đầu khi anh ta lăn lộn ở thành phố Thanh Vân, đã hiểu cái đạo lý này rồi, nếu như thật sự đợi người ta sát phạt đến cửa, vậy thì thật sự chỉ còn con đường chết rồi. Bàn Tử ở bên cạnh nghe thấy quyết định của Lâm Thanh Diện xong, lập tức mở miệng nói, chúng ta thật sự phải sát phạt qua đó sao? Thực lực của tên đó thật sự rất mạnh, một quyền là có thể đánh cho Lý Huỳnh Thái nằm sấp mặt. Theo tôi thấy, chúng ta hay là đi tránh gió trước, đợi qua khoảng thời gian này rồi mới quay về. Lâm Thanh Diện và chân Tài Anh đều quay đầu lại nhìn bàn tử, chân Tài Anh có chút hận sắt không thành gan mà nhìn hắn ta, nói tốt xấu gì ban đầu anh cũng có danh hiệu vua bài, sao mà lá gan lại nhỏ còn không bằng một con chuột vậy, anh C cảm thấy áy náy với cái thân núc ních này của mình không? Bàn tử lập tức trừng mắt, bày ra bộ dạng quyết trí tiến lên, nói, mẹ nó, dám nó tôi gan bé, đi thì đi, cùng lắm nộp cái mạng thôi, lão tử cóc sợi. Lâm Thanh Diện nhìn bàn tử mà cười lớn lên, anh cũng cảm thấy người quản lý sổ sách mà mình tìm đến này quả thực có hơi bé gan. Nhưng điều này vốn không ngăn cản Lâm Thanh Diện trọng dụng hắn ta, dù sao Lâm Thanh Diện tìm hắn đến, không phải là để đánh đánh giết giết lâm thanh diện cười nhìn hắn một cái mở miệng nói chuyện ngày mai tôi và chân tài anh đi là được rồi anh không cần đi đâu tôi có nhiệm vụ khác giao cho anh bản tử nghe thấy lời của lâm thanh diện lập tức có chút cảnh giác mà hỏi nhiệm vụ gì nếu có nguy hiểm thì tôi không đi đâu tôi không có mua bảo hiểm đến lúc đó không có ai đến đền cho tôi lâm thanh diện sáp đến bên tai hắn nhỏ tiếng nói vài câu đôi mắt của bàn tử lập tức phát ra ánh sáng, vẻ mặt tràn đầy vui mừng mà nói, chuyện này là sở trường của tôi, giao cho tôi không thành vấn đề, các người cứ yên tâm đi đối phó với Long Phi đi, tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao cho tôi, vẻ mặt trần tài anh khó hiểu, không biết Lâm Thanh Diện đã giao cho bàn tử nhiệm vụ gì. Sau khi xác định xong chuyện ngày mai, Lâm Thanh Diện lại đi xem Lý Huỳnh Thái một cái, sau đó chuyển cho Trần Tài Anh 300 triệu, để Trần Tài Anh mua chút trái cây đồ bổ cho Lý Huỳnh Thái ăn. Trần Tài anh thấy Lâm Thanh Diện chuyển cho mình 300 triệu, trong lòng nghĩ số tiền này mà dùng để mua trái cây, có phải là có hơi xa xỉ rồi không? Mẹ nó cái này mua cả tiệm trái cây cũng còn dư a. Nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Diện đã dễ dàng chuyển cho anh ta 300 tỷ, anh ta cũng không cảm thấy cái này có chỗ gì không thích hợp nữa. Có lẽ là đối với người giàu như Lâm Thanh Diện, 300 triệu chắc cũng chỉ có thể mua chút trái cây thôi a. À. Đến gần trưa, Lâm Thanh Diện lái xe đến công ty đón hứa Bích Hoài. Hai người cùng nhau về Vịnh Đăng Long, Hứa Bích Hoài muốn mua chút đồ ăn ở bên ngoài, Lâm Thanh Diện bèn ngừng xe ở bên ngoài khu chung cư, hai người đi đến một siêu thị ở gần đó. Mua xong đồ ăn ra ngoài, hai người đi dạo một vòng trung tâm mua sắm ở tầng 1, rồi chuẩn bị về nhà. Khi đi ngang qua nơi bán vòng tay bằng ngọc, đột nhiên vang lên tiếng vỡ của thứ gì đó. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay đầu lại nhìn qua đó. Phát hiện là một người phụ nữ ở bên cạnh bọn họ đã làm vỡ vòng ngọc của người ta rồi. Hứa Bích Hoài nhìn rõ khuôn mặt đó, kinh ngạc nói, "Hồ Vũ Tinh." Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh kinh hoàng, hồi nãy khi cô ta xem vòng ngọc không cẩn thận để trượt tay, khiến cho cái vòng đó rơi xuống đất. Đúng lúc này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi ngang qua cô ta, khiến cô ta càng thêm lúng túng. "Cô ơi, cái vòng đó của chúng tôi có giá 114 triệu đồng." Cô làm vỡ rồi thì phải bồi thường đó, cô gái đứng quẩy nói với vẻ mặt sốt sắng. Trong lòng hồ vũ tinh thịch một cái, không ngờ cô ta vậy mà lại làm vỡ một cái vòng tay đắt như vậy, bảo cô ta bồi thường cô ta đương nhiên là không nữa. Lúc này Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang nhìn chầm chầm vào cô ta, cô ta lập tức đảo đôi con ngươi, chỉ tay về phía Lâm Thanh Diện, nói hồi nãy anh ta đụng vào tôi một cái, nên cái vòng này mới rơi xuống đất, các người tìm anh ta đền đi lâm thanh diện và hứa bích hoài đều kinh ngạc năng lực đầy họ ả à cho người khác của hồ vũ tinh thật đúng là không ai bằng cô nói bậy gì vậy hồi nãy chúng tôi đều không có đụng vào cô cái vòng này rõ ràng là cô tự làm vỡ hứa bích hoài thay lâm thanh diện giải thích hồ vũ tinh lập tức bày ra bộ dạng người bị hại nói hứa bích hoài cô bất ngập máu phun người ở đây đi không phải tôi chỉ là tìm được một người bạn trai tốt hơn người chồng phế vật của cô sao cô có cần hại tôi như vậy không mọi người mau đến phân xử đi, người ở bên cạnh người phụ nữ này chính là tên phế vật lâm thanh diện nổi tiếng đó, tôi là bạn học của người phụ nữ này, cô ta đố khi tôi đã tìm được một người bạn trai cao phú soái nên cố ý hãm hại tôi, các người nói cô ta có phải là quá không biết xấu hổ không? Đám người nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh, lập tức bắt đầu chỉ trích hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Trong lòng hứa Bích Hoài ủy khuất, không ngờ Hồ Vũ Tinh lại vụ oan cô như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Tinh một cái, lạnh giọng nói, miệng nói không có chứng cứ, chúng ta bây giờ đi điều tra camera giám sát, xem xem rốt cuộc là tôi đụng cô, hay là cô tự làm vỡ. Bên trên bọn họ đúng lúc có một camera, Hồ Vũ Tinh căn bản không có suy nghĩ đến vấn đề này, sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện, trong lòng kinh hoàng, nếu như thật sự đi điều tra camera giám sát, vậy thì cô ta có nói bậy thế nào cũng không có ích gì nữa điều tra camera gì chứ, chính là anh đụng phải tôi, anh đừng có mơ mà viện cơ trôi cãi, các người mau kêu anh ta bồi thường đi, nếu không lát nữa anh ta chạy trốn đó. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh hoảng loạn mà nói. Lâm Thanh Diện không quan tâm đến Hồ Vũ Tinh nữa, mà nhìn cô gái đứng quê kia, nói, đi điều tra camera đi, chúng tôi sẽ không chạy đâu. Cô gái gật gật đầu, lập tức đi điều tra camera giám sát. Cô dám, Hồ Vũ Tinh lập tức hét lớn một tiếng, cô ta quay đầu nhìn lâm thanh diện nghiến răng nghiến lợi nói đây chẳng qua chỉ là một cái vòng hơn trăm triệu nếu như cái vòng này thật sự là do tôi làm vỡ tôi chắc chắn sẽ đền bạn trai tôi là phú nhị đại không thiếu chút tiên này còn anh đã động tôi còn ở đây bày ra bộ dạng giả vờ giả vịt tôi thấy anh chính là không muốn bồi thường tiên thì có nếu đã như vậy niệm tình tôi và bà xã anh là bạn học tôi sẽ thay anh đền số tiên này đây cũng coi như là tiêu tiên để nhận thức bộ mặt thật của các người. Cô ta nghĩ nếu như thật sự đi điều tra camera giám sát, cô ta không những phải bôi thường tiên, mà còn mất mặt ở trước nhiều người như vậy nữa, chỉ bằng nói cho quang minh chính đại, để cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài gánh cái tiếng chửi này. Ha ha, không cần đâu, xem camera giám sát rồi, mọi người tự nhiên sẽ biết là ai phải bôi thường tiên thôi, Lâm Thanh Diện kiên chỉ muốn đi xem camera giám sát, đi về phía đằng trước trong lòng hồ vô tinh thầm mắng, nghĩ tên lâm thanh diện này thật đúng là một tên não rỗng. Cô ta đảo đôi con ngươi, sau đó trực tiếp chặn trước mặt lâm thanh diện, giả vờ bị lâm thanh diện đụng một cái, sau đó ngồi phịch xuống đất. Con người anh bị sao vậy, đầu tiên là đụng tôi làm vỡ vòng, bây giờ lại đụng tôi ngã xuống đất, có phải anh cảm thấy tôi dễ ức hiếp lắm không? Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi là cổ đông của cái trung tâm mua sắm này, bây giờ anh ấy đang ở trong trung tâm mua sắm, Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy, để anh ấy đến xử lý anh. Hồ Vũ Tinh lấy điện thoại ra, gọi cho bạn trai cô ta một cuộc. Đám người nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh, lập tức đều cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là đang kiểm chuyện, bạn trai người ta là cổ đông của trung tâm mua sắm rồi, đương nhiên sẽ không so đo vì một cái vòng. Lâm Thanh Diện thấy Hồ Vũ Tinh môi dưới đất giống như là một ả à đàn bà chanh chua, trong lòng cười lạnh, nghĩ cứ đợi bạn trai cô ta đến xem xem bọn họ còn có thể dở chiêu gì. Vẻ mặt hứa bích hoài đầy tức giận, cảm thấy mình có một người bạn học như vậy, cũng thật là mất mặt. Qua một hồi, một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ đi đến bên này, anh ta chen vào trong đám người, nhìn thấy hồ vũ tinh ngồi ở dưới đất, vội vàng đi dìu cô ta dậy. Lâm thanh diện nhìn người thanh niên đó, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, người này vậy mà lại là tên vương công tử mà hôm đó anh gặp ở ngân hàng. Vương Mậu, cuối cùng anh cũng đến rồi, em sắp bị bọn họ ức hiếp chết rồi, tên phế vật này không những đụng vào em làm vỡ vòng, còn vu nhỏ em, lại còn đụng ngã em xuống đất nữa, anh nhất định phải làm chủ cho em a. À? Hồ Vũ Tinh nói với Vương Mậu bằng vẻ mặt ủy khuất. Vương Mậu lập tức nói, là tên nào không có mắt đã đụng em. Anh ta cũng vô cùng thương yêu người bạn gái này của mình, tuy biết có nhiều lúc thật ra đều là Hồ Vũ Tinh gây phiền phức cho người ta, nhưng anh ta vẫn sẽ giúp Hồ Vũ Tinh xả giận. Hồ Vũ Tinh lập tức vươn tay chỉ về phía Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là anh ta đó, anh ta vì để không phải bôi thường cái vòng tay 114 triệu kia mà đã vô oan là em làm vỡ, anh nhất định phải làm chủ cho em a. À. Vương Mậu Men theo tay của Hồ Vũ Tinh nhìn qua, ánh mắt rơi trên mặt của Lâm Thanh Diện, trái tim sau đó chợt thịt một cái. Đây không phải là lão đại sở hữu thẻ đen của Ngân hàng Thế giới sao? Sao lại là anh ta? một lão đại như vậy chắc sẽ không vì một cái vòng 114 triệu mà vô nhỏ người khác đúng chứ. Dù sao 114 triệu đối với anh mà nói, ngay cả tiên tiêu vặt cũng không bằng. Vậy thì chắc là hồ vô tinh làm loạn ở đây rồi. Vương Mậu cũng rất hiểu đức hạnh của người bạn gái này của mình. Hơn nữa điều quan trọng nhất, đó là anh ta căn bản không thể chọc vào một lão đại sở hữu thẻ đen của ngân hàng thế giới nổi, bị ép quá, Người ta trực tiếp mua cả cái trung tâm thương mại này luôn cũng không thành vấn đề gì. Anh ta có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hồ Vũ Tinh một cái. Hồ Vũ Tinh đang nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt đắc ý, đợi Vương Mậu chút giận thay cho cô ta. Lúc này Vương Mậu nghiến răng, trực tiếp nhấc tay lên, giáng một bạt tay vào mặt của Hồ Vũ Tinh, cao giọng nói, em đang nói bậy cái gì ở đây vậy, người ta làm sao có thể vì 114 triệu mà vu nhỏ em chứ? anh thấy là em ở đây náo loạn vô lý thì có, mau xin lỗi người ta đi. Chương 104, để tôi thỏa mãn anh. Hồ Vũ Tinh lập tức ngơ ngác, cô ta nhấc tay lên ôm lấy mặt mình, nhìn Vương Mậu với vẻ mặt đầy sự không dám tin. Người xem náo nhiệt ở xung quanh cũng đều kinh ngạc mà nhìn cảnh này, bọn họ vốn tưởng Vương Mậu đến rồi, sẽ dạy dỗ Lâm Thanh Diện thay cho Hồ Vũ Tinh, không ngờ vậy mà lại cho Hồ Vũ Tinh một bạt tay trước. Anh, anh đánh em làm gì, Rõ ràng là anh ta ức hiếp em mà, anh điên rồi sao?" Hồ Vũ Tinh lập tức khóc lên, vẻ mặt tràn đầy ấm ức mà nhìn Vương Mậu. "Chuyện này rốt cuộc là thế nào trong lòng em không rõ sao, người ta có thể vì 114 triệu mà lãng phí thời gian với em ở đây ư?" Bộ giảng Vương Mậu vô cùng đau đớn, trong lòng nghĩ nếu như hôm nay đắc tội với vị lão đại kia chỉ vì chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Hồ Vũ Tinh. "Anh, anh ta là tên phế vật mà cả hồng thành đều biết a." À sao anh ta lại không vì 114 triệu mà so đo ở đây chứ? Rõ ràng là tự anh ta muốn chống chế, bây giờ anh vậy mà còn nói giúp anh ta nữa, vương mậu, em thật sự là nhìn lầm người rồi. Vẻ mặt hồ vũ Tinh ấm ức, đã hoàn toàn coi mình là người bị hại rồi. Vương mậu gần như là muốn phát điên rồi, không ngờ hồ vũ tinh vậy mà còn bắt đầu nghiêm túc lên nữa. Anh ta chừng hồ vũ tinh một cái, mở miệng nói, chuyện này sau khi về anh sẽ giải thích với em, Em xin lỗi người ta trước đi, mau lên. Dựa vào cái gì, bảo em xin lỗi một tên phế vật, không có cửa đâu. hồ vũ tinh lớn tiếng hết. Được rồi, lúc này Lâm Thanh Diện lên tiếng, nhìn Vương Mậu, anh đi điều tra camera lúc nãy đi, để mọi người nhìn thấy lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ biết chuyện này ai đúng ai sai thôi. Vương Mậu nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt lúng túng, khom lưng nói, Ngài Lâm, thực sự xin lỗi à. Người phụ nữ điên này uống lộn thuốc xôi nên mới như vậy, không cần điều tra camera nữa, chắc chắn là lỗi của người phụ nữ điên này." Lâm Thanh Diện lắc đầu, có chút mất kiên nhẫn mà nói, "Mau đi xem đi, tôi không muốn làm lỡ nhiều thời gian nữa." Vương Mậu thấy Lâm Thanh Diện có chút không vui rồi, sợ hãi mà vội vàng gật đầu, nói, "Không vấn đề, tôi đây sẽ bảo bọn họ đi xem camera." Tiếp đó anh ta liền quay người đi đến phòng camera giám sát để xem camera. Hồ Vũ Tinh thấy vậy lập tức muốn ngăn cản, Vương Mậu trực tiếp đẩy cô ta một cái, suýt chút nữa khiến cô ta ngã xuống đất lần nữa. Vẻ mặt Hồ Vũ Tinh oán hận mà nhìn hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, trong lòng nghĩ chuyện hôm nay đều là vì bọn họ nên mới làm lớn lên như vậy. Người xung quanh đều chỉ chỉ trò trò về bên này, có không ít người cảm thấy Lâm Thanh Diện rất quá đáng. Người này thật sự là quá đáng rồi a, à, đã đánh cả người phụ nữ đó rồi mà anh ta còn không chịu tha cũng quá là nghiêm túc rồi các người nói xem chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai nếu như thật sự là người đàn ông đó đụng vào người phụ nữ này thì tại sao anh ta còn đòi xem camera chứ ai mà biết các người thấy người phụ nữ đó đáng thương tội nghiệp kia cũng không giống như đang nói dõi a à? hứa bích hoài không biết tại sao vương mậu lại nói giúp lâm thanh diện theo lý mà nói anh ta chắc chắn phải giúp hồ vũ tinh mới đúng hơn nữa sau khi vương mậu nhìn thấy lâm thanh diện thái độ đã xảy ra sự biến chuyển vô cùng lớn, rất rõ ràng là bởi vì biết Lâm Thanh Diện không có dễ chọc như vậy. Lâm Thanh Diện rốt cuộc là có thân phận như thế nào mới có thể khiến một phú nhị đại cung kính như vậy chứ, bởi vì sợ đắc tội anh, thậm chí còn ra tay đánh bạn gái của mình. Hứa Bích Hoài cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không nhìn thấu Lâm Thanh Diện rồi. Phía trên sảnh tầng 1 của trung tâm mua sắm có một số màn hình tivi rất lớn, bình thường được dùng để phát quảng cáo. Qua một hồi, những hình ảnh trên màn hình tivi này đều được chuyển thành hình ảnh giám sát bên trong trung tâm thương mại. Các người mau xem mấy màn hình ở bên trên kia kìa. Lúc này có người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đám người lập tức ngẩng đầu, nhìn lên màn hình phía trên. Lúc này bên trên đang phát lại cảnh tượng Hồ Vũ Tinh đang xem vòng ngọc lúc đó. Hồ Vũ Tinh nhìn hình ảnh bên trên đó, lập tức hét lên, hận không thể mau chóng che số màn hình đó lại. Đáng tiếc, số màn hình này đều được treo trên cao, cô ta căn bản với không tới, hơn nữa nhiều màn hình như vậy, cô ta muốn che cũng không che được. Cô ta không ngờ Vương Mậu lại tuyệt tình như vậy, vậy mà lại trực tiếp sâu camera giám sát cho tất cả mọi người thấy, đây quả đúng là khiến cô ta sau này không có mặt mũi làm người A. À. Trong màn hình, Hồ Vũ Tinh một tay cầm lấy vòng ngọc xem cả nửa ngày, sau đó chậm rãi muốn đặt xuống. Lúc này cô ta trượt tay một cái, chiếc vòng trực tiếp tuột khỏi tay cô ta rơi xuống đất. lúc này lâm thanh diện và hứa bích hoài cách hồ vũ tinh còn cả hơn một mét. đợi sau khi chiếc vòng bị vỡ mới đi đến bên cạnh hồ vũ tinh. lâm thanh diện cũng căn bản không có động cô ta. cảnh tượng bên trong video rõ ràng như vậy, sắc mặt hồ vũ tinh tái nhợt, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt, tuyệt vọng và hối hận. đám người nhìn thấy cảnh tượng trong camera xong lập tức biết hồ vũ tinh đang nói dối những người lúc đó lựa chọn tin tưởng cô ta lúc này đều bày ra vẻ mặt kinh tởm thật sự là quá kinh tởm rồi người phụ nữ này vậy mà lại biết diễn kịch như vậy hồi nãy thấy bộ dạng đáng thương của cô ta tôi còn tưởng cô ta là người bị hại nữa chứ mẹ nó vậy mà lại là một á bích tâm cơ uổng công tôi lúc đó còn muốn chủ trì công đạo thay cho cô ta nữa không ngờ đều là giả vờ hết là chúng ta oan uống chàng trai đó rồi chuyện này không liên quan gì đến cậu ta à Hồ Vũ Tinh nghe lời của người xung quanh nói, vẻ mặt đầy xấu hổ, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui xuống. Lúc này Vương Mậu chạy về đây, đến trước mặt Lâm Thanh Diện, vẻ mặt ấy náy nói, Ngài Lâm, tôi đã xem camera giám sát rồi, chuyện này quả thực không có liên quan đến ngài, đều tại người phụ nữ không biết tốt xấu này gây phiên phức cho ngài hết, tôi sẽ bảo cô ta xin lỗi ngài. Nói xong, Vương Mậu quay đầu nhìn Hồ Vũ Tinh, lạnh giọng nói, mau mau xin lỗi ngài Lâm đi. Hồ Vũ Tinh nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ đến Lâm Thanh Diện chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà nhà nhà đều biết ở Hồng Thành, trong lòng cô ta liền không phục. Bảo cô ta xin lỗi một tên phế vật, dựa vào cái gì? Anh ta chỉ là một tên phế vật, dựa vào cái gì chứ, vẻ mặt Hồ Vũ Tinh ủy khuất mà nói. Thấy Hồ Vũ Tinh còn không biết hối cải, Vương Mậu lập tức lại nhấc tay lên, giáng một cái tát lên mặt cô ta. Chát một tiếng, rứt khoác gọn gàng lần này người xung quanh không có ai nói thay cho cô ta hết đều cảm thấy hồ vũ tinh đáng đời nếu bây giờ em không xin lỗi anh sẽ lấy lại căn nhà mà anh mua cho em ở vịnh đằng long sau này em ngủ ngoài đường đi vương mậu phẫn nộ nói hồ vũ tinh vừa nghe thấy cái này lập tức sợ hãi cô ta vội vàng túm lấy cánh tay vương mậu nói em xin lỗi em xin lỗi đừng lấy lại căn nhà của em cái gì em cũng đều nghe anh hết nói xong Hồ Vũ Tinh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói với khuôn mặt không tình nguyện, xin, xin lỗi, là tôi đã vu nhỏ anh, câu xin anh tha thứ cho tôi, sau này tôi không dám nữa. Vương Mậu cũng mau chóng tiến lên trước, cười nịnh nói, ngài Lâm, người phụ nữ này không có não, nên mới xúc phạm đến ngài, lúc về tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ta thay ngài thật đàng hoàng, ngài đừng chấp nhặt với cô ta nữa. Lâm Thanh Diện không nói chuyện, quay đầu nhìn hứa bích hoài một cái, mở miệng nói chúng ta đi thôi đợi hai người rời đi xong vẻ mặt hồ vô tinh ấm ức nhìn vương mậu mở miệng nói ông xã người đó rõ ràng là tên phế vật tại sao anh lại phải kêu em xin lỗi anh ta như vậy em cũng quá mất mặt rồi vương mậu bực bội chừng cô ta một cái nói em mất mặt mẹ nó em suýt chút nữa đã hại chết ông đây rồi còn màng đến mặt mũi nữa ư mẹ nó nhớ kỹ cho anh sau này nếu như em còn chọc vào anh ta tất cả mọi thứ của em phải giao lại cho anh, sau này em ăn không khí đi. Chiều tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện nói với Hứa Bích Hoài là tối nay mình có hẹn với bạn bè, có chút chuyện cần phải xử lý. Hứa Bích Hoài đã quen tin tưởng Lâm Thanh Diện, nên không có hỏi Lâm Thanh Diện đi làm gì, chỉ bảo anh về sớm chút. Anh lái xe đi đi, như vậy sẽ tiện hơn chút, Hứa Bích Hoài lấy chìa khóa xe đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không từ chối vươn tay nhận lây chìa khóa xe. Tống Huyền Khanh nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm giảm, con gái, con thật là quá nung chiều tên phế vật này rồi, xe tốt như vậy, để cậu ta lái lãng phí biết bao. Hứa Bích Hoài lập tức nhìn Tống Huyền Khanh một cái, nói, con nói một lần nữa, xe và biệt thự, đều là lâm thanh diện mua, sau này mẹ đừng có nói bậy nữa. Xía, bớt lừa mẹ đi, mẹ còn chưa có mở mắt đâu, Tống Huyền Khanh vốn không tin, nhưng cũng không có yêu cầu Lâm Thanh Diện đặt chìa khóa xuống. Lâm Thanh Diện lái xe ra ngoài, không lâu sau liên đến Mãn Thiên Tinh, anh ngừng xe ở cửa Mãn Thiên Tinh, đi vào bên trong tìm Trần Tài Anh. Chính vào lúc Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà không bao lâu, Lục Thiên Điệp liền gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài. Bích Hoài, cậu và Lâm Thanh Diện cùng ra ngoài chơi đi. Lục Thiên Điệp nói, Lâm Thanh Diện tối nay có chuyện đi ra ngoài rồi, hay là hôm khác đi, Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Vậy được, chúng ta hôm khác lại hẹn, Lục Thiên Điệp cũng không có phí lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Bích Hoài có chút khó hiểu, trước đây Lục Thiên Điệp chưa hề nói muốn cùng ra ngoài chơi với Lâm Thanh Diện, hôm nay nghe thấy Lâm Thanh Diện không có nhà, vậy mà lại trực tiếp nói hẹn hôm khác. Xem ra chuyện lần trước đã để lại cho tiểu điệp chút ảnh hưởng a, à. xem ra cần phải tìm thời gian nói rõ với cậu ấy, Hứa Bích Hoài lẩm bẩm sau khi lâm thanh diện vào mãn thiên tinh không bao lâu liên cùng với trần tài anh đi ra ngoài chỗ của long phi cách chỗ này không quá xa cho nên hai người không có lái xe mà đi bộ qua bên đó như vậy cũng không cần quá thu hút sự chú ý trần tài anh đã sắp xếp xong thủ hạ của mình anh ta và lâm thanh diện đi thăm dò tình hình một chút trước mấy thủ hạ đó không lâu sau sẽ qua đó bọn họ vừa rời khỏi không bao lâu lục thiên điệp ăn vận quyến rũ đã xuất hiện ở cửa mãn thiên tinh Lục Thiên Điệp nhìn chiếc Land Rover ở trước cửa mãn thiên tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười đùa nghịch. Lâm Thanh Diện, tôi quả nhiên đoán không sai, xem ra anh thường xuyên đến đây để tìm thú vui. Bích Hoài cũng thật là ngốc, rõ ràng biết anh là một người đàn ông, nhưng lại không chịu làm loại chuyện đó với anh, vậy mà lại ép anh tới mức chạy đến loại chỗ này tìm thú vui. Mấy phụ nữ trong đây đều là loại bình thường, có gì mà vui chứ, nếu Bích Hoài không thể cho anh phương diện này, vậy để tôi thỏa mãn anh đi. Tự mình lấm bẩm hai câu, Lục Thiên Điệp lấy một chiếc gương nhỏ ra, nhìn dung nhan của mình một chút, sau khi xác định cô ta tối nay đã đủ để thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Diện, liền đi vào bên trong mãn thiên tinh với vẻ mặt tự tin. chương 105, Trần Tài Anh của tôi thật đỉnh câu lạc bộ đấu vật phi long. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đứng ở cửa. Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện đầy lo lắng, nói thật sự không cần gọi tất cả anh em đến sao đây là xào huyệt của long phi hai người chúng ta đi vào tương đương với việc tiến vào hang sói lâm thanh diện cười nói anh kém can đảm hơn nhiều so với năm đó nhỉ năm đó một mình huyết chiến cả con phố chỉ e là không phải như thế này trần tài anh lắc đầu bất lực nói chính vì những chuyện đã xảy ra năm đó tôi mới nhận ra mạng sống chính là điều quan trọng nhất nếu không nhờ may mắn thì lúc đó tôi đã chết trên con phố đó rồi lâm thanh diện có thể hiểu trần tài anh anh có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thực lực khổng lồ của mình ở thành phố thanh vân dũng khí tự nhiên là điều tất yếu chỉ là sau khi trần tài anh trải qua sự phản bội anh đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều những khó khăn mà anh phải chịu đã khiến anh không thể không sợ hãi như trước năm đó anh phải dựa vào may mắn nhưng bây giờ anh theo tôi anh không phải lo lắng nữa có tôi ở đây anh sẽ không chết lâm thanh diện cười nói sau đó bước vào câu lạc bộ phi long bác kích Trần Tài Anh nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp, anh không rõ một người có bao nhiêu thực lực mới dám nói ra những lời như vậy. Thanh niên có vẻ vô hại đối với người vật này lại có chút quá sâu không lường được. Anh cười lắc đầu, không còn lo lắng gì nữa, so với những thuộc hạ trước kia của mình, hiện tại anh đối với Lâm Thanh Diện lại càng tin tưởng hơn. Hai người cùng nhau bước vào câu lạc bộ, lâu một là nơi tập thể dục, lầu hai là nơi tụ tập của những người đam mê đấu vật. Long Phi lập một võ đài ở tầng 2, hàng đêm đều sẽ bố trí người lên võ đài thi đấu. Võ đài ở đây không phải là đấu vật bình thường, cái gọi là câu lạc bộ đấu vật chỉ là một vỏ bọc do Long Phi tạo ra. Ở đây không có quy tắc và yêu cầu nào trên võ đài, chỉ cần bạn ở trên sân thì bạn sẽ chỉ có hai cái kết thua và thắng, không cần biết dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ thì bạn đã là người chiến thắng. Vì không có luật lệ và giới hạn nào nên cách thức sử dụng của những người trong võ đài khá bạo lực, sau khi thi đấu thì việc gãy tay, gãy chân là chuyện bình thường. Thậm chí ở đây đã có nhiều trường hợp bị đánh chết trên võ đài, nhưng họ không quan tâm đến chuyện này, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết, lên hay không lên võ đài là lựa chọn của bản thân mình, tài nghệ không bằng người khác, mất mạng cũng không trách được người khác. Vì đấu trường ở đây của Long Phi khá bạo lực và kích thích hơn nhiều so với đấu trường trên TV nên rất nhiều người trung niên áp lực như núi sẽ đến đây xem trận đấu. Long Phi dựa vào việc nhận vé từ những người này để kiếm tiền, mỗi ngày có vô số người xem trận đấu, Long Phi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc này. Sau khi Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh bước vào, họ trực tiếp đi lên tầng 2, ở lối vào của tầng 2, một vài người đàn ông lực lưỡng đứng đó, thấy Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đến gần liên đưa tay ngăn cản. Muốn vào thì mỗi người một triệu rưỡi lâm thanh diện thâm tặc lưỡi nghĩ long phi thật biết cách kiếm tiên vào sân cũng phải bỏ ra một triệu rưỡi, thật sự là quá hấp ám nhưng anh không chân trừ lập tức đưa cho người đó ba triệu sau khi nhận được tiên vài mãnh nam ngay lập tức đưa lâm thanh diện và chân tài anh vào vào trong đi trung thực một chút nếu có gì xảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm một người đã nói câu đó lâm thanh diện mỉm cười nghĩ nếu mình thật sự muốn gây chuyện bọn họ chỉ e là không trả nổi trách nhiệm. Trên lầu hai có rất nhiều người, nhìn xung quanh dày đặc, đều vây quanh ở bốn phía võ đài. Lúc này hai người trên võ đài đang lưu mạng chiến đấu, có một người cao lớn, dường như có sức mạnh vô hạn, kỹ năng chiến đấu khá tinh diệu, tuy rằng người đấu với anh ta không yếu, nhưng chỉ không phải đối thủ của anh ta. Lúc này những người xung quanh võ đài đều phấn khích, la hét không ngừng. Lâm Thanh Diện thấy bên cạnh võ đài có các cược, xem ra Long Phi vẫn là dựa vào võ đài kiếm tiền. Man vương vô địch, đánh chết anh ta đi. Đánh gãy tay anh ta đi, để anh ta thấy man vương lợi hại như thế nào. Mẹ kiếp, vẫn là man vương ra tay sướng mắt nhất, này mới là từng cú từng cú đến thịt. Lâm thanh diện đoán người cao lớn hẳn là man vương trong miệng đám quân thể này, anh nhìn chăm chăm người đàn ông đó, thực lực của người đàn ông này quả thực không yếu, nhưng cũng chỉ có thể so với võ sĩ bình thường. Nếu anh thực sự muốn động thủ, Lâm Thanh Diện có thể đánh anh ta xuống đất chỉ bằng một chiêu. Giờ chúng ta phải làm gì đây? Hôm nay Long Phi định cùng chúng ta động thủ, hiện tại nhất định không thể lo liệu chuyện ở đây, nếu tôi đoán đúng, anh ta hẳn là đang thu thập nhân lực, chắc sẽ không tới đây, Trần Tài anh nói. Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, chuyện này quả thực là có vấn đề, nếu như Long Phi không thể tới đây, vậy thì việc anh và Trần Tài anh đến đây quả thật sẽ không có quá nhiều ý nghĩa lúc này, man vương trên võ đài nắm lấy cánh tay của đôi phương, sau đó lập tức dùng sức bẻ gãy cánh tay của anh ta. một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả một tầng, man vương dùng cả hai tay nâng người đàn ông lên, ném xuống dưới sàn đấu. những người xung quanh sàn đấu reo hò, hò hét tên man vương. man vương cũng kêu lên, khuôn mặt dữ tợn, thể hiện sự lợi hại của mình. lâm thanh diện mỉm cười với trần tài anh, nói, chúng ta không tìm thấy long phi vậy chi bằng để anh ta đến tìm chúng ta trần tài anh ngạc nhiên hỏi làm sao để anh ta đến tìm chúng ta lâm thanh diện không có đáp lại anh mà là trực tiếp xoay người nhảy lên đỉnh võ đài nhìn thấy cảnh này trong lòng trần tài anh lập tức hiểu được hẳn là lâm thanh diện đang muốn tạo nên động tĩnh gì đó để ép long phi ra nhưng mà cho dù lâm thanh diện đánh bại được man vương cũng không cách nào có thể khiến long phi bỏ hết chuyện trong tay mà chạy tới đây lâm thanh diện làm vậy thật có chút thiếu suy nghĩ mọi người nhìn thấy lâm thanh diện nhảy lên võ đài lập tức châm mặc không biết người này muốn làm gì man vương cũng nhìn chăm chằm lâm thanh diện trong mắt lóe lên vẻ khinh thường lạnh lùng nói nhóc con cậu đang làm gì vậy lên võ đài đương nhiên là để đấu với anh lâm thanh diện nói nghe thấy lời nói của lâm thanh diện man vương lập tức cười nói cậu đang đùa tôi à dựa vào thân hình nhỏ bé của cậu cũng muốn đánh với tôi sao? Những người bên dưới cũng phá lên cười, cười Lâm Thanh Diện không biết tự lượng sức mình. Não của người này bị ngập nước à? Man Vương là huyền thoại bất bại ở đây, có rất ít kẻ có thể đánh bại anh ấy. Cậu ta cũng không xem mình có bao nhiêu cân lượng, với cánh tay và đôi chân nhỏ của cậu ta, Man Vương có thể có thể tát cậu ta đến chết chỉ bằng một tay. Những ngày này nhiều người dám thách thức Man Vương thế, vẻ như ngại mình sống quá lâu thì phải. Anh sẽ không phải là sợ rồi chứ?" Lâm Thanh Diện cười nói. Màn Vương nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, anh ta trực tiếp cười nói, "Mẹ kiếp, cậu chắc chắn là người khoác lác nhất mà tôi từng thấy, không có người thứ hai." Những người bên dưới cũng ngồi theo chế nhạo, cảm thấy lời nói của Lâm Thanh Diện quả thực là khoác lác. "Nếu đã muốn đánh nhau với tôi, vậy cậu hãy báo danh đi, nếu một lát nữa bị tôi đánh chết, cũng có thể biết cậu ở nhà nào." Màn Vương nói, "Trần Tài anh Lâm Thanh Diện đáp, giọng anh không lớn nhưng đầy uy lực, mọi người có mặt đều nghe thấy. Hơn một nửa số người có mặt lập tức trở nên châm mặc. Gần đây danh tiếng của Trần Tài Anh vẫn rất lớn, những người tới đây xem trận đấu đều có hiểu biết về thế lực ngầm ở Hồng Thành, đều biết Trần Tài Anh là người nổi bật nhất trong thời gian gần đây. Trần Tài Anh ở dưới khán đài trợn mắt hốc mồm, không ngờ Lâm Thanh Diện lại giả làm anh, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thanh Diện, Trần Tài Anh giờ khóc giờ cười nhưng anh cũng hiểu lâm thanh diện sẽ dùng phương pháp gì gọi long phi qua ở đây có rất nhiều thủ hạ của long phi nếu biết Trần tài anh ở đây bọn họ nhất định sẽ thông báo cho long phi mà mục tiêu của long phi tối nay chính là chân tài anh biết chân tài anh ở đây tự nhiên sẽ không lại đi tìm kiếm xa xôi man vương nhìn lâm thanh diện sau đó chế nhạo nói thì ra cậu là chân tài anh không ngờ lại chỉ là một con gà yếu ớt hôm nay cậu đã tự tìm cái chết vậy tôi sẽ dọn dẹp cậu thay cho anh Phi, để sau này man vương tôi còn có chỗ đứng ở Hồng Thành. Lúc này có người của Long Phi nhìn về phía bên này, sau đó lấu di si động ra gọi cho Long Phi. Lâm Thanh Diện cười nhìn Man Vương nói, ý tưởng của anh rất hay, nhưng Trần Tài Anh tôi quá tuyệt vời, sao anh có thể đánh bại được tôi chứ? Trần Tài Anh che mặt, Lâm Thanh Diện đang giả thân ô ẩn của anh, lại còn giả đến mức xấu hổ như vậy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ rất nhiều người cười nhạo anh. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện trên võ đài, ít nhiều đã nghe nói về Trần Tài Anh. Họ đều biết Trần Tài Anh là người thâm trầm cay độc. Bây giờ cảm thấy như một tên giả mạo vậy. Chết tiệt, lại còn giả vờ, tuyệt hay không tuyệt, đánh xong thì biết. Nhìn vóc dáng của cậu, chắc là mười chiêu cũng không chống lại được. Man Vương lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện cười, nói Trần Tài Anh tôi thực lực cường tráng, chẳng phải thứ anh có thể tưởng tượng được, đối phó anh, tôi một chiêu là đủ rồi. Trần Tài Anh ở dưới khán đài lập tức che mặt, không biết vì sao đột nhiên muốn rời khỏi nơi này. Thấy Lâm Thanh Diện nói lời này, Màn Vương lập tức hờ lạnh, ngừng nói nhảm với anh, vội vàng chạy tới. Anh ta nắm chặt tay, đánh thẳng vào đầu Lâm Thanh Diện. Chết tiệt, tôi muốn xem thử cậu có thể một chiêu đối phó với tôi như thế nào, cái gọi là chân tài anh có lẽ chỉ là một tên ngốc thích khoác lác. Khóe miệng lâm thanh diện nhếch lên một nụ cười giễu cợt khi nắm đấm của man vương chuẩn bị đánh vào người anh cơ thể anh di chuyển ngay lập tức sau đó một cú đá vòng về phía bụng man vương tốc độ của anh rất nhanh man vương không thể so được với anh sau khi nhìn thấy lâm thanh diện di chuyển man vương đã sốc trong giây tiếp theo lâm thanh diện đá chân thẳng vào bụng của man vương cơ thể của man vương bay ra ngoài trong tích tắc đập vào cột của võ đài cột bị vỡ ra khán giả im lặng ngay lập tức. Audio điện tử võ tấn bền. chương 106, nếu anh đánh bại được tôi, tôi sẽ nói với anh, lợi. Lợi hại như vậy. Sau một lúc im lặng, những người xung quanh sàn đấu đều kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Lúc nãy họ cứ nghĩ Lâm Thanh Diện đang khoác lác. Bây giờ nhìn thấy anh thực sự đánh bại Man Vương chỉ bằng một chiêu, không ai dám cười nữa. Trần Tài Anh thật tuyệt. Ngay sau đó mọi người xung quanh đều hò reo cổ vũ. Tất cả đều đến xem náo nhiệt, đương nhiên họ hét lên ai tuyệt thì là người đó tuyệt. Không ngờ Trần Tài anh này lại lợi hại đến vậy, cứ tưởng là chỉ đang khoác lác, giờ xem ra người ta thực sự có thực lực này. Quả thực, thực lực của cậu ta đáng để khoác lác, sau này những người gặp Trần Tài anh đều phải đi vòng qua cậu ta mất. Trần Tài anh ở dưới võ đài nghe những người xung quanh khen ngợi sự tuyệt vời của Trần Tài anh, trên mặt anh nở một nụ cười, may là Lâm Thanh Diện đã không làm xấu tên anh nếu không anh chắc chắn sẽ phải tính sổ với lâm thanh diện cậu trai cậu đứng ở chỗ này bất động làm gì vậy cậu không cảm thấy trần tài anh này thật là tuyệt sao một người bên cạnh trần tài anh hỏi trần tài anh ngay lập tức cười nói tuyệt lắm tuyệt lắm trần tài anh là thiên hạ vô địch bởi vì lâm thanh diện dùng quá nhiều lực man vương trực tiếp mất đi sau khi vỡ cột lâm thanh diện nhìn chằm chằm man vương sau đó kêu lên người của long phi đều yếu như vậy sao bảo Long Phi ra đánh với tôi nào. Ngay khi giọng nói của anh vừa dứt, một giọng nói trầm ấm vang lên khắp tầng hai, mày là cái thá gì mà muốn đánh với ba mày. Mọi người quay đầu nhìn sang, một đám người hùng hổ đi về phía bên này. Lâm Thanh Diện bước xuống khỏi sàn đấu, đến gần chân tài anh, hỏi anh ta là Long Phi. Trần tài anh gật đầu, cao mày nhìn những người mà Long Phi đưa tới. Ai không phận sự thì biến khỏi đây, hôm nay là chuyện giữa tôi và trần tài anh nếu lỡ làm bị thương các người thì tôi không chịu trách nhiệm long phi lạnh lùng nói những người xem náo nhiệt nghe được lời này của long phi lập tức chạy xuống lầu bọn họ đều biết long phi lợi hại cũng biết anh ta không phải đang nói đùa nếu thật sự muốn khiêu chiến long phi cũng không quan tâm đến sống chết của những người này trong nháy mắt trên toàn bộ tầng hai chỉ còn lại đám người của long phi trần tài anh và lâm thanh diện Long Phi quay đầu liếc nhìn Man Vương trên võ đài, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Trần Tài anh, đây là anh làm sao?" Man Vương là công cụ kiếm tiên đắc lực nhất của Long Phi, anh ta rất coi trọng Man Vương, bây giờ Man Vương đã bị đánh gục, trong lòng đương nhiên rất tức giận. Trần Tài anh còn chưa kịp nói, Lâm Thanh Diện ở một bên đã nói thẳng: "Không sai, chính là anh ta làm." Trần Tài anh lập tức trừng mắt, quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt dò hỏi. Ôi anh ơi, việc này rõ ràng là anh làm mà, anh lượn lẹo cũng quá lợi hại đi. Lâm Thanh Diện cười không nói lời nào. Những người xem náo nhiệt lúc nãy giờ đều đã bỏ chạy, người của Long Phi nghe thấy tên của Trần Tài Anh thì vội vàng chạy tới báo tin, hoàn toàn không nhìn rõ Lâm Thanh Diện. Man Vương thì ngất đi, nên không ai biết vừa rồi là Lâm Thanh Diện đang mạo danh Trần Tài Anh. Long Phi đương nhiên biết Trần Tài Anh trông như thế nào, ngay từ đầu đã không để ý tới Lâm Thanh Diện cho đến khi Lâm Thanh Diện lên tiếng anh ta mới nhìn Lâm Thanh Diện. Trần Tài Anh, anh cũng thật là can đảm, chỉ mang theo một người mà dám đến gặp tôi gây sự. Hay anh đến đây để cầu xin tôi tha thứ? Long Phi nhếch mép, vẻ mặt của Tần Tài Anh cũng trở nên nghiêm túc, anh nói, chỉ dựa vào anh, muốn tôi cầu xin tha thứ, e rằng vẫn còn xa. Nói như vậy, hôm nay anh đến là vì muốn dựa vào hai người đối phó với tôi. Anh không cảm thấy hai người có chút ít sao? Long Phi bật cười, không sai, hai người chúng tôi là quá đủ, Lâm Thanh Diện nói. Mọi người liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó đều cười ha ha. Lão đại, người này qua có khả năng giả ngâu đi, ở đây của chúng ta nói ít nhất cũng phải có 30 người, anh ta lại nói anh ta sẽ dựa vào hai người của anh ta để đối phó với chúng ta. Hẳn là não bị uống nước rồi, tự mình tới tận cửa tìm chết. Chết tiệt, anh ta dám coi thường chúng ta như vậy, anh Phi hãy để anh ta nếm thử sự lợi hại của chúng ta long phi nhìn lâm thanh diện từ trên xuống dưới anh ta chưa từng nhìn thấy lâm thanh diện cho nên hỏi anh là ai sao anh dám nói như vậy trước mặt tôi tên tôi là lâm thanh diện lâm thanh diện đáp lâm thanh diện long phi khó hiểu hình như anh ta chưa từng nghe qua cái tên lâm thanh diện này tôi nghe nói có một tên phế vật nổi tiếng ở hồng thành cũng có tên là lâm thanh diện chắc sẽ không là anh chứ lúc này một người đàn ông có ánh mắt u ám bên cạnh Long Phi Nhi cười nhỏ. Trần Tài Anh ghé tai Lâm Thanh Diện, nói, người đó chính là người trợ giúp của Long Phi, tên là La Nghĩa, anh ta đã làm hại Lý Huỳnh Thái. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nhìn La Nghĩa, nói, đúng vậy, là tôi. La Nghĩa sững sờ một chút, anh ta chỉ là muốn cho Lâm Thanh Diện một chút nhục nhã, nhưng không ngờ người đó thật sự là tên phế vật kia. Vãi, hóa ra là tên ăn hại nổi tiếng trần tài anh anh đến đây tìm tôi chỉ mang theo một tên ăn hại như vậy thôi sao long phi nhếch mép anh có thể thử nếu anh ta là phế vật những người như các anh e rằng chỉ có thể được gọi là giác trần tài anh nói anh không biết tại sao lâm thanh diện phải thừa nhận cho nên anh chỉ đành biện minh thay cho lâm thanh diện lâm thanh diện không quan tâm chuyện này lắm nếu như người của long phi đánh giá thấp anh thì giải quyết sẽ dễ dàng hơn đừng ở đây nói nhảm nữa trần tài anh Hôm nay anh tự mình đến đây tìm cái chết, còn mang theo một tên phế vật, đừng trách tôi không khách sáo." Long Phi lạnh lùng nói. Lúc này Lâm Thanh Diện bước tới, nói: "Đừng vội, hôm nay tôi đến đây là vì người tên La Nghĩa, Lý Huỳnh Thái là anh em của tôi, anh ta đã làm tổn thương Lý Huỳnh Thái, anh ta phải có lời giải thích cho chuyện này. Cho nên, cậu muốn một mình đấu với tôi." La Nghĩa nhìn Lâm Thanh Diện một cách hài hước. Lâm Thanh Diện gật đầu, "Không sai." Anh la, đừng lãng phí thời gian với tên phế vật này, em cũng từng nghe nói về anh ta, anh ta chỉ là một kẻ ăn bám, làm sao có thế là đối thủ của anh la chứ? Em sẽ bảo người giúp anh thu thập anh ta, Long Phi ở một bên lên tiếng. La Nghĩa xua tay, nói tôi khá hứng thú với cậu ta, biết tôi đã làm hại Lý Huỳnh Thái, cậu ta còn dám đến đây, dũng khí này xem ra không phải của một tên phế vật. Suy cho cùng thì vẫn là phế vật thôi, to gan cũng chỉ chúc lấy cái chết, Long Phi lấm bẩm, nhưng thấy là nghĩa hứng thú với Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không nhiều lời. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cùng cậu lên võ đài, đến lúc đó sống chết có số, nếu bị đánh chết, vậy thì không trách được tôi, là nghĩa nói. Lâm Thanh Diện cười, nói anh sẽ không có cơ hội này đâu. Trần Tài Anh ngay lập tức nhắc nhở Lâm Thanh Diện, là nghĩa này rất mạnh, ngay cả Long Phi cũng không thể sánh được, anh thực sự muốn đấu với anh ta sao? Anh không đợi anh em đến hả? đừng lo, tôi tự có biện pháp của riêng mình, vết thương của Lý Huỳnh Thái không thể nhận không, Lâm Thanh Diện lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lâm Thanh Diện, chân tải anh cũng không ngăn cản nữa. Lâm Thanh Diện trực tiếp nhảy lên sàn đấu, nhìn La Nghĩa. La Nghĩa cũng không do dự, bước lên sàn đấu, đá man vương xuống. Long Phi chỉ cảm thấy đau khổ, liền vội vàng bế man vương đi đưa đến bệnh viện anh ta hung hăng chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ tốt hơn hết là La Nghĩa nên giết thứ phế vật này, để man vương của anh ta không phải chịu một cú đá vô ích. Anh La, giết thứ phế vật này đi, cho các anh em thấy anh lợi hại thế nào. Long Phi kêu lên, những người em của Long Phi cười thảo luận. Lâm Thanh Diện này thật sự là muốn tìm cái chết, lại dám khiêu khích anh La, anh La đã khiến Lý Huỳnh Thái bị thương nặng thế kia mà. Chắc là não của anh ta bị mất rồi, chân tài anh này cũng chết não thật sự, lại còn mang tên phế vật đó theo, và lại còn chỉ có hai người bọn họ. Ở đây có trò hay để xem rồi, ngày đó tôi nghe anh Phi nói anh La là thủ hạ của một nhân vật lớn ở hồng Thành, Lâm Thanh Diện đó làm sao có thể so sánh được với anh ấy. Long Phi lập tức trừng mắt nhìn người đó, lạnh lùng nói, nói nữa tôi xé miệng của cậu. Một nhóm người lập tức ngậm miệng. La Nghĩa nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói, ngày đó Lý Huỳnh Thái cũng điên cuồng như cậu, cuối cùng bị tôi đánh cho hộc máu, điều tôi thích nhất là dạy dỗ những kẻ kiêu ngạo và ngu dốt như các cậu. Chỉ là Lý Huỳnh Thái còn chút thực lực, cậu cũng chỉ là một tên phế vật, hôm nay tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn tàn phế, để cậu xứng với danh tiếng của mình. Sắc mặt Lâm Thanh Diện trầm xuống, Lý Huỳnh Thái đã đi theo anh mấy năm, cho dù cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều, nhưng quan hệ cũng đã vượt qua bạn bè bình thường. Cho nên khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Huỳnh Thái bị thương, điều đầu tiên anh nghĩ đến là trả thù cho anh ấy. Bây giờ La Nghĩa kiêu ngạo như vậy, anh đương nhiên không định nương tay. Bớt nhiều lời, Lâm Thanh Diện lao về phía trước, tung một cú đấm vào La Nghĩa. Cái nắm tay lao như gió, tốc độ cực nhanh. Con mắt La Nghĩa trực tiếp nheo lại, anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, anh ta không giống như Man Vương, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã ra tay rồi, thân thể nhanh chóng di chuyển. Cả hai trong tích tắc đã đánh nhau, tốc độ của cuộc chiến nhanh đến chóng mặt. Trong lòng La Nghĩa tràn đầy kinh hãi, bởi vì anh ta phát hiện mình phải dùng hết sức lực mới có thể theo kịp được tốc độ của Lâm Thanh Diện, thậm chí còn có cảm giác mình bị ép xuống đánh. Đây chẳng lẽ thật sự là tên phế vật trong lời chế diễu của mọi người sao? Một nhóm khán giả cứ nghĩ La Nghĩa sẽ có thể giải quyết được Lâm Thanh Diện trong thời gian ngắn, nhưng sau khi thấy Lâm Thanh Diện ra tay, tất cả đều sướng sờ. Long Phi nhíu mày, nếu như đấu với Lâm Thanh Diện, anh ta cảm thấy mình sẽ không đỡ được chiêu của Lâm Thanh Diện. Anh ta quay đầu nhìn Trần Tài Anh, đột nhiên cảm thấy, nguyên nhân khiến Trần Tài Anh dám tới đây chỉ bằng hai người chính là Lâm Thanh Diện. Nhưng Lâm Thanh Diện là một tên phế vật chính cống, làm sao có thể lợi hại như vậy? Sao cậu lại nhanh như thế? Chán là nghĩa đã lấm tấm mồ hôi lạnh anh ta cảm thấy mình không còn theo kịp tốc độ của Lâm Thanh Diện nữa. Lâm Thanh Diện cười với La Nghĩa, nói, nếu anh đánh thắng được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. chương 107, làm tổn thương anh em tôi, anh phải trả giá La Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, vậy cậu không có cơ hội để nói ra đâu. Chịu chết đi, anh ta bắt được một sơ hở ở Lâm Thanh Diện, trực tiếp đánh một quyền. Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm của anh ta sắp hạ xuống, Lâm Thanh Diện xuất quỷ nhập thần năm lãy cổ tay anh ta bằng một tay, sau đó ném anh ta xuống đất. La Nghĩa nhanh chóng từ trên đất đứng dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi, hiển nhiên là không thoải mái với chuyện vừa nãy. Vừa nãy cậu rõ ràng là có sơ hở, sao có thể phản ứng nhanh như vậy? La Nghĩa khó hiểu. Sơ hở? Ở cấp độ của anh muốn nhìn ra sơ hở của tôi thì còn non lắm, những gì anh thấy chỉ là những gì tôi muốn anh nhìn thấy, Lâm Thanh Diện cười nói. La Nghĩa sừng sốt, vừa nãy Lâm Thanh Diện cố ý vạch trần sơ hở của mình dụ anh ta mắc câu, đổi lại là anh ta, anh ta thực sự là làm không được. Đừng có ở đây giả vờ, tôi thấy cậu chỉ có nhiêu đó thôi, vừa nãy là tôi bất cẩn, tiếp theo cậu nên chịu xui xẻo đi. La Nghĩa nghiến răng, lại lao về phía Lâm Thanh Diện, dùng chân như roi, đá về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng né, sau đó nâng đầu gối lên đập vào bụng của La Nghĩa. La Nghĩa thấy thế thì sốc, nhưng lúc này anh ta không thể lui ra phía sau, cho nên anh ta chỉ có thể nhìn đầu gối của Lâm Thanh diện đập về phía mình. Một đòn cực mạnh, La Nghĩa trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Long Phi đứng trong khán đài nắm chặt tay, thân phận của La Nghĩa không hề đơn giản, anh ta có thể mời La Nghĩa theo cũng là vì trước kia có giao tình với La Nghĩa. Từ góc nhìn của anh ta, không ai trong thế giới ngâm của Hồng Thành sẽ là đối thủ của La Nghĩa nhưng mà trần tài anh lại tìm được một tên phế vật có thể làm la nghĩa ói ra máu điều này khiến anh ta có chút choáng ngợp nếu như la nghĩa không thể đánh bại lâm thanh diện thì anh ta chắc chắn cũng sẽ không thể đánh bại lâm thanh diện anh ta trợn tròn mắt thầm nghĩ may mà chỉ có hai người bọn họ tới một lát có thể dựa vào người của mình để ngăn trần tài anh và lâm thanh diện lại cho anh ta thời gian chạy thoát sau khi nôn ra máu la nghĩa càng không phải đối thủ của lâm thanh diện anh ta nghiến răng kháng cự nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Làm tổn thương anh em tôi thì phải trả giá, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Mẹ Kiếp, La Nghĩa lại vung ra thêm một cú đấm. Lâm Thanh Diện nắm lấy cánh tay anh ta, sau đó dùng dao chém nó. Soạt một tiếng, biểu cảm trên mặt La Nghĩa trực tiếp biến dạng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Cánh tay của tôi, La Nghĩa đau đớn rên rỉ. Như này còn chưa đủ, Lâm Thanh Diện nói nhẹ, rồi đấm vào ngực La Nghĩa. La Nghĩa trực tiếp bay ra khỏi sàn đấu, nặng nề ngã xuống đất, lại nôn ra máu. Vừa nãy ít nhất Lâm Thanh Diện đã đánh gãy bốn cái xương sườn của anh ta, anh ta làm gãy xương sườn của Lý Huỳnh Thái, đương nhiên Lâm Thanh Diện phải để cho anh ta nếm thử cảm giác mấy cái xương sườn bị gãy. Anh đi xuống khỏi sàn đấu đến chỗ La Nghĩa, nói anh không nên làm tổn thương anh em tôi, cánh tay kia cũng phế đi đi. La Nghĩa đột nhiên hoảng sợ, cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ, tôi nhận thua, cậu thủ hạ lưu tình, tôi là người của cổ thiếu gia, nếu cậu lại đánh gãy tay tôi, anh ta sẽ không buông tha cho cậu. Cổ thiếu gia, không biết, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng đáp lại, sau đó anh lại muốn bẻ gãy cánh tay còn lại của La Nghĩa. Nhìn thấy La Nghĩa bại trận, Long Phi đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện vẫn muốn xuống tay với La Nghĩa, anh ta vội vàng kêu lên, các cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau lên cho tôi một nhóm người lao về phía Lâm Thanh Diện. Thấy vậy, Trần Tài Anh nhanh chóng đến gần Lâm Thanh Diện, cười nói, lâu quá không vận động cơ thể, nhân tiện dùng các cậu làm nóng người thôi. Thực lực của Trần Tài Anh không thấp hơn Lý Huỳnh Thái, chỉ vì năm đó bị thương nên không thể ra tay, hiện tại từ tài đã chữa khỏi cánh tay của anh, cho dù thực lực không bằng lúc trước, nhưng nhóm của Long Phi cũng không thể ứng phó được. Dù sao anh đã từng huyết chiến một con phổ, bao vây anh, nhưng họ đều là những người tinh anh như Mạnh Cường, dù vậy anh vẫn sống sót được. Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười khi thấy Trần Tài Anh ra tay, quay lại nhìn La Nghĩa. La Nghĩa hoảng sợ, người của Long Phi bị Trần Tài Anh chặn lại, thật sự không ai có thể cứu anh ta. Cậu đã đánh gãy một cánh tay của tôi rồi, buông tha cho tôi đi, chuyện của chúng ta sẽ xóa sổ, nếu không cậu cổ sẽ không tha cho cậu. La Nghĩa nói, anh không đủ tư cách để thương lượng điều kiện với tôi, như tôi đã nói, làm tốn thương anh em tôi thì sẽ phải trả giá, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, trực tiếp triệt hạ cánh tay kia của Lang Nghĩa. Cả người Lang Nghĩa đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Long Phi thấy Lâm Thanh Diện hung hãn như vậy, cả chân tài anh cũng có sức chiến đấu như vậy, lập tức phục, liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó không để ý tới anh em, xoay người chạy về phía câu thang. Anh đi xử lý Long Phi, những người này giao cho tôi, Lâm Thanh Diện đến gân chân tài anh, nói. Trần Tài anh gật đầu, lao thẳng về phía Long Phi đang chuẩn bị chạy trốn. "Long Phi, hôm nay anh chạy không thoát đâu." Trần Tài anh lạnh lùng nói với Long Phi. Nhìn thấy Trần Tài anh đã đuổi kịp, Long Phi nghiến răng nghiến lợi, nói, "Anh nghĩ dựa vào anh cũng có thể ngăn chặn tôi sao?" Anh ta trực tiếp đi vào cầu thang, Trần Tài anh theo sau, hai người trực tiếp đánh nhau ở giữa cầu thang. Thực lực của Long Phi không yếu, lúc đó anh ta còn mạnh hơn cả Lưu Biên nhưng đáng tiếc là chân tài anh đã một tay thống nhất thế giới ngâm của thành phố Thanh Vân, không phải người Long Phi có thể so. Một lúc sau, Long Phi không đánh lại chân tài anh, liền bị đánh ngã xuống đất. Anh muốn tiêu diệt tôi, vậy anh cũng nên nghĩ anh cũng có thể bị tôi tiêu diệt, ngày tháng tốt lành của anh, hôm nay đã kết thúc rồi. Trần Tài Anh kéo quần áo của Long Phi, lôi lên lầu. Đừng tưởng anh đã khuất phục được tôi, dù anh thắng thì trên dưới cũng có hơn 30 anh em, Tôi không tin chỉ bằng hai người các anh có thể thu thập được hơn 30 anh em của tôi, Long Phi nghiến răng nghiến lợi. Trần Tài anh phất lửa anh ta, kéo anh ta lên tầng 2. Đừng xem thường 30 anh em của tôi, nếu nóng vội, bọn họ sẽ liêu mạng với hai người, cho dù hai người có thực lực đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Long Phi cũng có hy vọng đối với thuộc hạ của mình, theo góc nhìn của anh ta, cho dù là Trần Tài anh và Lâm Thanh diện lợi hại đến đâu cũng không thể xử lý được so với 30 người chân tải anh đưa long phi trở lại lâu hai vừa nhìn thấy tình huống trên lâu hai liên sừng sốt anh em mau tới long phi vừa đứng dậy liên muốn gọi anh em đến cứu tuy nhiên khi nhìn thấy tình hình trên tầng hai anh ta lập tức choáng váng sau đó những cảm xúc không thể tin được trên khuôn mặt anh ta đôi môi anh ta run rẩy nhìn vào khoảng không chân anh ta bắt đầu run lên lúc này nhìn thấy ai ai cũng đều nằm trên đất ở lâu hai thuộc hạ của Long Phi đều ngã xuống đất lăn lộn, chỉ có Lâm Thanh Diện là đứng giữa những người này. Sao, sao có thể, chỉ một chút công phu, sao anh ta có thể đánh gục hết tất cả thủ hạ của tôi? Long Phi nhìn Lâm Thanh Diện, người duy nhất còn đang đứng trên lầu 2, với vẻ mặt không tin. Trần Tài Anh cũng rất kinh ngạc, anh biết Lâm Thanh Diện rất mạnh, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại mạnh như vậy, trong thời gian đi bắt Long Phi. Lâm Thanh Diện đã xử lý hết hơn 30 người điều này là quá bất thường trần tài anh kéo long phi đến trước mặt lâm thanh diện nói anh đã lén thuê người đúng không những người anh thuê đang trốn ở đâu đừng nói những người này đều là anh đánh nằm lăn lộn trên đất nhé lâm thanh diện cười nói anh nghĩ sao trần tài anh bất lực thở dài anh biết lâm thanh diện vốn không thể giấu người ở đây nhưng anh ta có chút không thể chấp nhận được vừa nãy lúc tôi đang thu thập những người này la nghĩa đã nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy cậu cổ mà anh ta đang nói đến là ai vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần tài anh nở một nụ cười gượng gạo, nói, anh ở Hồng Thành lâu hơn tôi, anh không biết thì làm sao tôi biết được. Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, vậy thì trước tiên chú ý một chút, là nghĩa này bị tôi phế hai cánh tay, sợ là sẽ không cam tâm. Trần Tài Anh cũng trịnh trọng gật đầu. Lúc này dưới lâu có tiếng bước chân, sau đó một đám người xông lên lâu hai, người dẫn đầu chính là Tân Cương. Tân Cương chạy đến chỗ Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện, nói: "Anh Trần, anh Diện, chúng tôi đến muộn chứ? Người của Long Phi sao rồi? Chúng tôi đến đối phó bọn họ." Trần Tài Anh và Lâm Thanh Diện nhìn nhau, đứng lên. "Cậu cảm thấy các cậu đến muộn không?" Trần Tài Anh cười nói. Lúc này Tân Cương mới chú ý tới không ít người đang nằm lăn lộn trên lầu 2, anh ta biết hết thảy những người này đều là thuộc hạ của Long Phi. Còn bản thân Long Phi thì đã bị Trần Tài Anh bắt chuyện này tân cương ngẩn ra những người anh mang theo cũng rất ngạc nhiên chỉ hai người bọn họ mà thu thập hết long phi và thù hạ của anh ta thật là tuyệt vời làm gì với anh ta đây chân tài anh hỏi lâm thanh diện việc này anh tự mình quyết định từ nay về sau thế giới ngâm ở hồng thành chỉ có một thiên vương là anh lâm thanh diện mỉm cười long phi nghe thấy lời nói của lâm thanh diện liên hiểu ý của anh mặt anh ta tái mét anh ta cầu xin tha thứ, đại. Đại ca, tha cho tôi đi, tôi có thể cho anh tiền, cho anh địa điểm, chỉ cần anh buông tha cho tôi, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì. Lâm Thanh Diện phớt lờ anh ta, chỉ nói với Trần Tài Anh, tôi sẽ đến mãn thiên tinh trước, ở đây anh xử lý đi. Nói xong, anh rời khỏi câu lạc bộ phi long bác kích, anh tin Trần Tài Anh sẽ lo phần còn lại. Đi đến mãn thiên tinh, Lâm Thanh Diện bước vào trong, ở đây rất sôi động, có rất nhiều người đến chơi. Lâm Thanh Diện bước vào trong, muốn đi xem Lý Huỳnh Thái. Khi anh đang đi dọc hành lang, cánh cửa của một căn phòng đột nhiên mở ra, sau đó một cô gái mặc đồ sexy chạy ra, nhào thẳng vào anh. "Cứu tôi với, họ muốn hành hung tôi, làm ơn." Cô gái ngẩng đầu, hoảng sợ cầu xin. Lâm Thanh Diện lùi lại cách cô gái hai bước, lúc này anh mới nhìn rõ mặt cô gái, bỗng anh lộ ra một chút ngạc nhiên cô gái này hóa ra là lục thiên điệp. chương 108, tôi không định quản. Sau khi đứng vững, lục thiên điệp cũng nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đứng đối diện với mình. Cô uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút thất thường. Sau khi biết chắc là Lâm Thanh Diện, cô lập tức ủy khuất, lập tức vươn tay ôm lấy Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ngăn cô lại, hỏi sao cô lại ở đây. Thấy Lâm Thanh Diện không cho cô đụng vào. Và lại còn lãnh đạm đến mức như vậy, ủy khuất suýt chút nữa khóc lên, lúc này Lâm Thanh Diện hỏi cô sao lại ở đây, đương nhiên là cô đến tìm Lâm Thanh Diện. Trước đó không lâu, sau khi bước vào mãn thiên tinh, cô đi tới quê Lễ Tân, hỏi Lâm Thanh Diện đã đi đến phòng nào. Những người ở quê Lễ Tân đều nói không biết, Lục Thiên Điệp phải lang thang ở mãn thiên tinh, tìm kiếm Lâm Thanh Diện khắp nơi, lại còn hỏi người khác có thấy anh không. Khi cô đang tìm Lâm Thanh Diện, một người đàn ông mang một sợi dây chuyên vàng lớn đến nói cho cô biết Lâm Thanh Diện đang ở đâu. Lục Thiên Điệp tin lời người đó, đi theo anh ta đến một phòng, trong phòng có rất nhiều đàn ông ngôi, còn có một số phụ nữ ăn mặc hở hang, những người đàn ông đó trông rất xã giao, Lục Thiên Điệp thấy hơi sợ hãi. Người đàn ông đưa cô đến đây nói Lâm Thanh Diện không có ở đây, anh ta yêu cầu Lục Thiên Điệp ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Thiên Điệp đành phải ngồi cùng với những người này, đợi Lâm Thanh Diện đến người đàn ông đưa cô đến rất nhanh đã bắt đầu cho cô uống rượu. Trước đây Lục Thiên Điệp chưa bao giờ đến một nơi như vậy, nói mấy câu đã bị dao động mà uống. Một lúc sau, cô đã say. Lúc này, người đàn ông bắt đầu tiến đến chỗ Lục Thiên Điệp, trong miệng còn nói những lời khó nghe. Mãi đến lúc này, Lục Thiên Điệp mới biết mình bị lừa, định đứng dậy bỏ đi ngay lập tức thì lại bị người đàn ông đeo dây chuyên vàng túm lấy. Những người đàn ông trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Điệp một cách hèn mọn, như thể họ định làm gì đó với cô. Người đàn ông đó nói Lục Thiên Điệp mặc như vậy không phải là để tìm đàn ông sao, tìm ai cũng là tìm, chi bằng chơi với họ. Sau đó, tất cả những người đàn ông trong phòng đều đứng lên, muốn bao quanh Lục Thiên Điệp. Lục Thiên Điệp khó khăn lắm mới thoát khỏi tay những người đàn ông đó, chạy ra ngoài phòng, trực tiếp đụng phải Lâm Thanh Diện. Lục Thiên Điệp đau buôn nhìn Lâm Thanh Diện, cắn môi nói, còn không phải là vì anh sao, khiến người ta suýt chút nữa bị hành hung anh thật quá đáng lâm thanh diện ngẩn ra anh còn không biết lục thiên điệp đang làm gì ở đây chuyện này có thể trách anh sao âu lâm thanh diện đáp lại cô một câu rồi anh định tiếp tục bước đi anh không hê lạnh nhạt với lục thiên điệp anh cũng không thèm quan tâm đến cô lục thiên điệp thấy lâm thanh diện có vẻ thờ ơ cô lập tức muốn khóc người đàn ông này quá tuyệt tình lúc này một vài người đàn ông lao ra khỏi phòng nhìn thấy lục thiên điệp đang đứng trước mặt lâm thanh diện họ lập tức chạy tới cô ta đây rồi mau đưa cô ta lại đây đêm nay tôi sẽ chơi với cô ta người phụ nữ mà tôi thích không ai trong số họ có thể chạy trốn người đàn ông dẫn đầu hét lên lục thiên điệp thấy vậy thì sốc vội vàng trốn sau lâm thanh diện các người đừng đến đây đây là bạn trai tôi tôi đến đây để tìm anh ấy xin các anh đừng làm phiền tôi cả nhóm người ngay lập tức bao vây Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp. Lâm Thanh Diện khế cao mày, không ngờ Lục Thiên Điệp lại nói anh là bạn trai cô. Phi Tam nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nói, thằng nhóc, mày là thằng nào mà dám quản chuyện của ông đây? Tôi không định quản, Lâm Thanh Diện nói. Ha ha, cậu không có ý định quản, tôi còn nghĩ cậu muốn ngăn chặn chúng tôi, nếu đã không muốn quản thì biến đi, đừng ở đây cản đường, Phí Tam nhìn Lâm Thanh Diện một cái, nghĩ anh sợ vì mình quá đông người nên cũng không định khách sáo. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô không ngờ Lâm Thanh Diện lại tuyệt tình như vậy. Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ anh thấy người chết mà không cứu sao? Bích Hoài mà biết chuyện này, anh nghĩ cô ấy sẽ nghĩ sao về anh? Lục Thiên Điệp đau buồn nói, Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, anh thực sự không muốn quan tâm, dù sao anh không biết Lục Thiên Điệp đang làm gì ở đây, nhưng sau khi nghe những lời của Lục Thiên Điệp, Lâm Thanh Diện cảm thấy mình vẫn là không nên để cô xảy ra chuyện. Lục Thiên Điệp là bản thân nhất của hứa Bích Hoài, cô xảy ra chuyện, trong lòng hứa Bích Hoài cũng không thoải mái. Vậy cô thừa nhận tôi không phải bạn trai cô, tôi sẽ giúp cô, Lâm Thanh Diện nói. Lục Thiên Điệp cắn môi liếc nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Được thôi, từ nay tôi sẽ không nói nhảm nữa, Lục Thiên Điệp giận dữ nói. Phi Tam nhìn hai người ở đây nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chết tiệt, nói cứ như cậu giúp cô ta thì chuyện hôm nay có thể giải quyết được vậy. Chàng trai à, nếu cậu đã không phải bạn trai của cô ta, vậy tôi khuyên cậu không nên tọc mạch, nếu không, cậu sẽ hối hận, phì tam lạnh lùng nói. Lục Thiên Điệp nghe những lời của phì tam, cô cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, cô chỉ nghĩ đến việc nhờ Lâm Thanh Diện giúp đỡ, hoàn toàn quên mất bên cạnh phì tam còn có rất nhiều người, chỉ mỗi Lâm Thanh Diện làm sao có thể đối phó được. Về ngay đi, tôi có thể không so đo với các anh, nếu không sẽ là các anh hối hận." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Lục Thiên Điệp nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, mặt cô thay đổi ngay lập tức, nói: "Anh ngốc à, anh làm như vậy không phải đang tự gây rắc rối cho chính mình sao? Sao một mình anh có thể đánh bại nhiều người như vậy? Tôi tức chết mất, biết sớm đã không tìm anh giúp." Vậy thì bây giờ tôi có thể trực tiếp đi, cô có thể tự giải quyết." Lâm Thanh Diện nói phì tam chế nhạo lâm thanh diện, nói, cậu nhóc, cậu nghĩ mình nói những lời vừa nãy, bây giờ muốn đi thì còn đi được sao? Dám bảo phì tam tôi cút về, cậu là người đầu tiên, vì câu nói này của cậu, hôm nay tôi không chỉ chơi với ả à đàn bà này, còn muốn cậu biết tôi lợi hại như thế nào. Nhìn thấy phì tam nói như vậy, lục thiên điệp cảm thấy lo lắng trong lòng, thâm than lâm thanh diện quá ngốc, một câu nói đã chọc tức người khác, bây giờ cả hai đều không thể rời đi lâm thanh diện tại sao anh lại ngu ngốc như vậy bây giờ thì hay rồi không ai trong chúng ta có thể rời đi anh thực sự đã hại chết tôi rồi lục thanh điệp nói cô gái nhỏ nếu cô thành thật chơi với tôi tôi có thể thay cô giáo huấn cậu ta thế nào phi tam cười nói anh nói nhảm anh dựa vào cái gì giáo huấn anh ấy nếu anh dám giáo huấn anh ấy tôi sẽ liều mạng với anh lục thiên diệp nhìn chằm chằm tuy rằng cô giận lam thanh diện nói câu chọc giận người ta nhưng chỉ giận Lâm Thanh Diện thôi, cô vẫn luôn khao khát Lâm Thanh Diện, đương nhiên không cho phép người khác bắt nạt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không ngờ Lục Thanh Diệp lại nói như vợ hủy, hơi dỡ khóc dỡ cười liếc nhìn cô, có chút không hiểu cô gái đang nghĩ gì trong đầu. Khuôn mặt của phí tam ngay lập tức trở nên khó coi, hai mắt anh ta liếc nhìn Lục Thiên Điệp một cách hắc độc, mắng chửi, mẹ kiếp, cho thể diện lại không cần, tôi thu thập thằng nhỏ này trước, một lát nữa để anh em tôi lần lượt chơi côi nói xong, phi tam đưa mắt nhìn lâm thanh diện, lạnh lùng nói: bắt cậu ta lại đánh một trận cho tôi, cho cậu ta biết chúng ta lợi hại như thế nào. những thuộc hạ của phi tam ngay lập tức muốn động thủ với lâm thanh diện. lúc này lục thiên điệp nghiến răng, đứng trước mặt lâm thanh diện nói: các người buông tha cho anh ấy, tôi, tôi đi với các người. phi tam choáng váng, anh không ngờ lục thiên điệp lại đi với anh vì thang nhóc này lâm thanh diện cũng không ngờ lục thiên điệp lại hy sinh lớn như vậy vì anh nhưng anh không muốn nợ lục thiên điệp bất kỳ ân huệ nào và lại nhóm lưu manh này cũng không thể làm gì được anh cô qua một bên đợi tôi và họ sẽ giải quyết lâm thanh diện nói lục thiên điệp quay đầu lại liếc nhìn lâm thanh diện sau đó nói anh có điên không họ nhiều người như vậy sao một mình anh có thể giải quyết được lâm thanh diện mỉm cười trực tiếp kéo lục thiên điệp ra phía sau sau đó nhìn phía tam nói, cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Lục Thiên Điệp lo lắng, mắng Lâm Thanh Diện là ngu ngốc, làm như vậy là tìm chết. Chỉ là lúc này người của Phi Tam đã động thủ rồi, dù muốn cũng không ngăn được. Thuộc hạ của Phi Tam đều vươn tay túm về phía Lâm Thanh Diện, so với thuộc hạ của Long Phi thì những người này kém hơn nhiều, không có bất kỳ chiêu thức nào, Lâm Thanh Diện chỉ mất vài phút để thu thập họ. Anh bước ra, nắm đấm theo sau đập vào mặt những người đó một bộ động tác được dùng thật nhuần nhuyễn, hạ gục người phi tam ngã xuống đất. Lục thiệp điệp vốn là lo lắng cho Lâm Thanh Diện, nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy, cô lập tức sướng sờ, hai mắt to trừng trừng nhìn Lâm Thanh Diện, cô không ngờ anh có thể đánh được nhiều người như vậy. Giống như lục thiệp điệp, phi tam sướng sờ nhìn Lâm Thanh Diện, lúc này anh ta mới nhận ra mình đã đá phải một miếng sắt. Không chần chừ, anh ta quay đầu bỏ chạy. Lâm Thanh Diện thấy vậy thì mình cười, lao ra anh lập tức ở phía sau phì tam anh vươn tay nắm lấy cổ áo phì tam dùng sức đánh ngã phì tam nằm trên đất phì tam bấu chặt mông mình kêu đau lâm thanh diện lại đạp vào bụng anh ta khiến anh ta ngã xuống đất không dậy nổi ôi đau chết mất đại ca tôi biết mình sai rồi anh tha cho tôi đi phì tam nhanh chóng cầu xin tha thứ lâm thanh diện nhìn chằm chằm phì tam lạnh lùng nói tha anh như vậy có phải hơi quá đơn giản không trong lòng Phi Tam vỡ tan, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự muốn thu thập anh ta, anh ta thật sự không có cách nào. Đúng lúc này, Trần Tài Anh đưa Tân Cương cùng một đám người trở về mãn thiên tinh, bên phía Long Phi đã lo liệu xong rồi, từ nay về sau câu lạc bộ đấu vật Phi Long đã thuộc về Trần Tài Anh. Anh dẫn người đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang xử lý Phi Tam thì sướng sờ. Phi Tam nhìn thấy Trần Tài Anh đưa người đến, anh ta lập tức từ trên mặt đất đứng dậy chạy đến trước mặt Trần Tài Anh, cầu xin, anh Trần, em là Phi tam đây, là người lân trước đã ăn cơm với anh, mau giúp em đi, thằng nhóc đó chạy lung tung ở chỗ của anh, còn chửi anh là rác rưởi nghe xong em muốn xử lý cậu ta thay anh nhưng không ngờ cậu ta lại đánh em thế này, anh Trần, làm ơn giúp em thu thập cậu ta. chương 109, thật sự không dám làm gì anh ta. Lục Thiên Điệp ở bên cạnh thấy Phi Tam chạy đến chỗ người được gọi là anh, nhận ra hai người này chắc chắn là biết nhau mà cô đánh giá từ những lời của phi tam thì nơi này đáng lẽ phải được một người đàn ông gọi là anh chân điều hành tuy rằng lúc nãy thân thủ của lâm thanh diện đã khiến cô kinh ngạc nhưng anh chân này lại có hàng chục người theo sau lâm thanh diện dù có lợi hại đến đâu cũng nhất định không thể đối phó với nhiều người như vậy trông cô có chút lo lắng chạy đến bên cạnh lâm thanh diện trực tiếp nắm lấy cánh tay lâm thanh diện muốn chạy chúng ta chạy thôi họ nhiều người như vậy nếu chúng ta không chạy thì một lát nữa sẽ không thể chạy được lục thiên điệp lo lắng nói lâm thanh diện đứng bất động nói với lục thiên điệp tại sao phải chạy anh còn không thấy nhiều người sao chẳng lẽ còn muốn tự mình đánh nhiều người như vậy à anh sẽ bị đánh chết đó chạy với tôi đi ngây người ở đó làm gì lục thiên điệp lo lắng nói lâm thanh diện thấy lục thiên điệp như thế này thì không thể nhịn được cười nói cô đừng lo lắng như thế không cần chạy Lục Thiên Điệp nóng lòng đến mức muốn chửi thề, nếu cô không quan tâm đến Lâm Thanh Diện, cô đã bỏ Lâm Thanh Diện mà chạy mất. Thấy hai người muốn chạy, Phi Tam liền nói với Trần Tài Anh, "Anh Trần, bọn họ sắp chạy rồi, anh mau bảo người của anh bắt hai người họ lại đi, cậu ta vừa mắng anh là đồ rác rưởi." Sau đó anh ta nhìn Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp, chế nhạo nói, "Người bên cạnh tôi là Trần Tài Anh nổi tiếng ở Hồng Thành, đây là chỗ của anh ấy, vừa nãy hai người dám trắng trợn sỉ nhục anh Trần." hôm nay anh ấy sẽ không tha cho hai người. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô đã từng nghe đến tên của Trần Tài Anh, nhưng cô không ngờ nơi cô đến hôm nay lại là địa điểm của Trần Tài Anh. Mà phí tam này còn là bạn với Trần Tài Anh, nếu Trần Tài Anh đối phó bọn họ thì hôm nay bọn họ thật sự xong đời. Anh nói nhảm, chúng tôi mang anh ấy khi nào, anh đừng có ở đây ngậm máu phun người nữa, Lục Thiên Điệp hét vào mặt phí tam. Tôi chính tai nghe thấy, các người đừng có ở đây chối bỏ, tôi và anh Trần là bạn, tôi có thể nói dối anh ấy sao, hai người các người dám xúc phạm đến anh Trần, thật sự không muốn sống nữa rồi, Phi Tam đầy phẫn nộ, nói như thể Trần Tài Anh là thần tượng của mình. Trần Tài Anh cười, hỏi, anh có chắc là anh ta vừa mắng tôi không? Phi Tam gật đầu ngay, nói, chắc chắn, anh Trần, không thể buông tha cho hai người này. Trần Tài Anh gật đầu, quay sang nhìn Lâm Thanh Diện, nói, anh ta nói anh mắng tôi, Chuyện này phải làm sao đây? Nhìn thấy Trần Tài anh bắt đầu hỏi Lâm Thanh Diện, Lục Thiên Diệp lập tức thắt chặt trái tim, e rằng hôm nay thật sự là một mớ hỗn độn. Chỉ là không biết tại sao, khi Trần Tài anh nói chuyện với Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không có vẻ tức giận, mà giống như một cuộc trò chuyện giữa những người bạn. Cô quay đầu lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, bởi vì cô sợ Lâm Thanh Diện sẽ quá cứng đầu, vừa đối diện với Trần Tài anh, cô cắn môi nói, "Là tôi mắng anh Tôi xin lỗi anh, anh bỏ qua cho chúng tôi nhé. Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh đều sừng sốt, sau đó Trần Tài Anh nở một nụ cười vui tươi trên mặt, còn Lâm Thanh Diện thì không biết phải nói gì. Anh với người phụ nữ này có mối quan hệ tốt thật đấy, lại có một cô gái sẵn sàng làm như vậy vì anh, anh không thể có lỗi với người ta đâu, Trần Tài Anh cười nói. Lâm Thanh Diện ngay lập tức trừng mắt nhìn Trần Tài Anh, mắng, không biết tôi có vợ rồi sao, xem ra tôi phải mắng anh thật rồi. Trần Tài anh rác rưởi. Vẻ mặt của Lục Thiên Điệp thay đổi, cô cảm thấy Lâm Thanh Diện chính là đang chống lại cô, cô đã tự mình giải quyết vấn đề, không ngờ Lâm Thanh Diện lại mắng Trần Tài anh thật. Anh điên à, tại sao anh lại mắng anh ta, bây giờ anh nhảy xuống sông cũng rửa không sạch tội, sao tôi lại xui xẻo mà đụng phải một tên ngu xuẩn như anh chứ, rõ ràng là không có chuyện gì, anh lại buộc nó phải xảy ra chuyện rồi. Lục Thiên Điệp gần như khóc lên, nhìn Lâm Thanh Diện một cách tuyệt vọng. Lâm Thanh Diện thấy câu như vậy, cười nói, "Đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ ổn thôi." "Thằng kia, cậu dám gọi anh Trần của tôi là rác rưởi, cậu còn nghĩ hôm nay cậu sẽ ổn?" "Tôi thấy cậu là người si nói mộng đúng không?" Phi Tam khinh thường nói. "Anh hỏi anh ta, tôi mắng anh ta, anh ta có dám làm gì tôi không?" Lâm Thanh Diện mỉm cười. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện thật sự nói như vậy, Phi Tam lập tức tức giận nhìn Trần Tài Anh, "Anh Trần, thằng nhỏ này quá kiêu ngạo." Không để anh vào mắt đến như vậy, anh Trần, bây giờ anh đã là một trong những người lợi hại nhất ở Hồng Thành, sao có thể sợ một tên ngu như cậu ta, cho cậu ta nhìn xem anh Trần lợi hại như thế nào đi." Trần Tài anh liếc nhìn Phi Tam, bất lực nói, anh ta nói đúng, tôi thật sự không dám làm gì anh ta. Ngay khi lời nói của Trần Tài anh thốt ra, Phi Tam sững sờ, Lục Thiên Điệp cũng sững sờ, Tân Cương và đám người biết được sự thật cũng không nhịn được cười. "Anh, anh Trần Cậu ta chỉ là một đứa nhóc vô danh, anh sợ cậu ta làm gì? Phi Tam bối rối hỏi. Lục Thiên Điệp cũng nhìn Trần Tài Anh, sau đó lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cách nghi ngờ, tự hỏi tại sao Trần Tài Anh không dám làm gì Lâm Thanh Diện. Tôi không thể đánh lại anh ta, tất nhiên tôi sợ rồi, Trần Tài Anh thành thật trả lời. Lục Thiên Điệp lập tức nhìn Lâm Thanh Diện, hai mắt to hận không thể nhìn thấu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lợi hại như vậy sao, ngay cả Trần Tài anh cũng phải nói mình không thể đánh lại anh. Trần Tài anh lại nhìn chằm chằm vào Phi Tam, nói một cách bí ẩn và lại tôi cho anh biết một bí mật. Phi Tam đột nhiên có linh cảm bất an, vô thức nuốt nước miếng nói, "Bí mật gì?" "Anh ta là lão đại của tôi, anh làm phiền anh ta, tôi không thể nhìn không quản." Trần Tài anh cười nói. Phi Tam ngồi xuống đất, kinh hoàng nhìn Lâm Thanh Diện, "Cậu, cậu ta là lão đại của anh sao?" Trần Tài anh nhìn Lâm Thanh Diện hỏi chuyện này là thế nào anh ta muốn hành hung cô gái này bị tôi bắt được lâm thanh diện nói trần tài anh gật đầu hỏi vậy tôi sẽ xử lý anh ta thay anh nhé ừ anh xử lý đi tôi phải về nhà không thì một lát vợ tôi sẽ lo lâm thanh diện nói vậy thì anh đi đi ở đây để tôi trần tài anh cười nói lâm thanh diện lập tức đi về phía bên ngoài lục thiên điệp sướng sờ nhưng khi lâm thanh diện đi mất cô cũng nhanh chóng đi theo. vì Tam há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Diện và Lục Thiên Điệp rời đi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Anh, anh Trần, tha cho tôi đi, tôi không biết đó là đại ca, tôi biết tôi sai rồi, anh vì bữa cơm chúng ta đã ăn, xin hãy tha cho tôi, vì Tam ngồi dưới đất câu xin tha thứ. Trần Tài Anh cười với anh ta, nói anh chỉ có thể trách chính mình xui xẻo, chọc ai không chọc, lại hết lần này đến lần khác đi chọc giận kẻ sát thân kia, nếu tôi không xử lý anh thì anh ta sẽ xử lý tôi không lâu sau trong mãn thiên tinh nổi lên từng đợt tiếng la hét như giết lợn lục thiên điệp sắp đi đến cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hét đó lòng không khỏi thắt lại cô nhanh chóng đi theo lâm thanh diện lâm thanh diện không hay nhìn lại giống như đã quên cô lâm thanh diện lục thiên điệp hét lên với lâm thanh diện vẻ mặt không hài lòng mặc dù cô không biết tại sao lâm thanh diện biết chân tài anh và lại Trần Tài Anh còn sợ Lâm Thanh Diện như vậy, nhưng Lục Thiên Điệp đứng ở đó cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Lúc nãy Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh nói về cô, anh đã dùng cô gái này để thay thế, anh thậm chí còn không đề cập đến tên cô, như thể Lâm Thanh Diện hoàn toàn không biết cô, chuyện này khiến cô rất không hài lòng. Theo góc nhìn của cô, vấn đề này quan trọng hơn là tại sao Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy. Lâm Thanh Diện dừng lại, quay lại nhìn Lục Thiên Điệp, hỏi sao thế lúc nãy tại sao anh không nói tên tôi trong mắt anh tôi thậm chí không có tên sao lục thiên điệp tức giận nói lâm thanh diện tỏ vẻ khó hiểu không biết lục thiên điệp đang nói về cái gì nhìn thấy lâm thanh diện như vậy trong lòng lục thiên điệp càng xót xa cô cắn chặt môi rơm rớm nước mắt nhìn lâm thanh diện nói chẳng lẽ tôi thực sự không nhận được sự chú ý của anh tại sao tôi phải chú ý đến cô mỗi bích hoài là đủ với tôi rồi, lâm thanh diện trả lời. vậy anh đang làm gì ở một nơi như thế này? đàn ông các anh đều là khẩu thị tâm phi, miệng thì nói mỗi bích hoài, lại còn đến một nơi như thế này để vui chơi. anh làm như vậy có đáng với bích hoài không? tôi không đến để vui chơi, tôi đến đây để giải quyết chuyện. lâm thanh diện cao mày trả lời. không ngờ lại bị lục thiên điệp hiểu lầm. lục thiên điệp cong môi, rõ ràng là không tin. anh đến đây để giải quyết chuyện. Anh có thể giải quyết chuyện gì ở đây? Các cô gái ở đây chẳng qua chỉ là những người hỗn láo thô tục, anh đi tìm họ, còn chi bằng đến tìm tôi, tôi hứa anh sẽ hài lòng và lại tôi sẽ không nói với Bích Hoài. Tôi đã tự dẫm đạp mình như thế, anh không thể cho tôi một chút phản ứng sao? Lục Thiên Điệp nói về chuyện này càng lúc càng phấn khích, cộng thêm lúc nãy cô đã uống rượu, cảm xúc trong lòng cô hoàn toàn bùng nổ. Cô say rồi, về sớm đi, Lâm Thanh Diện không định nói gì với Lục Thiên Điệp anh cây ngay không sợ chết đứng không có gì để giải thích đợi đã nhìn thấy lâm thanh diện chuẩn bị rời đi lục thiên điệp lập tức kêu lên bây giờ đã muộn rồi anh có thể yên tâm để một cô gái như tôi tự về nhà sao và lại tôi đã uống nhiều rượu như vậy nhỡ có người âm mưu hãm hại tôi anh không lo lắng chút nào sao lục thiên điệp nói lâm thanh diện cao mày nói tôi sẽ đưa cô đến lê đường bắt taxi lục thiên điệp đi về phía lâm thanh diện Loạng choạng nói nhưng tôi cảm thấy chóng mặt lâm thanh diện anh đưa tôi về được không làm ơn tôi chỉ yêu cầu một điều như vậy thôi lục thiên điệp nói cô sắp nhào tới người lâm thanh diện lâm thanh diện né tránh ngay lập tức tuy nhiên cơ thể của lục thiên điệp không đứng vững và lại còn nhắm mắt dường như đã ngất xỉu khi lục thiên điệp sắp ngã xuống đất lâm thanh diện thở dài bước tới đỡ cô dậy nhà cô ở đâu Lâm Thanh Diện hỏi. Lục Thiên Điệp nhắm mắt lại, đôi môi hơi tái nhợt, nói với giọng yếu ớt, tôi lạnh quá, ôm tôi được không? Chương 110, không phải là hư thân chứ? Lâm Thanh Diện đưa tay chạm vào trán Lục Thiên Điệp, chắc chắn rằng cô không giả vờ, chắc là cô uống quá nhiều, vừa nãy ra ngoài dính gió mát, nên thân thể khó chịu. Anh nhìn Lục Thiên Điệp đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có chút đau đầu. Lục Thiên Điệp không cho anh biết nhà cô ở đâu, anh cũng không thể đưa Lục Thiên Điệp về. Nếu đưa Lục Thiên Điệp về biệt thự, Hứa Bích Hoài chắc chắn sẽ nghi ngờ, mà khi Lục Thiên Điệp tỉnh dậy nhất định sẽ nói lung tung với Hứa Bích Hoài, cho nên Lâm Thanh Diện không muốn đưa Lục Thiên Điệp về. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thanh Diện chỉ có thể đưa Lục Thiên Điệp đến khách sạn để cô ngủ, đợi ngày mai tỉnh lại cô sẽ tự mình về nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một chuỗi khách sạn, nên anh đỡ Lục Thiên Điệp đi qua lục thiên điệp mất đi không còn ý thức lâm thanh diện chỉ có thể để cô sửa vào mình hai người đi gần nhau như thể một cặp tình nhân vào khách sạn lâm thanh diện đến quê lễ tân hỏi một phòng khi những người ở quầy lễ tân giúp lâm thanh diện làm thủ tục họ liên tục nhìn lên lục thiên điệp lúc này lục thiên điệp như thể quá chén những người ở quầy lễ tân liếc nhìn lâm thanh diện với vẻ nghi ngờ coi anh như một người nhặt xác lâm thanh diện bị nhìn chằm chằm trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ mặc dù anh không có suy nghĩ khác với lục thiên điệp nhưng anh không thể kiểm soát cách người khác nghĩ về mình ánh mắt khinh thường của người ở quầy lễ tân khiến anh hơi khó chịu như thể anh sắp làm gì đó với lục thiên điệp lâm thanh diện có phải anh rất muốn chiếm đoạt em nhưng ngoài mặt lại giả vờ không quan tâm không lục thiên điệp đột nhiên nói lâm thanh diện cứ tưởng cô đã tỉnh lập tức nhìn xuống phát hiện lục thiên điệp vẫn đang nhắm mắt lúc nãy chắc là cô đang nói mơ Lễ Tân nhìn Lâm Thanh Diện càng kỳ lạ hơn, hỏi cô ấy tự nguyện đến đây với anh sao? Lâm Thanh Diện ngượng ngùng, bởi vì không muốn giải thích quá nhiều, liền gật đầu. Quê Lễ Tân xem như đã hiểu, sau khi làm xong thủ tục cho Lâm Thanh Diện, cô ta đưa thẻ phòng cho anh. Lâm Thanh Diện vội vàng đỏ lục thiên điệp vào thang máy, sau khi đưa cô vào giường, anh đặt cô lên giường rồi xoay người bỏ đi. Tôi lạnh quá. Lục thiên điệp cuộn tròn, run rẩy. Thế vậy, Lâm Thanh Diện đành phải đi tới đắp chăn cho cô. Ngay khi Lâm Thanh Diện với tay lấy chăn bông, Lục Thiên Điệp đột nhiên ôm lấy Lâm Thanh Diện, ép anh sát vào người. Lâm Thanh Diện cảm thấy được nhiệt độ của cơ thể Lục Thiên Điệp, đột nhiên có chút hoảng hốt, anh vốn là người thường rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với tình huống này, anh không biết phải làm sao. Đừng rời xa em được không, Lục Thiên Điệp nói mở. Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ kéo Lục Thiên Điệp ra sau khi đắp chăn cho cô, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh là một người đàn ông bình thường, anh có tất cả những cảm xúc mà một người đàn ông nên có, nếu Lục Thiên Điệp làm một chú thiêu thân, vậy chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Ngay sau khi Lâm Thanh Diện rời khỏi phòng, Lục Thiên Điệp đang nằm trên giường đột nhiên duỗi thân thể ra, sau đó trên mặt cô nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi ra khỏi phòng, Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, sau đó bước nhanh xuống lầu. Khi anh đi ra ngoài, người ở quê lễ tân đầy kinh ngạc, anh cũng không thèm giải thích, anh trực tiếp đi ra ngoài, đến mãn thiên tinh lái xe đi. Người ở quầy lễ tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Lâm Thanh Diện, đột nhiên lẩm bẩm nhanh như vậy. Chắc không phải bị hư thần chứ. Khi anh trở về nhà, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đã về phòng đi ngủ, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng vào phòng mình, cẩn thận bật đèn lên, thấy Hứa Bích Hoài vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối ngẩn ngơ. Thời điểm Lâm Thanh Diện bật đèn, hứa Bích Hoài Liên nằm xuống giường nói, anh về rồi, em vừa đi vệ sinh thôi, không phải đợi anh đâu, em ngủ đây. Lâm Thanh Diện nghe những lời hứa Bích Hoài nói thì không thể nhịn được cười, trong lòng anh có một dòng ấm áp xẹt qua. Không ngờ hứa Bích Hoài sẽ đợi đến khi anh về mới ngủ, Lâm Thanh Diện cảm động vì có người đang đợi mình ở nhà. Anh nằm xuống bên cạnh hứa Bích Hoài, vươn tay tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng nói cảm ơn em hứa bích hoài chờ mình không đáp lại lâm thanh diện lâm thanh diện cũng không nói nữa một lát sau liền an tĩnh ngủ vốn dĩ lâm thanh diện nghĩ sau khi tỉnh dậy lục thiên điệp sẽ tố cáo với hứa bích hoài anh cũng sẵn sàng để giải thích với hứa bích hoài dù sao thì anh cũng không phải đến mãn thiên tinh để vui chơi nhưng điều mà lâm thanh diện không ngờ là lục thiên điệp không đến gặp hứa bích hoài hai ngày sau đó, Lục Thiên Điệp cũng không có động tĩnh gì. Lâm Thanh Diện nghĩ Lục Thiên Điệp chắc cũng biết mình có chút không hợp lý, cho nên anh không nghĩ nữa. Mà hứa Bích Hoài cũng không hỏi đêm hôm đó Lâm Thanh Diện đi làm gì, theo góc nhìn của hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện nói đi giải quyết công chuyện, chính là đi giải quyết công chuyện. Chiều nay, tại biệt thự nhà họ hứa, hứa trai hiệp và hứa Bích Huyên ngồi đối diện với hứa mạn tranh, trên bàn có vài tài liệu, đó là vật chứng mà họ tìm thấy ông ơi ông mau quản hứa bích hoài đi hiện tại cô ta đã thực sự vô pháp vô thiên ở công ty tiếp quản dự án của tập đoàn thiên dương chưa được bao lâu cô ta đã gần như móc sống công ty hứa bích uyên nói hứa mạn tranh liếc nhìn cô nói bích hoài luôn là một đứa trẻ cẩn thận và lại còn tận chức tận trách luôn tỉ mỉ trong công việc biết điều gì nên làm và không nên làm sao có thể móc sống công ty Hứa Bích Huyên nhìn thấy hứa mạn tranh không tin mình liền cảm thấy tức giận, thầm nghĩ hứa Bích Hoài ngụy trang thật tốt, rõ ràng là lấy nhiều tiền của công ty mua nhà và xe hơi, ông nội cũng không nghi ngờ gì. Ông ơi, những gì Bích Huyên nói là sự thật, những gì hứa Bích Hoài thường thể hiện trước mặt ông chỉ là giả vờ, cô ta là một người rất mưu mô, cô ta thể hiện ra trước mặt ông chỉ để ông không phát hiện ra, hứa trai hiệp nói theo. Đúng vậy, trong thời gian hứa Bích Hoài tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương, Cô ta không chỉ mua xe mà còn mua nhà, thật sự rất kinh khủng, chúng con đã tìm được bằng chứng, không tin thì ông xem đi, Hứa Bích Uyên đưa bằng chứng tìm được cho Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh nhướng mày, nói, dự án của tập đoàn Thiên Dương lợi nhuận không nhỏ, Bích Hoài là trưởng dự án nên nhận một số phần thưởng. Mua xe mua nhà còn có thể chấp nhận được, lần trước đến nhà nó, ông thực sự cảm thấy nhà nó nên đổi. Hứa Bích Uyên lập tức tức giận nói, ông ơi, ông thậm chí còn chưa nhìn bằng chứng chúng con tìm thấy thì đã nói thay cho hứa bích hoài. Thứ cô ta mua là một biệt thự xe hơi sang trọng, biệt thự đó còn là biệt thự boutique ở Vịnh Đăng Long, trị giá 45 tỷ. Hứa mạn tranh nghe vậy trong lòng có chút ngứa ngáy, liền chừng mắt nói con nói gì. Bích Hoài mua một biệt thự boutique ở Vịnh Đằng Long. Hứa trai hiệp và hứa Bích Huyên cùng gật đầu. Bằng chứng ở đây, không tin ông xem đi, hứa Bích Huyên mở bằng chứng, bảo hứa mạn tranh xem xét hứa mạn tranh ngay lập tức xem lại hồ sơ giao dịch mà hai người hứa bích uyên đã tìm thấy sau khi xác nhận rằng đó thực sự là biệt thự boutique ở vịnh đăng long ông đột nhiên nổi giận bích hoài to gan như vậy dám mua biệt thự đắt tiền như vậy bằng tiền của công ty giọng của hứa mạn tranh trở nên có chút kích động đúng vậy và lại cô ta không chỉ mua mà còn cô tình mời chúng con đến thăm ông không nhìn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của cô ta đâu cô ta đang dùng tiền của ông đấy, hứa Bích Huyên đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tại sao ở đây lại viết tên của Lâm Thanh Diện? Hứa Mạn Tranh nghi ngờ hỏi. Hứa Trai Hiệp ngay lập tức giải thích, ông nội, hứa Bích Hoài dùng tiền của công ty mua đồ, viết tên của cô ta sẽ không ổn. Cô ta nhờ Lâm Thanh Diện mua, có lẽ chỉ là để kiếm cớ cho bản thân. Đúng vậy, cô ta nói biệt thự và xe hơi là do Lâm Thanh Diện mua, Cô ta cũng không nghĩ xem chỉ dựa vào một tên phế vật như Lâm Thanh Diện làm sao có thể mua được một chiếc xe hơi và biệt thự đắt tiền như vậy, Hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa Mạn tranh cao mày suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện chính xác là như vậy. Ông luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện đến nhà họ Hứa ăn bám, đương nhiên không thể nào có tiền mua một biệt thự đắt tiền như vậy. Chỉ là ngày thường Bích Hoài làm việc nghiêm túc như vậy, từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hứa mạn tranh vẫn có chút không thể chấp nhận được. Ông ơi, vừa nãy Bích Huyên đã nói, dáng vẻ của cô ta trước mặt ông chỉ là giả vờ. Ông không biết cô ta đang có tâm tư gì đâu. Hứa trai hiệp nói, còn đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt ghê tầm của cô ta. Cô ta khá thèm muốn tài sản giàu có của nhà họ hứa chúng ta. Hứa Bích Huyên trợn tròn mắt, lập tức nói, đúng vậy. Ông nội, sở dĩ hứa Bích Hoài đồng ý để Lâm Thanh Diện ở dây cũng chỉ là muốn ở lại nhà họ hứa và chia tài sản của nhà họ hứa sau này nếu không thì sao cô ta có thể gả cho một tên phế vật như Lâm Thanh Diện. Hơn nữa Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh gì, hoàn toàn có thể dùng làm công cụ cho hứa bích hoài. Hiện tại hai người bọn họ một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng, những thứ này nói là Lâm Thanh Diện mua, hứa bích hoài có thể thoải mái dùng. Nghe nói xe bọn họ mua còn không cho Lâm Thanh Diện đụng tới, làm sao có thể là Lâm Thanh Diện mua được. Hứa trai hiệp liếc nhìn hứa bích uyên, cả hai người đều mỉm cười với nhau, như thể đang khen nhau nói rất hay. "Ông ơi, hứa Bích Hoài không thể lại tiếp quản các dự án của tập đoàn Thiên Dương nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ làm trắng tay nhà họ Hứa chúng ta." "Cô ta là phụ nữ, lẽ ra phải gả ra ngoài, tài sản của nhà họ Hứa không thể để cô ta giòm ngó." Hứa trai hiệp nói với vẻ đau buồn. Hứa Mạn tranh tin lời của hai người, toàn thân giận phát run lên, mặt cũng tím đi. Ông ném thẳng bằng chứng xuống bàn lạnh lùng nói, đi gọi hứa bích hoài qua, ông sẽ đích thân hỏi nó, nếu nó thực sự mua biệt thự và xe hơi bằng tiền của công ty, ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà hứa. Audio điện tử võ tấn bền chương 111, ba người thành hổ trong công ty Hứa Bích Hoài vừa xử lý xong một phần văn kiện, có chút mệt mỏi ngồi trên ghế làm việc. Không biết tại sao, buổi sáng vừa tới công ty, tâm trạng cô Liên có chút không yên, mí mắt cũng giật không ngừng lúc đó lâm thanh diện gọi điện thoại cho cô nói hạng mục công ty có rất nhiều vấn đề kêu cô chú ý một chút hứa trai hiệp rất có khả năng sẽ lấy chuyện này ra làm đề tài hứa bích hoài không để ý vì cô cảm thấy mình ở công ty rất thận trọng chỉ cầm những thứ cô nên cầm hứa trai hiệp căn bản không có cách nào nói xấu cô không bao lâu sau cửa phòng làm việc của hứa bích hoài bị người ta đạp mở hứa bích hoài giật nảy mình vội nghiêng đầu nhìn thấy hai người hứa trai hiệp và hứa bích uyên khí thể bừng bừng đi vào. Hứa trai hiệp, cậu vào không thể gõ cửa sao, phòng làm việc của tôi là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào sao. Hứa bích hoài tức giận nói. Hứa trai hiệp cười lạnh nhìn hứa bích hoài, mở miệng nói, hứa bích hoài, ngày lành của chị đã tới rồi, chị bây giờ còn có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi, nói cho chị biết, từ hôm nay, chị sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa, mà hạng mục của tập đoàn Thiên Dương cũng đều do tôi quản. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của hứa trai hiệp, trong lòng lột bộp hỏi cậu có ý gì? Ha ha, chuyện chị tự ý sử dụng tiền của công ty mua siêu xe biệt thự, ông đã biết rồi, ông kêu tôi tới gọi chị, đợi chị gặp ông, thì có thể vĩnh viễn cút khỏi nhà họ hứa rồi, hứa trai hiệp cười nói. Sắc mặt hứa Bích Hoài thay đổi, vội giải thích, biệt thự đều là do Lâm Thanh Diện dùng tiền của anh ấy mua, tôi lúc nào thì tự ý dùng tiền công ty mua đồ. Hứa Bích Hoài, chị bớt giả bộ ở đây đi, ai không biết Lâm Thanh Diện là lá chắn của chị, chị cũng không nghĩ xem, Lâm Thanh Diện đến nhà họ hứa mấy năm nay, ngay cả một đồng cũng chưa từng kiếm được, anh ta sao có thể lấy ra hơn 30 tỷ mua nhà mua xe, còn không phải chị trộm trong tài khoản công ty sao, hứa Bích Huyên khinh thường nói. Hứa Bích Hoài thấy hai người khăng khăng cô lấy tiền công ty, bèn nói, đã vậy, chúng ta liền kiểm toán, xem tôi rốt cuộc có lấy tiền của công ty không hai người nghe thấy lời này của hứa bích hoài, sắc mặt đều biến đổi. Hứa trai hiệp hừ lạnh một tiếng, nói chị bớt kéo dài thời gian ở đây đi, ông kêu chúng tôi tới dẫn chị đi, ông anh Minh Thần Vũ, chỉ có lấy tiền của công ty không, phải ông nói mới tính. Hứa bích hoài cắn môi, cô biết hai người hứa trai hiệp và hứa bích huyên nhất định đã đến chỗ hứa mạn tranh thổi gió bên tai rồi. Hứa mạn tranh lớn tuổi, rất dễ bị lay động, hơn nữa cô cũng không thể giải thích rõ ràng tiên của Lâm Thanh Diện rốt cuộc từ đâu mà có, như vậy rất dễ bị hoài nghi là lấy tiên từ công ty. Chỉ là lúc này cô đã không có thời gian đi kiểm toán để chứng minh cho mình nữa, chỉ đành đi theo hứa trai hiệp và hứa bích huyên đến biệt thự nhà họ hứa. Trên đường, Lâm Thanh Diện gọi điện thoại cho hứa bích hoài, nói có thứ muốn cho cô xem, hứa bích hoài nói cô bây giờ phải đi gặp hứa mạn tranh, không có thời gian, liền cúp điện thoại lúc đến biệt thự nhà họ hứa hứa bích hoài nhìn thấy đã có không ít xe ngừng ở cửa biệt thự đều là xe của họ hàng nhà họ hứa vừa vào biệt thự hứa bích hoài liên nhìn thấy không ít họ hàng nhà họ hứa đã đến đây tống huyền khanh và hứa quốc hoa cũng đã tới hai người đứng trong góc không nói lời nào sắc mặt xanh mét vừa rồi trước khi hứa trai hiệp và hứa bích uyên đi tìm hứa bích hoài đã nói chuyện này cho họ hàng nhà họ hứa trong đó đương nhiên bao gồm cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa. Hôm đó ở Vịnh Đằng Long, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đắc ý như vậy, Hứa Bích Uyên nhìn rất không thoải mái, cho nên liền gọi họ tới, nghĩ qua hôm nay xem họ còn có thể đắc ý hay không. Hứa Bích Hoài vừa vào biệt thự, tất cả mọi người bên trong đều nhìn về phía cô. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa cũng nhanh chóng đi tới, Tống Huyền Khanh kéo cánh tay Hứa Bích Hoài, mặt đầy nôn nóng nói, "Hoài nhi, họ đều nói con tham ô của công mua biệt thự tinh xảo ở Vịnh Đằng Long, còn mua siêu xe, đợi lát nữa con tuyệt đối đừng thừa nhận, cứ nói là Lâm Thanh Diện tự mình lén mua, con không biết, có nghe thấy không? Hứa Bích Hoài nhíu mày, nói con không tham ô của công, Lâm Thanh Diện cũng không có, sao con phải nói là anh ấy lén dùng? Chiếc xe đó của con, tòa biệt thự đó của con, đều là thật, không phải con lấy tiền của công ty, sao có thể mua nổi thứ đắt tiền như vậy, con nói con và Lâm Thanh Diện đều không tham ô tiên công, ai tin chứ? Tống huyền khanh nôn nóng nói. Con đã nói rất nhiều lần rồi, nhà và xe đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua, sao mẹ không tin chứ? Hứa bích hoài nhíu mày nói. Bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, lát nữa nếu con không đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, cả nhà chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa, hơn nữa biệt thự và xe đều sẽ bị thu hôi. Tống huyền khanh dường như sắp điên rồi. Hứa Bích Hoài không muốn để ý Tống Huyền Khanh nữa, trực tiếp đi vào trong. Những họ hàng nhà họ Hứa lập tức bao vây cô lại, năm mồm bảy miệng nói. "Bích Hoài, tòa biệt thự đó là cô lấy tiền công ty mua sao? Tiền công ty thuộc về toàn bộ nhà họ Hứa, cô phải giao ra." "Đúng vậy, cô dựa vào cái gì lấy tiền công ty mua biệt thự đẹp như vậy chứ, phải giao ra." "Bích Hoài, tôi vốn còn cho rằng cô là một đứa bé ngoan, không nghĩ tới cô lại làm ra chuyện thế này." thật khiến những người lớn chúng tôi quá thất vọng rồi. Đối diện với trách móc của những cô dì chú bác này, hứa Bích Hoài có chút bất lực, nói về tranh biện, cô nói không lại những vương giả mạnh miệng này. Hứa mạn tranh ngồi trên sofa, không lên tiếng, nhưng từ sắc mặt thì có thể nhìn ra, ông ta bây giờ khá là không thoải mái. Hứa Bích Hoài đi tới trước mặt hứa mạn tranh, nói ông. Hứa mạn tranh ngẩng đầu, liếc nhìn hứa Bích Hoài, sau đó trực tiếp hơi lạnh một tiếng cô còn có mặt mũi tới biệt thự thoáng chốc yên tĩnh lại hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều mặt đầy vui vẻ khi người gặp họa nhìn chằm chằm hứa bích hoài thấy hứa bích hoài nhận thua họ rất mừng rỡ ông chuyện này không phải như ông nghĩ hứa bích hoài muốn giải thích không phải như tôi nghĩ vậy cô đến nói thử xem cô bây giờ đi làm có phải lái siêu xe hơn 3 tỷ không Cô bây giờ có phải đang ở trong biệt thự 45 tỷ không? Hứa Mạn Tranh tức giận đến mức giọng nói cũng có chút run run. Hứa Bích Hoài cắn môi, nói, "Đúng là vậy, nhưng mà." "Nhưng mà cái gì? Nếu cô không dùng tiền công ty, làm sao mua nổi thứ mắc tiền như vậy?" "Bích Hoài, uổng cho tôi xem trọng cô như vậy, cô báo đáp tôi vậy sao?" Hứa Mạn Tranh tức giận nói. Ông ta hoàn toàn quên mất nếu ban đầu không phải trên hợp đồng viết phải để hứa Bích Hoài ký, lúc đó e rằng ông ta đã đưa hợp đồng này cho hứa Bích Viên rồi, còn không lấy tiền trong tài khoản công ty, xe và biệt thự, hứa Bích Hoài muốn giải thích, có phải chỉ muốn nói xe và biệt thự đều do Lâm Thanh Diện mua không? Hứa Trai Hiệp đứng ra nói, hứa Bích Hoài, có phải chị cảm thấy ông già rồi, cho nên hồ đồ rồi không? Chị để Lâm Thanh Diện đi mua những thứ này, còn đều viết tên anh ta còn không phải là để lúc xảy ra chuyện thì Lâm Thanh Diện gánh tội thay chị. Hứa Bích Hoài lập tức lắc đầu, nói, không phải như vậy, ông, đó thật sự là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình mua, hứa mạn tranh khựng lại, lập tức vỗ mạnh bàn, lạnh giọng nói, cô thật sự xem tôi là đồ mốc sao. Phế vật Lâm Thanh Diện đó có thể làm gì? Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu hắn ta thật sự có nhiều tiền như vậy, sẽ ở dãy nhà họ hứa tôi sao? hứa bích hoài thoáng chốc không biết nên giải thích thế nào cho dù cô nói thế nào cũng không có một ai tin lời cô bích hoài con nhận đi đừng nói chuyện thay phế vật lâm thanh diện đó nữa hứa quốc hoa thở dài nói hứa bích uyên nhìn chằm chằm hứa bích hoài thấy dáng vẻ thê thảm này của cô trong lòng rất đắc ý vì khiến hứa bích hoài xấu hổ cô ta không để ý tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một phen ông thực ra rất có thể không phải hứa bích hoài muốn lấy tiền của công ty cũng có khả năng là chính Lâm Thanh Diện muốn lấy tiền của công ty. Tên phế vật đó từ đầu đến nhà họ hứa ta, liền đã không an phận, ông quên hợp đồng của tập đoàn Thiên Dương chính là hắn ta cầm về sao, không chừng hắn ta chính là vì tài sản của nhà họ hứa ta, không biết dùng cách gì mới lấy được hợp đồng, như vậy hắn liền có cơ hội thông qua hứa bích hoài, chuyển rời tài sản nhà họ hứa ta, hứa bích nguyên nói. Mọi người nghe vậy, lập tức đều cảm thấy rất có lý, đều gật đầu. Đúng vậy, Ông ơi, không chừng là tên phế vật Lâm Thanh Diện này giáp tâm xấu xa đâu. Không nghĩ tới tên phế vật này lại biết tính kế như vậy, hắn tới nhà họ hứa ta ăn bám mấy năm, cuối cùng còn lấy một chiếc xe, một căn biệt thự, thật là kiếm được không ít. Tôi thấy chính là hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Điện cầu kết, các người cũng đừng đây hết trách nhiệm lên người Lâm Thanh Diện, chuyện này nếu không phải hai người họ thông đồng, căn bản không thê làm thành. Hứa nạn tranh nghe bàn tán của mọi người, sắc mặt càng thêm âm trầm, bây giờ bất kể là ai nói, ông ta cũng sẽ không tin hứa bích hoài nữa. Hứa trai hiệp cảm thấy thời cơ chín mùi, lúc này nhà họ hứa không có một ai tin lời hứa bích hoài, chỉ cần hứa mạn tranh mở miệng, hứa bích hoài liên có thể vĩnh viên cút khỏi nhà họ hứa. Ông, nếu còn như vậy, tài sản nhà họ hứa đều sẽ rơi vào trong tay một người ngoài như Lâm Thanh Diện, hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, không thể lại để hứa bích hoài quản nữa, hơn nữa người ăn com nhà vác tù và hàng tổng như cô ta, hắn nên đuôi khỏi nhà họ hứa, không thể giữ lạt, hứa trai hiệp nói. Không sai, quả thực không thể giữ lại. Đuổi đi, đám người phụ họa, hứa bích hoài, cô còn có gì để nói nữa, hứa mạn tranh lạnh giọng nói. Ông, con thật sự không tham ô công quý, lâm thanh diện cũng không có, anh ấy thật sự là dùng tiền của mình mua, hứa bích hoài mặt đầy khẩn câu. Cô nói không lấy là không lấy. Biệt thự và xe đều là thật, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy, cô nói cô không lấy tiền công ty, ai có thể chứng minh. Hứa trai hiệp cười lạnh nói. Chính vào lúc hứa bích hoài sắp tuyệt vọng, một giọng nói khiến tâm trạng cô ổn định lại đã vang lên. Tôi có thể chứng minh. Mọi người ào ào nghiêng đầu sang, phát hiện Lâm Thanh Diện đã xuất hiện ở cửa biệt thự, bên cạnh anh còn có một người mập. chương 112, quỳ xuống cho ta lâm thanh diện anh tới thật đúng lúc ông nội đang định tìm anh tính sổ anh dám tự mình thôn tính hết tài sản nhà họ hứa của tôi bây giờ cho dù báo cảnh sát đến bắt anh cũng không có vấn đề hứa trai hiệp cười lạnh nhìn lâm thanh diện tất cả những thân thích của nhà họ hứa cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện nếu không phải bây giờ đã là xã hội văn minh những người này có thể lao tới và ăn thịt lâm thanh diện bọn họ đều cảm thấy mình có một phân tài sản trong gia tài của nhà họ hứa Bây giờ tất cả mọi người đều tin rằng Lâm Thanh Diện dùng tài sản của nhà họ hứa để mua xe và biệt thư, đó chính là hút máu của bọn họ. Hơn nữa hứa bích hoài tốt xấu gì cũng là cháu gái của hứa mạn tranh, bọn họ cũng không thể nói quá mức, mà Lâm Thanh Diện chỉ là con rể tới nhà, ở nhà họ hứa căn bản không có địa vị gì, bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến cảm nhận của Lâm Thanh Diện. Anh là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, mau giao biệt thự và xe ra, đây chính là tài sản của nhà họ Hứa, anh như vậy chính là dùng tiền của chúng tôi. Thật không ngờ rằng tên phế vật này lại tính toán sâu như vậy, đến nhà họ Hứa của chúng ta ăn nhờ ở đậu, cuối cùng còn muốn nuốt xiêm tài sản của chúng ta, tôi thấy nên đánh gãy chân anh, vứt xuống đường làm ăn xin. Ông cụ, nhất định phải để anh ta giao biệt thự và xe ra, bây giờ hai thứ này đều là tên của anh ta, chuyện này đối với nhà họ Hứa mà nói là tổn thất vô cùng lớn. Lâm Thanh Diện dẫn theo người mập đi về phía phòng khách, đến bên cạnh Hứa Bích Hoài. Anh không quan tâm đến những người thân thích của nhà họ Hứa kia, mà đưa tay khoác lên bờ vai Hứa Bích Hoài, cười nói, "Em không sao chứ?" Hứa Bích Hoài lắc đầu, không biết vì sao, khi biết Lâm Thanh Diện xuất hiện, Hứa Bích Hoài cảm thấy vấn đề gì cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng bây giờ tất cả mọi người trong nhà họ Hứa đều cho rằng Lâm Thanh Diện dùng tài sản của nhà họ Hứa để mua xe và biệt thự cho dù cô giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin. Mà Lâm Thanh Diện thì lại càng không có người tin, lúc này anh xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là chủ động nhảy vào hố lửa. Tại sao anh lại tới đây, bọn họ bây giờ đều đang nghi ngờ anh tham ô tiên của công ty, hơn nữa có giải thích với bọn họ thì bọn họ cũng hoàn toàn không nghe, anh đã đến đây chắc chắn bọn họ sẽ không thả anh đi. Hứa Bích Hoài vô cùng lo lắng nói. Mặc dù Lâm Thanh Diện khiến cô yên tâm, nhưng cô vẫn lo người nhà họ hứa sẽ làm chuyện gì đó khác với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mỉm cười với cô, nói, không cần lo lắng, chúng ta làm việc rất đoan chính, bọn họ không có cách nào bắt chúng ta. Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía hứa mạn tranh. Vẻ mặt hứa mạn tranh âm châm nhìn Lâm Thanh Diện, giọng nói lạnh lùng, Lâm Thanh Diện, anh còn có mặt mũi đến đây, lấy tiền nhà họ hứa của ta mua xe và biệt thự, lá gan của anh thật sự lớn. Ông cụ đừng ngậm máu phun người, tôi không dùng một đồng tiền nào của nhà họ hứa cả. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Anh đừng ở đây ngụy biển, chúng tôi đều đã tận mắt thấy anh mua xe và biệt thự, chẳng lẽ những thứ đó đều là giả. Hứa Bích Huyên khí thể hung hăng nói. Đó là những thứ tôi dùng tiền của mình để mua, Lâm Thanh Diện trả lời. Anh đừng có khoác lác ở đây, trong tay anh đưa ra 10 đồng còn khó, anh lấy đâu ra hơn 30 tỷ để mua biệt thự và xe nói láo cũng không cân bàn thảo hứa bích uyên khinh bỉ nói nói rất đúng gần đây sổ sách của công ty có rất nhiều vấn đề chắc chắn là anh và hứa bích hoài thông đồng cầm tiền của công ty anh đừng chối cãi hứa trai hiệp cũng nói theo ha ha nói đến vấn đề này mấy người chẳng lẽ không cảm thấy trột dạ sổ sách của công ty có vấn đề người khác không biết xảy ra chuyện gì nhưng hai người chẳng lẽ còn không biết lâm thanh diện cười lạnh nói sắc mặt hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều thay đổi nhưng rất nhanh liên khôi phục lại bình thường lâm thanh diện anh đừng nói bậy bạ ở đây chính anh cầm tiền của công ty còn muốn nói xấu chúng tôi sao hứa bích uyên mở miệng nói nói xấu tôi đều là ăn ngay nói thật lâm thanh diện mở miệng ông nội lâm thanh diện này thật sự là vô pháp vô thiên bản thân mình cầm tiền của công ty bây giờ lại còn muốn đem chuyện này đấy lên trên người chúng cháu ông hãy nhanh dứt khoát xử phạt Lâm Thanh Diện đi, hứa trai hiệp hướng về phía hứa mạn tranh nói. Hứa mạn tranh lạnh lùng hư một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, anh còn điều gì để nói, các hạng mục của công ty có vấn đề, không phải do anh làm, chẳng lẽ còn có người khác sao? Hy vọng ông cụ có thể phán đoán một cách sáng suốt, tài khoản của công ty có vấn đề không liên quan gì đến tôi, hơn nữa tôi có thể chắc chắn, những vấn đề liên quan đến tài khoản này đa phần đều do hứa trai hiệp và hứa bích huyên làm nên, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Anh nói bậy bạ gì đó, anh thấy mình không có cách nào rào biện nên muốn kéo chúng tôi xuống nước sao? Hứa bích huyên gấp gáp nói. Ông nội, ông đừng nghe anh ta nói mò, việc cần bây giờ là nhanh chóng lấy lại xe và biệt thự đứng tên Lâm Thanh Diện trở về, sau đó đuổi anh ta ra khỏi nhà họ hứa. Hứa trai hiệp cũng vội vàng nói. Lâm Thanh Diện thấy hai người rõ ràng là đang trột giả, anh cười nói, tôi cũng không phải nói bậy, ở chỗ này của tôi có bằng chứng chứng minh các người tham ô công quỹ. Lời này của anh vừa dứt, tất cả mọi người đều xôn xao, không ngờ anh lại còn có bằng chứng. Đừng có giả vờ ở đây, các người có chứng cứ gì, tôi thấy các người chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi, hứa trai hiệp nói. Người nhà họ hứa đều đang xì xào bàn tán, cũng không cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể đưa ra bằng chứng gì. Hứa Mạn Tranh cũng không tin Lâm Thanh Diện, ông ta nói: "Lâm Thanh Diện, anh là một tên phế vật, ở đây anh không có tư cách nói chuyện, giao biệt thự và xe ra, sau đó cút ra khỏi nhà họ Hứa của ta, nếu không bây giờ ta sẽ báo cảnh sát." Lâm Thanh Diện cũng không bối rối chút nào, anh nói: "Ông cụ, nếu tôi đã dám đến đây, thì không hề sợ ông báo cảnh sát bắt tôi lại, dù sao chúng tôi ở đây cũng không chạy được, chỉ bằng ông cứ xem chứng cứ tôi tìm đến sau đó hãy quyết định muốn báo cảnh sát bắt tôi hay không." hứa mạn tranh nghe thấy lời này của lâm thanh diện cảm thấy cũng không quan trọng nhìn cái gọi là bằng chứng của lâm thanh diện kia một chút cũng không tốn mất quá nhiều thời gian hứa trai hiệp và hứa bích uyên lập tức liếc nhau rõ ràng là có chút hốt hoảng anh trai hiệp tên này sẽ không thật sự tìm được chứng cứ gì chứ hứa bích uyên nhỏ giọng nói hứa trai hiệp híp mắt lại mở miệng nói có lẽ là không đâu tài khoản trong công ty cũng không phải kiểm tra được dễ dàng như vậy anh ta chỉ là một tên phế vật, chỉ sợ ngay cả trong sổ sách viết gì anh ta cũng nhìn không hiểu, đừng nghe anh ta uy hiếp. Hứa Bích Huyên nhẹ gật đầu, cảm thấy hứa trai hiệp nói có lý, cũng không còn lo lắng, cười lạnh nhìn về phía lâm thanh diện, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Người nhà họ hứa cũng đều liếc hứa Bích Huyên một cái, hoàn toàn không tin tưởng lâm thanh diện có thể đưa ra được chứng cứ gì, cũng đều cảm thấy anh chỉ đang kéo dài thời gian. Tài khoản của công ty phức tạp như vậy, không phải muốn nói tìm ra vấn đề là có thể tìm ra, Lâm Thanh Diện này thật sự nực cười. Một công ty lớn như vậy, tài khoản xuất hiện vấn đề vốn là chuyện rất bình thường, Lâm Thanh Diện này lại còn nghĩ muốn thổi phồng lên từ đấy, thật sự là rốt nát. Kiểm toán là một khối lượng công việc khổng lồ, không có đơn vị chuyên môn đến làm, rõ ràng là có thể nói khó càng thêm khó, cũng đừng nghe Lâm Thanh Diện nói bậy bài. Tống Huyền Khanh nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, Bà ta nghĩ trực tiếp để Lâm Thanh Diện đến gánh hỏa, lúc nhìn thấy Lâm Thanh Diện một mình đi tới, bà ta còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bà ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại còn muốn đưa ra chứng cứ gì đó, điều này khiến cho Tống Huyền Khanh vô cùng lo lắng. Nếu như Lâm Thanh Diện lấy ra chứng cứ nhưng không có tác dụng, kết quả sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa, không chừng ông cụ cũng vì chuyện này mà càng thêm tức giận, giận lây sang bà ta. Địa vị của bọn họ ở nhà họ Hứa sẽ tràn ngập nguy hiểm không chừng sau khi Lâm Thanh Diện bị đuổi đi, người tiếp theo bị đuổi đi chính là bọn họ. Nhưng bà ta sợ rằng lúc này nói chuyện sẽ khiến cho hứa mạn tranh bất mãn, vậy nên chỉ có thể mắng chửi Lâm Thanh Diện trong lòng. Thật là một kẻ xui xẻo đáng chết, nếu không phải anh ta, nhà tôi sao có thể có nhiều chuyện như vậy, lần này biệt thự cũng ở không được, xe cũng không thể lái, thật sự là suối quấy tống huyền khanh nhỏ giọng thầm thì nói. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn bàn tử đang đứng bên cạnh, bàn tử lập tức đem một chồng văn kiện đưa cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm những văn kiện kia đi đến trước mặt hứa mạn tranh, nói đây là tất cả các khoản trong dự án mà công ty và tập đoàn Thiên Dương hợp tác với nhau. Trong đó tôi đã cho người sửa sang lại những thư có vấn đề, sau khi ông xem xong sẽ biết chúng tôi có tham ô tiền của công ty hay không. Thôi đi, ai biết anh có phải ăn nói bừa bãi hay không, ông nội, Lâm Thanh Diện ở công ty không có bất cứ chức vị gì, anh ta sao có thể tiếp xúc với số sách trong công ty của chúng ta?" Hứa Bích Uyên nghi ngờ nói. "Tôi điều tra thông qua phía tập đoàn Thiên Dương, đừng quên, hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thiên Dương là do tôi lấy về, tôi đương nhiên sẽ có cách để tra ra được." Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Uyên lập tức trở nên khó chịu, nghĩ đến chuyện ký hợp đồng lần trước, cô ta lại cảm thấy tức giận. Hơn nữa những sổ sách này có phải thật hay không?" Ông cụ nhìn một chút là biết ngay tôi nghĩ làm giả những hạng mục này căn bản không quá thực tế. Ông cụ điều hành công ty nhiều năm như vậy, chắc là hiểu rõ điều này, Lâm Thanh Diện nói tiếp. Anh cứ khoác lác đi, tôi cũng muốn nhìn xem, anh có thể dở trò gì, hứa Bích Uyên khinh thường nói. Hứa mạn tranh cầm lấy phần tài liệu kia, nhìn thản nhiên. Lúc này hứa Bích Hoài đi tới, mặt mũi đầy vẻ lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, những tài liệu kia thật sự có ích không? Sau khi ông nội xem xong, thật sự sẽ không nghi ngờ anh sao? Lâm Thanh Diện vẫn chưa lên tiếng. Lúc này bàn tử ở bên cạnh lập tức cười nói: yên tâm đi chị dâu, tôi làm việc chỉ cứ yên tâm. Công việc kiểm toán này toàn bộ Hồng Thành không ai có thể giỏi bằng tôi. Lâm Thanh Diện lập tứ chừng mắt liếc nhìn anh một cái, để anh ta thành thật một chút. Ngày đó Lâm Thanh Diện không để bàn tử đi theo cùng đối phó Long Phi, lại sắp xếp cho anh ta một nhiệm vụ khác, đó là để cho anh ta đi thăm dò các hạng mục trong sổ sách. Lúc anh mua biệt thự cũng đã đoán trước, hứa trai hiệp sẽ dùng chuyện này để đối phó với anh, nên đã sớm giữ lại một chiêu. Bàn tử rất giỏi tính toán, trước đó lúc mở sòng bạc anh ta một kế toán rất lợi hại, chuyện kiểm toán này đối với anh ta mà nói chỉ là một bữa sáng. Sắc mặt hứa mạn tranh lúc đầu chỉ là xanh xám, nhưng sau khi xem nội dung của phần tài liệu kia, khuôn mặt liền hiện đầy mây đen, lông mày cũng nhíu chặt. Hứa trai hiệp và hứa bích uyên nhìn thấy phản ứng hứa mạn tranh, đều có chút lo lắng, trong lòng cũng lờ mờ dâng lên một cảm giác bất an. Không lâu sau, hứa mạn tranh đọc xong trang cuối cùng, hai tay có chút run rẩy. Ông ta trực tiếp đập mạnh phần tài liệu kia lên bàn, sau đó quay đầu nhìn về phía hứa trai hiệp và hứa bích uyên, vẫn nổ quát. Hai người, quỳ xuống cho ta. Chương 113, có liên quan gì với anh ta? Hứa trai hiệp và hứa bích uyên đều sướng sờ, không biết hứa mạn tranh tại sao lại đột nhiên nói như vậy ông nội ông đừng tin vào những thứ vô căn cứ của tên phế vật lâm thanh diện này những cái đó đều là giả ông đừng bị anh ta lừa hứa trai hiệp nói ta bảo hai đứa quỳ xuống hứa mạn tranh cao giọng đôi mắt đầy vẻ hung dữ hứa trai hiệp và hứa bích uyên trong lòng đều lục bục một cái sau khi liếc nhìn nhau không thể không đi đến trước mặt hứa mạn tranh và quỳ xuống những người thân thích trong nhà họ hứa cũng đầy vẻ nghi ngờ nhìn hứa mạn tranh, không hiểu vì sao ông ta lại để hứa trai hiệp và hứa Bích Uyên quỳ xuống. Ba, những thứ kia đều là do tên phế vật lâm thanh diện bị đặt ra, cha đừng xử oan cho Bích Uyên và trai hiệp. Hứa quốc diệu tiến lên một bước, thay hứa Bích Uyên và hứa trai hiệp giải thích. Đúng vậy ông cụ, lâm thanh diện cũng không thể tin, anh ta như vậy là đang muốn vụ oan cho trai hiệp và Bích Uyên nha những thứ kia chắc chắn là do Lâm Thanh Diện tùy tiện tạo ra, anh ta ngấp nghé tài sản của nhà họ hứa không phải một ngày hai ngày, ông cụ đừng để anh ta mê hoặc. Một đám thân thích cũng đều đỡ lời giúp hứa trai hiệp và hứa bích uyên. Lần này hứa mạn tranh nghe được đám người giải thích cho hai người hứa trai hiệp, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tất cả các người câm miệng cho ta, những thứ này của cậu ta có phải thật hay không, chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Hứa mạn tranh hừ lạnh một tiếng đám người lập tức đều trở nên im lặng. Hứa mạn tranh nhìn về phía hứa trai hiệp và hứa bích huyên, nói trai hiệp, ta để cháu và bích hoài cùng nhau tiếp quản dự án của tập đoàn Thiên Dương. Ngày hôm sau khi cháu đến công ty, sổ sách của công ty liền có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của cháu, cháu đã làm gì với số tiền này? Trên trán hứa trai hiệp lập tức toát ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói cháu. Cháu cầm số tiền kia để đi mua vật liệu cần thiết, ông nội, cháu không dùng bừa bãi số tiền đó. Hứa mạn tranh vỗ mạnh một cái lên bàn, quát lớn cháu nói láo. Những thứ đó một ngày trước Bích Hoài đã mua xong, hơn nữa đã báo cáo lại cho ta, tại sao cháu lại mua lại lần nữa? Cháu mua vật liệu ở đâu? Những giấy tờ mà Lâm Thanh Diện đưa cho hứa mạn tranh, đều cố ý ghi rõ ràng những khoản có vấn đề, đồng thời viết rõ hướng đi, hứa mạn tranh hiểu rất rõ những vấn đề liên quan đến dự án, chỉ cần nhìn thấy liền có thể hiểu rõ những chuyện che giấu ở bên trong. Trong lòng hứa cha hiệp lập tức một lục bục một cái, vừa rồi chẳng qua là anh ta thuận miệng bịa một lý do, không ngờ lại bị hứa mạn tranh dễ dàng nhìn thấu. Ông nội, số tiền đó là cháu dùng để dự phòng, cháu sợ hứa bích hoài trộm tiền của công ty, số tiền này vẫn còn ở trong tài khoản của cháu, trở về cháu sẽ lập tức trả lại. Hứa cha hiệp lại đào đào mắt. Ha ha, anh đừng có ngụy biện ở đây, tôi đã điều tra rất rõ, nửa tháng trước, anh cầm một số tiền lớn tiến vào câu lạc bộ giải trí liệt hỏa, có người nói đêm hôm đó anh gọi 10 cô người mẫu non tơ, trong thẻ của anh chỉ sợ đã sớm không còn tiền rồi. Bàn tử cười nói, hứa trai hiệp biến sắc, không ngờ anh ta lại điều tra rõ ràng cả những chuyện này. Con mẹ nó anh nói bậy, tôi không hề đi đến đó, hơn nữa anh là cái gì mà dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ hứa. Hứa trai hiệp mang vẻ mặt giữ tợn nói mụ nội nó anh nói thêm câu nữa đi bàn từ lập tức nóng này lâm thanh diện nhìn anh ta một cái lúc này anh ta mới không xông lên đánh nhau với hứa trai hiệp đủ rồi cái đồ không có chi tiến thủ này còn dám ngụy biện chứng cứ trong này thật sự đã quá rõ ràng còn có ảnh chụp rượu chè be bét của cháu cháu còn cái gì để nói hứa mạn tranh trực tiếp ném phần tài liệu kia tới hứa trai hiệp cúi đầu nhìn thoáng qua bên trong đúng là ảnh người cô người mẫu non tơ bao quanh anh ta. Sắc mặt của anh ta trở nên trăng bệch trong nháy mắt, lần này cho dù anh ta có ngụy biện thế nào cũng vô ích. Còn cháu, hứa Bích Uyên, hứa mạn tranh lại nhìn về phía hứa Bích Uyên, căn nhà cháu vừa mới mua, chỉ riêng tiền đặt cọc đã hơn 2 tỷ 400 triệu, trong đó hơn 1 tỷ 200 triệu là được truyền từ tài khoản của công ty, bên trên viết là tiền thưởng cho cháu, cháu đã làm gì cho công ty tại sao công ty lại phát nhiều tiền thưởng cho cháu như vậy? Vẻ mặt hứa Bích Huyên vô cùng xấu hổ, số tiền này là cô ta để hứa trai hiệp chuyển qua, lúc ấy hứa trai hiệp còn nói phải dùng danh nghĩa chính đáng, nếu không điều tra ra sẽ rất khó giải thích. Nhưng hứa Bích Huyên cảm thấy cô vì công ty cũng đã cống hiến rất nhiều, ít nhất cũng dỗ dành cho ông cụ vui vẻ, nên kiên quyết viết là tiên thưởng cho cô ta. Ông nội, cháu, cháu câm miệng cho ta cháu cả ngày ở trong nhà chơi bời lêu lồng, chuyện của công ty chưa bao giờ quan tâm đến, lại còn có mặt mũi tự thường cho mình nhiều tiên như vậy, cháu thật sự là cháu gái tốt của ta. Hứa mạn tranh cả giận nói. Hứa Bích Huyên lập tức cúi đầu, trong lòng đang nguyền rủa lâm thanh diện cả trăm lần. Tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, lúc đầu bọn họ đến để nhìn lâm thanh diện bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa, nhưng không ngờ cuối cùng người gặp xui xẻo lại là hứa trai hiệp và hứa Bích Huyên những người thân thích ở đây đều ít hoặc nhiều đã từng câm tiên của công ty, chỉ có điều hạng mục của tập đoàn Thiên Dương là do hứa bích hoài quản lý, nên bọn họ không có cơ hội, nên chỉ tra ra hai người là hứa trai hiệp và hứa bích uyên. Ông nội, từ trước đến nay ở trong công ty cháu đều luôn rất cẩn trọng, dự án lần này từ sau khi hứa trai hiệp đến, xuất hiện rất nhiều vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tập đoàn Thiên Dương sẽ chất vấn năng lực của nhà họ hứa chúng ta, vậy nên cháu mong sau này ông nội đừng cho hứa trai hiệp tham gia nữa, hứa bích hoài mượn cơ hội này, đem suy nghĩ của mình nói ra. Hứa trai hiệp lập tức lo lắng nói, hứa bích hoài, chị đừng có giả làm người tốt ở đây, chẳng lẽ tay chân của chị sạch sẽ sao? Chắc chị muốn đuổi tôi đi để chị vớt được nhiên tiên hơn. Đủ rồi, hứa mạn tranh ngắt lời hai người, tài khoản của Bích Hoài rất sạch sẽ, ta tin nó sẽ không vụng trộm lấy tiên của công ty, trai hiệp lân này thật sự đúng là có chút quá đáng, Dự án đó cháu đừng tham gia nữa, còn có Bích Uyên, cháu trở về cho ta, cẩn thận suy nghĩ lại sai lầm lần này. Hiểu rồi, ông nội, hứa Bích Uyên thấy hứa mạn tranh chỉ để mình suy nghĩ lại một chút, lập tức gật đầu đáp lại. Hứa trai hiệp mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Ông cụ, hai người bọn họ phạm sai lầm lớn như vậy, ông chỉ xử phạt bọn họ thế này có phải quá nhẹ hay không? Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Hứa Bích Hoài cũng là có chút tức giận bất bình, nếu như làm chuyện này đổi thành cô và Lâm Thanh Diện, chỉ sợ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa. Hứa Mạn Tranh lập tức lườm Lâm Thanh Diện một cái, giọng nói lạnh lùng thế nào? Chuyện nhà họ hứa của ta cũng đến lượt một người ngoài như anh quan tâm đến sao? Chuyện này dừng ở đây, sau này không ai được nhắc lại, nếu sau này hai người chúng nó còn tái phạm, ta sẽ xử phạt. Ông nội, lần này điều tra ra việc tài khoản của công ty có vấn đề tất cả đều nhờ vào lâm thanh diện ông làm như vậy đối với anh ấy mà nói thật sự quá bất công hứa bích hoài bất bình thay cho lâm thanh diện tống huyền khanh ngừng lại lập tức kéo tay hứa bích hoài nói con gái lần này còn không sao đã là chuyện vô cùng may mắn rồi con còn quan tâm lâm thanh diện làm gì hứa mạn tranh nhìn hứa bích hoài một chút mở miệng nói chuyện lần này chỉ sợ không có liên quan gì đến anh ta nếu như ta đoán không lầm người kiểm toán có lẽ là vị bên cạnh anh ta đúng không? Bàn tử ngay nhắc đến mình, lập tức tiến lên một bước, đắc y nói, không sai, chính là tôi điều tra, gia đình các người nếu còn muốn điều tra sổ sách gì khác cũng có thể đến tìm tôi, giá cả thương lượng là được. Những người nhà họ hứa sau khi nghe được lời này của anh ta, lập tức bắt đầu lắc đầu, tỏ vẻ công ty không cần kiểm toán. Hứa mạn tranh cũng có chút xấu hổ, ông ta đương nhiên biết những chuyện ẩn giấu bên trong của những người nhà họ hứa này. Nếu như thật sự muốn điều tra, quá nửa người nhà họ hứa đều không trốn thoát được, đến lúc đó cũng không có cách nào để xử phạt, như thế sẽ còn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cảm ơn anh, tạm thời chúng tôi không cần điều tra điều gì khác, nếu cần ta sẽ tìm anh. Hứa mạn tranh nói, bàn tử nhếch miệng, vốn còn muốn lừa người nhà họ hứa một khoản, lần này có vẻ như là không được rồi cháu vừa rồi cũng đã nghe được chuyện lần này không liên quan gì đến lâm thanh diện với anh ta mà nói cũng không có gì là bất công nếu như anh ta còn muốn ở lại nhà họ hứa thì bớt nói lời châm chọc một chút hứa mạn tranh nói hứa bích hoài căn môi một cái không ngờ lâm thanh diện làm nhiều chuyện vì nhà họ hứa như vậy thế mà hứa mạn tranh lại cảm thấy lâm thanh diện là đang nói lời châm chọc lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài một cái cười nói đừng lo vốn chỉ là để chứng minh sự trong sạch của em hơn nữa anh thật sự cũng không làm gì cả. Bàn tử mang vẻ mặt khó hiểu, Lâm Thanh Diện lợi hại đến mức nào đương nhiên anh ta biết rõ, nhưng anh ta không hiểu tại sao Lâm Thanh Diện lại có thể nín nhịn nhà họ hứa như vậy. Anh ta nhìn hứa bích hoài một chút, chẳng lẽ là vì người phụ nữ này sao? Chuyện tài khoản của công ty kết thúc, tất cả mọi người nhà họ hứa sợ mình bị tra ra có vấn đề nên cũng không dám thảo luận lại chuyện này nữa. Hứa quốc diệu cảm thấy vô cùng mất mặt, làm tới làm lui, cuối cùng người tham ô công quỹ lại là gia đình ông ta. Mặc dù hứa Mạn Tranh không xử phạt hứa Bích Uyên, nhưng trong lòng ông ta vẫn rất tức giận, lúc này ông ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ba, cho dù hứa Bích Hoài không tham ô công quỹ, nhưng nhà và xe của anh ta đều là thật, tình huống nhà bọn họ thế nào ba có lẽ cũng biết rất rõ, sao bọn họ có thể mua được những thứ đắt như vậy, số tiền kia là đến từ đâu? Mọi người nghe thấy Hứa Quốc Diệu nói đến vấn đề này, cũng lộ ra ánh mắt thăm dò. Ông nội, cháu đã nói thật là nhiều lần, những thứ đó đều là Lâm Thanh Diện dùng tiền của mình để mua, cho dù anh ấy đến nhà chúng ta ở rể, vậy ông cũng không thể bắt anh ấy không thể có tiền tiết kiệm của mình, hứa Bích Hoài lần nữa đáp lại. Hứa Bích Hoài, cô đừng có nói mỏ ở đây, nếu Lâm Thanh Diện có hơn 30 tỷ tiền tiết kiệm, anh ta sẽ đến nhà chúng ta ở rể sao? Đừng đùa, lúc này có người phản bác trong lúc nhất thời hứa Bích Hoài không biết phản bác thế nào, cô ấy thật sự không có cách nào giải thích Lâm Thanh Diện có nhiều tiền như vậy, tại sao vẫn còn đến ở rể. Hứa Mạn Tranh cũng nhìn hứa Bích Hoài một cái, mở miệng hỏi, Bích Hoài, cháu hãy thành thật khai báo, số tiền này rốt cuộc là đến từ đâu? Bây giờ ông ta có chút nghi ngờ, hứa Bích Hoài mượn dự án với tập đoàn Thiên Dương để thông qua một thủ đoạn khác để có thêm thu nhập. Loại chuyện này ông ta tuyệt đối không cho phép, ông ta thấy Hứa Bích Hoài cũng đều là sử dụng tài nguyên của nhà họ hứa, tất cả tiên kiếm được phải giao nộp lại. Lúc này Tống Huyền Khanh đảo mắt, đi lên trước, giải thích nói, ông cụ, số tiền này tính ra là của Lâm Thanh Diện, chỉ có điều là năm đó là do bà cụ cho, suy cho cùng vẫn là của nhà họ hứa. Tất cả mọi người đều sướng sờ, không ngờ tiên bọn họ mua biệt tự và xe sang lại là do bà cụ cho. Hứa Bích Hoài cũng ngẩn người, tiên của Lâm Thanh Diện tại sao lại trở thành tiên bà cụ cho vậy? Chuyện gì xảy ra, nói rõ đi, hứa mạn tranh mở miệng. Là thế này, lúc trước bà cụ muốn để Lâm Thanh Diện đến ở rể nhà bọn tôi, nhưng mọi người ai cũng biết Lâm Thanh Diện là một tên phế vật, nên nhà chúng tôi không ai bằng lòng, Bích Hoài cũng không bằng lòng. Bà cụ vì muốn chúng ta tiếp nhận, nên cho chúng tôi một khoản tiên, cho sau khi hai đứa chúng nó kết hôn được ba năm mới có thể sử dụng, đúng lúc trước đó không bao lâu thì số tiền đó đến kỳ hạn, chúng tôi mới lấy ra mua nhà và mua xe. Thật ra tiền bà cụ để lại cũng không nhiều, tất cả có 15 tỷ, bọn nó mua xe, dùng số tiền còn lại vay mua biệt thự, bây giờ mỗi tháng bích hoài vẫn phải trả tiền vay mua nhà. Tống Huyền Khanh giải thích một hôi, nói đến mức chính bà ta cũng cảm thấy tin tưởng. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ năm đó Lâm Thanh Diện đến ở dề lại còn có chỗ tốt như vậy, không ít người đều lộ ra ánh mắt ghen ti. Hứa Bích Hoài biết đây là Tống Nguyên Khanh bịa ra, nhưng cô thấy Lâm Thanh Diện không nói chuyện, cũng không biết nên phản bác thế nào. Lâm Thanh Diện biết trong lòng hứa Bích Hoài xoắn suýt, mở miệng nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bà ấy thích nói thế nào thì nói thế ấy đi. Hứa Bích Hoài đành phải nhẹ gật đầu. Năm đó khi bà cụ còn sống, hứa mãn tranh hoàn toàn không được nhúng tay vào quyền lực và tài chính của nhà họ hứa, bây giờ nghe Tống Huyền Khanh nói như vậy, tuy nói có chút khó chịu, nhưng cũng không nghi ngờ. Dù sao bà cụ quả thực có khả năng làm được chuyện như vậy. Bây giờ bà cụ chết rồi, ông ta mới là chủ nhân của nhà họ hứa, nên ông ta cảm thấy dùng khoản tiền này để mua đồ cũng thuộc về ông ta, ông ta có thể tùy ý chi phối. Ông ta nhìn Tống Huyền Khanh một chút, mở miệng nói, vậy tiền này cũng thuộc về nhà họ hứa, thứ mua được cũng không thể đứng tên của Lâm Thanh Diện, các người tìm thời gian bảo bọn họ chuyển nhượng xe và nhà ở qua cho trai hiệp, không thể để cho người ngoài như Lâm Thanh Diện chiếm tiện nghi được. Chương 114, vạch mặt. Tống Huyền Khanh vốn cho là lý do mình bịa ra này cũng đủ cho những người ở đây tin phục, dù sao bà cụ cũng đã chết rồi, cũng không ai đứng ra chứng minh lời nói của bà ta là giả. Như vậy nhà bọn họ có thể hợp lý hợp tình lấy được xe và nhà. Nhưng mà không thể nào ngờ được hứa mạn tranh lại để bọn họ sang tên nhà và xe cho hứa trai hiệp hai thứ này nếu như ở dưới danh nghĩa lâm thanh diện bà và hứa quốc hoa còn có thể mặt dày sử dụng nhưng nếu cho hứa trai hiệp bọn họ chỉ sợ đụng cũng không đụng được tống huyền khanh lập tức bối rối vô cùng hối hận khi đã nói những lời kia bà liếc hứa quốc hoa muốn để hứa quốc hoa nói gì đó hứa quốc hoa cũng không biết làm sao hơn nữa căn bản không dám phản đối quyết định của hứa mạn tranh đúng là đồ vô dụng Tống Huyền Khanh trực tiếp mắng một câu. Hứa Cha Hiệp vốn còn đang buồn bực vì chuyện kiểm toán nghe hứa Mạn Tranh nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, mặc dù hứa Mạn Tranh không cho anh ta nhúng tay vào hạng mục của tập đoàn Thiên Dương nữa, nhưng có thể có được biệt thự cao cấp ở Vịnh Đằng Long, thêm một chiếc xe sang trọng, xem như là anh ta lời to. Ông nội quả thật là anh minh sáng suốt, đồ của nhà họ hứa chúng ta, quả thật không nên rơi vào tay người ngoài, hứa Cha Hiệp mở miệng cười. Hứa Bích Hoài không thể ngờ được nhìn hứa mạn tranh, rõ ràng là hứa trai hiệp và hứa Bích Nguyên làm sai, kết quả chịu thiệt lại là lâm thanh diện. Hơn nữa trong lòng cô cũng rõ, xe và nhà đều là lâm thanh diện dùng tiên của mình mua, căn bản không phải là tiền trước đây bà cụ cho. Nhìn lại, xe và nhà này càng không thể sang tên cho hứa trai hiệp. Ông nội, ông không thể làm như vậy được, xe và nhà này không thể sang tên cho hứa trai hiệp. Hứa Bích Hoài mở miệng nói vẻ mặt hứa mạn tranh lập tức châm xuống lạnh lùng nói sao thế con cảm thấy tài sản của nhà họ hứa chúng ta nên đưa cho một người ngoài như lâm thanh diện nắm giữ sao anh ấy là trông con sao lại là người ngoài được hơn nữa mấy thứ này đều dùng tiền của anh ấy tại sao phải đưa cho hứa trai hiệp hứa bích hoài kích động làm càn hứa mạn tranh quát cái gì mà tiền của cậu ta một kẻ ăn cơm chùa như cậu ta dùng tiền của nhà họ hứa chúng ta cho dù đó là bà cụ đưa cho, thì cũng là của nhà họ hứa chúng ta, xe và nhà bắt buộc phải sang tên, không thương lượng. Sở dĩ ông ta muốn Lâm Thanh Diện sang tên xe và biệt thự cho hứa trai hiệp, chủ yếu là vì ông ta cũng muốn vào ở biệt thự cao cấp Vịnh Long Đằng. Mặc dù hiện tại ông ta cũng ở biệt thự, nhưng mà vị trí không tốt lắm, căn bản không thể so với Vịnh Long Đằng. Hứa mạn tranh trước nay là một người thích khoe khoang, lần tức nhận được đồ cổ từ nhà họ Lâm đưa đến, còn làm một cái triển lãm, lần này có cơ hội vào biệt thự Vịnh Đằng Long ở, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Các người nhanh chóng sang tên biệt thự, sau khi chuyển đến dưới danh nghĩa của trai hiệp, ta cũng sẽ vào ở, nề tình đây là bà cụ cho mấy người, ta đồng ý cho mấy người ở đây, nhưng mà nếu mấy người biểu hiện không tốt, ta sẽ lập tức đuổi mấy người ra ngoài. Hứa Mạn Tranh nói giống như là biệt thự đã là của ông ta, ai ở ai đi, hoàn toàn do ông ta quyết định. Mất người thân thích nhà họ hứa đều có chút hả hỷ nhìn một nhà tống huyền khanh, trong lòng cũng vui vẻ, dù sao bọn họ cũng không vào ở được, người khác cũng đừng hòng vào ở. Hứa Bích Hoài gấp đến độ sắp phát khóc, cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện trực tiếp bước lên một bước, lạnh lùng nói, biệt thự này là của tôi, tôi có toàn quyền quyết định, muốn tôi sang tên biệt thự này cho hứa trai hiệp, đừng mơ. Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại dám cãi lại mệnh lệnh của ông cụ. Vẻ mặt hứa trai hiệp lập tức âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, Lâm Thanh Diện, cậu muốn tạo phản sao? Ngay cả mệnh lệnh của ông nội cũng dám cãi, cậu muốn bị đuổi khỏi nhà họ hứa sao? Lâm Thanh Diện nở nụ cười, mở miệng nói, vừa rồi ông ấy cũng nói, tôi chẳng qua chỉ là một người ngoài, lẽ nào một người ngoài như tôi còn sợ bị đuổi ra khỏi nhà sao? Hứa mạn tranh lập tức võ bàn cả giận nói, người cái phế vật này cũng dám như thế nói chuyện với ta biệt thự này phải sang tên, ngày mai ta phải đến đó ở. Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ông nội, xương cốt ông già rồi, không nên truyền nhà mãi, tôi thấy ông ở đây cũng rất tốt, ông cứ thành thật ở đây đi, biệt thự Vịnh Đăng Long, không thích hợp với ông. Hứa mạn tranh tức đến run người, hai con mặt ông nhìn chăm chằm Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, mày, mày thật sự làm phản rồi. Tài sản của nhà họ hứa bọn ta, lúc nào đến phiên mày làm chủ ông nội, biệt thự và xe này đều ghi tên của tôi, trên mặt pháp luật, những thứ này thuộc về tôi, tôi không đồng ý, người nào cũng đừng nghĩ muốn động đến, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện và hứa mạn tranh nóng lên, vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại hứa mạn tranh đúng là quá đáng, cho nên bỏ mặc Lâm Thanh Diện và hứa mạn tranh cãi. Cùng lắm thì cô rời khỏi nhà họ hứa, tìm một nơi thanh tịnh sống với Lâm Thanh Diện lần này tống huyền khanh cũng không nói gì nữa dù sao cũng liên quan đến bà ta còn có thể tiếp tục ở trong biệt thự này hay không nếu như lâm thanh diện kiên trì bà vẫn còn có thể ở tiếp dù sao cãi nhau với ông cụ là lâm thanh diện cho dù muốn trách tội cũng không trách đến trên người bà ta hứa mạn tranh thấy lâm thanh diện cũng dám không đếm xỉa đến lời của ông ta lại còn lấy pháp luật ra dọa ngực cũng phập phồng hứa bích hoài còn đúng là tìm được một người chồng tốt mấy người thật lợi hại còn có thể không để chủ nhà như ta vào mắt tốt thật sự rất tốt hứa mạn tranh âm dương quay khi nói ông nội hứa bích hoài đúng là ăn cây táo rào cây sung theo con thấy chẳng bằng trực tiếp đuổi cô ấy ra khỏi nhà họ hứa sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa hứa bích uyên lầm bầm một câu con câm miệng cho ta ở đây không đến phiên con nói chuyện hứa mạn tranh hừ một tiếng bây giờ ông rất nóng giận bất kể ai nói gì cũng đều làm ông không thoải mái sắc mặt hứa bích huyên lập tức âm châm hung giữ chừng mắt nhìn lâm thanh diện cảm thấy cô ta bị măng cũng là vì lâm thanh diện mấy người cút cho tôi sau này có chuyện gì câu đến tôi cũng đừng tìm đến mấy người cánh cứng rồi tôi không quản nổi hứa mạn tranh mang to mọi người trong phòng khách đều biết hứa mạn tranh giận thật rồi cho nên lập tức đi ra ngoài bọn họ cũng quăng cho nhà tổng huyên khanh một ánh mắt thương cảm hôm nay lâm thanh diện làm thế này không khác gì xe nát mặt hứa mạn tranh cho dù bọn họ không bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa sau này muốn lấy được cái gì tốt từ hứa mạn tranh căn bản là không thể lâm thanh diện đi qua nắm lấy tay hứa bích hoài đi ra bên ngoài anh không có ý định muốn tranh luận cái gì với hứa mạn tranh anh có thể nén giận ở nhà họ hứa hoàn toàn đều là vì hứa bích hoài bây giờ hứa mạn tranh đối xử bất công với hứa bích hoài như thế đương nhiên anh cũng sẽ không khách khí với hứa mạn tranh một nhà họ hứa nho nhỏ, trong mắt Lâm Thanh Diện chả là cái gì cả, chỉ cần anh muốn, xem như là làm nhà họ hứa phá sản cũng không phải là không có khả năng. Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa thấy Lâm Thanh Diện dẫn hứa bích hoài đi, cũng bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đi theo. Đây là tạo nghiệt gì chứ, bây giờ tốt lắm, sau này ba anh lại càng hà khắc với nhà chúng ta hơn rồi. Hứa quốc hoa mở miệng nói. Tống Huyền Khanh liếc mắt nhìn ông ta một cái, mở miệng nói, còn không phải bởi vì ông vô dụng, tốt xấu gì bây giờ cũng bảo vệ được nhà và xe, nếu không, cái gì cũng không có được. Hứa Quốc Hoa nghe xong cảm thấy cũng đúng, cho dù Lâm Thanh diện chân sang tên xe và biệt thự cho hứa trai hiệp, thái độ của hứa mạn tranh với nhà bọn họ cũng không thay đổi, còn không bằng như vậy, ít nhất còn giữ được ít đồ. Lập tức, bên trong biệt thự chỉ còn có hai người hứa mạn tranh và hứa trai hiệp. Hứa Bích Uyên bởi vì lúc ấy bị mang một câu, cũng đi theo hứa quốc diệu. Ông nội, Lâm Thanh Diện này đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại còn dám ngang nhiên đối chọi với ông, con thấy nhất định là do hứa bích hoài xúi dục sau lưng, hứa trai hiệp mở miệng. Cả nhà bọn họ, không có ai tốt, hứa mạn tranh hư lạnh nói. Con thấy chuyện này nhất định là do hứa bích hoài cố ý, bây giờ em ấy trông coi hạng mục với tập đoàn Thiên Dương. Cái này có thể nói là mạch máu kinh tế của nhà họ hứa chúng ta nên cho rằng chúng ta không dám động vào, hứa trai hiệp đảo tròn mắt, mở miệng nói. Hứa mạn tranh đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó mở miệng nói, đúng là hạng mục quan trọng của công ty, không nên giao cho một người đàn bà. Đúng vậy ông nội, dù sao em ấy cũng gả đi rồi, cho dù lâm thanh diện ở rể, cũng không thể để em ấy tiếp quản hạng mục quan trọng như vậy, bằng không sản nghiệp của nhà họ hứa chúng ta. Sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người ngoài như Lâm Thanh Diện, hứa trai hiệp nói mục đích thực sự của mình ra. Hứa mạn tranh nheo mắt lại, mở miệng nói, ngày mai con theo ông đến tập đoàn Thiên Dương, người phụ trách hạng mục này, không thể giao cho hứa bích hoài được nữa. Gương mặt hứa trai hiệp lập tức lộ ra một nụ cười đạt được âm mưu, ánh mắt lộ ra sự hương phấn. Hứa bích hoài, không có hạng mục tập đoàn Thiên Dương, mày ở nhà họ hứa, không là gì cả. Trở lịa vịnh Giàng Long, tâm trạng Tống Huyền Khanh trông có vẻ vẫn rất tốt, bảo vệ được biệt thự, quan trọng hơn tất cả. Lâm Thanh Diện, hôm nay biểu hiện của cậu không tệ, nhưng mà cậu cũng đừng đắc ý, biệt thự này vẫn là của nhà họ hứa chúng tôi, sau này tìm thời gian, sang tên biệt thự qua cho Bích Hoài đi, còn chiếc xe kia, cậu thích thì lấy đi tống huyền khanh mở miệng, bà cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Mẹ, chẳng lẽ mẹ vẫn thật sự cho rằng biệt thự này là tiền của bà nội cho sao, mẹ đừng làm loạn thêm nữa. Hứa Bích Hoài túm tay Lâm Thanh Diện, trực tiếp trở về phòng, cô một chút cũng không muốn nghe Tống Huyền Khanh cằn nhằn lần này làm khó anh rồi, hứa bích hoài đau lòng mở miệng. Không sao, một số chuyện nhỏ mà thôi, không làm khó được anh. Lâm Thanh Diện cười nói. Gương mặt hứa bích hoài có chút yêu sâu, mở miệng nói qua chuyện lần này, ông nội nhất định sẽ muốn lấy lại hạng mục tập đoàn thiên dương từ tay em, thậm chí sẽ sa thải em ra khỏi công ty, xem ra em phải nghĩ cách tìm một công việc khác thôi. Ánh mắt Lâm Thanh Diện híp lại, lập tức cười nói cái này em không cần phải lo lắng, hạng mục tập đoàn Thiên Dương, trừ em ra, không ai có thể nhúng tay vào. Hứa Bích Hoài sướng sờ, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, giống như anh là lão tổng của tập đoàn Thiên Dương vậy. Thấy Hứa Bích Hoài lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thanh Diện lập tức cười giải thích, em quên rồi sao, anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương. chương 115, tôi không nhìn ra đó. Ngày hôm sau Hứa Bích Hoài đến công ty làm việc, vừa ngôi vào phòng làm việc, đã có người đến thông báo với cô, Nói hứa Mạn Tranh cảm thấy hai hôm nay cô làm việc vất vả, cho cô mấy ngày nghỉ. Hứa Bích Hoài lập tức hiểu ý của hứa Mạn Tranh, xem ra hứa Mạn Tranh thật sự muốn loại cô khỏi hạng mục này. Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải rời khỏi công ty, quay về nhà. Dù sao mấy hôm nay quả thật cô cũng có chút mệt, nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao. Chỉ là lúc cô về đến nhà, phát hiện Lâm Thanh diện lại ra ngoài, cũng không biết đã làm gì cô vốn định đi tố khổ với Lâm Thanh Diện, nhưng thế này không có ai để thổ lộ rồi. Ngược lại Tông Huyền Khanh, nhìn thấy hứa Bích Hoài đột nhiên quay về, nghi ngờ hỏi, con gái, sao con lại về, hôm nay công ty không làm việc sao? Hứa Bích Hoài thở dài, mở miệng nói, ông nội nói gần đây con quá mệt mỏi, muốn con về nghỉ ngơi vài ngày, con thấy là người phụ trách hạng mục lần này, phải đổi người rồi. Sắc mặt Tống Huyền Khanh lập tức thay đổi mở miệng nói là vì chuyện ngày hôm qua phải không? Lâm Thanh Diện chết tiệt này lại làm hại con gái mẹ mất cả công việc. Mẹ, hôm qua mẹ không nói như vậy, nếu như Lâm Thanh Diện giao xe và biệt thự ra, mẹ cũng sẽ oán giận anh ấy. Hứa Bích Hoài cao mày nói. Tống Huyền Khanh căn bản không cảm thấy mình có lỗi, mở miệng nói con gái, lần này nếu như ông nội thật sự lấy lại công việc của con, vậy con phải ép Lâm Thanh Diện sang tên cho con đi, nếu không sau này chúng ta phải nhìn sắc mặt của Lâm Thanh Diện đó. Hứa Bích Hoài thật sự không ngờ đến phản ứng của Tống Huyền Khanh, nghe bà nói như vậy, trực tiếp xoay người trở về phòng. Trước cửa chi nhánh tập đoàn Thiên Dương, hai người hứa trai hiệp và hứa mạn tranh đi tới bên này, hai người nhìn tòa kiến trúc của chi nhánh tập đoàn này, gương mặt đều là hâm mộ. Chỉ là một chi nhánh, cũng lớn hơn tập đoàn nhà họ hứa chúng ta rất nhiều, tập đoàn Thiên Dương đúng là làm chúng ta theo không kịp huyền hứa mạn tranh cảm khái nói. Ông nội đừng nói như vậy, nhà họ hứa chúng ta chỉ là không đợi được cơ hội thích hợp thôi, chờ người phụ trách hạng mục tập đoàn Thiên Dương lần này chuyển sang cho con, con nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ hứa, đi về huy hoàng. Hứa trai hiệp lập tức hăng hái nói. Hứa mạn tranh gật nhẹ đầu, hai người cùng nhau đi vào trong tòa nhà. Hứa trai hiệp tìm được bàn lễ tân của chỉ nhánh công ty, nói là đến tìm tổng giám đốc. Lần trước Triệu Tam Linh bị giáng chức, tổng giám đốc ở đây cũng thay đổi, chỉ là hướng vấn thiên cảm thấy Lâm Thanh Diện ở gần đây, cần dùng nhiều đến chỉ nhánh bên này, cho nên tự mình đến quản lý. Cho nên bây giờ người làm chủ của chi nhánh công ty, chính là hướng vấn thiên. Tổng giám đốc của chúng tôi không có mặt, nhưng mà chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, ngài có chuyện gì, tôi có thể đi thông báo giúp. Lễ Tân nói, ánh mắt hứa trai hiệp sáng ngời, không ngờ chủ tịch tập đoàn thiên dương lại ở đây, nếu như có thể gặp được chủ tịch, vậy đương nhiên là không gì tốt hơn vậy thì làm phiền cô rồi hứa trai hiệp cười nói lễ tân hỏi tên hứa trai hiệp và mục đích đến sau đó đi về phía văn phòng hứa trai hiệp dạng dỡ cười nói với hứa mạn tranh ông nội chủ tịch tập đoàn thiên dương cũng ở đây không chừng chúng ta có thể trực tiếp gặp được chủ tịch đấy hứa mạn tranh gật nhẹ đầu đưa tay sờ sờ râu mép của mình ông ta tự cho rằng mình ở hung thành cũng có chút phân lượng Xem như là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cũng có thể gặp được. Ngay giữa phòng làm việc, Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế làm việc, hướng vấn Thiên đang cung kính đứng bên cạnh anh. Anh Diện yên tâm, chỉ cần là người nhà họ Hứa đến đổi người phụ trách, em nhất định sẽ để bọn họ nếm chút đau khổ, hướng vấn Thiên cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, uống một ngụm nước trên bàn trà, mở miệng nói, vẫn là cậu biết hưởng thụ, trà này cũng không rẻ đâu nhỉ. Anh Diện đây là nói gì vậy? nếu như anh thích, em cho người đưa đến 10 cân, hướng vấn thiên mở miệng. Lâm Thanh Diện khoát tay áo, mở miệng nói, tôi trời sinh không thích hưởng thụ, cậu giữ lại tự uống đi. Lúc này có người gõ cửa phòng làm việc giọng nói của hướng vấn thiên lập tức trở nên nghiêm túc, chuyện gì? Chủ tịch, bên ngoài có hai người tìm ngài, nói là người của nhà họ hứa, có hạng mục hợp tác với công ty chúng ta, giọng điệu lễ tân vô cùng cung kính. Hướng vấn thiên quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, lâm thanh diện gật đầu hướng vấn tiên mới mở miệng để bọn họ chờ trước đi tôi hết bận sẽ cho bọn họ vào vâng chủ tịch lễ tân nhận được lệnh đi xuống thông báo anh diện có cần em ra oai phủ đầu bọn họ trước mặt anh hay không để bọn họ biết anh diện cũng không phải dễ chọc hướng vấn tiên mở miệng hỏi lâm thanh diện cười cười đứng dậy mở miệng nói không cần chuyện sau đó cậu giải quyết là được tôi đi về trước nói xong anh ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu. Đại sảnh tầng 1, hai người hứa cha hiệp và hứa mạn tranh cũng vô cùng vui vẻ, vừa rồi lễ tân nói cho bọn họ biết, chủ tịch đang bận, đợi hết bận sẽ gặp bọn họ. Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương chịu gặp bọn họ, này có nghĩa là tập đoàn Thiên Dương rất xem trọng bọn họ. Ông nội, lần này chúng ta nói mấy lời hay với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương một chút, không chừng có thêm càng nhiều lợi ích. Hứa trai hiệp cười nói đến lúc đó con thông minh lanh lợi một chút, nếu có thể có quan hệ tốt với tập đoàn Thiên Dương, ngày nhà họ hứa chúng ta quật khởi, sắp đến rồi, hứa mạn tranh cũng khi thế nói. Lúc này Lâm Thanh Diện đi từ trên lâu xuống, đi ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai người hứa mạn tranh và hứa trai hiệp. Anh cũng không có trốn, mà đi thẳng đến, trùng hợp vậy, ông nội, ông cũng đến đây sao? Lúc hứa mạn tranh và hứa trai hiệp nhìn thấy Lâm Thanh Diện, đều cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lâm thanh diện lại đi từ bên trong ra lâm thanh diện chỗ này mà cậu cũng tới được cậu tới đây làm gì hứa trai hiệp không chút khách khí hỏi tới gặp người bạn lâm thanh diện trả lời hứa trai hiệp nhớ đến hạng mục tập đoàn thiên dương là lâm thanh diện lấy về anh có bạn ở đây cũng không có gì lạ ha ha cậu đừng nói là cậu đến đây cầu tình thay cho hứa bích hoài nói cho cậu biết ông nội cũng định thay đổi người phụ trách hạng mục này cho dù cậu tìm đến bạn của mình cầu tình cũng vô dụng, người tôi sắp gặp chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Hứa trai hiệp đắc y nói, anh ta cảm thấy cho dù Lâm Thanh Diện có bạn ở đây, khẳng định cũng không phải là người quá lợi hại, căn bản không thể so sánh với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương. Được rồi, trai hiệp, đừng nhiều lời với cậu ta, mau để cậu ta đi đi. Đừng để cậu ta ảnh hưởng đến cuộc gặp của chúng ta với chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, hứa mạn tranh lạnh lùng nói. Hứa trai hiệp lập tức chừng lâm thanh diện một cái, mở miệng nói, cậu còn không nhanh cút đi, lát nữa đụng phải chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, cậu chịu nổi trách nhiệm sao? Lâm thanh diện cười cười, mở miệng nói, vậy chúc hai người may mắn. Nói xong, anh liên xoay người đi. Hứa trai hiệp nhếch miệng, nghĩ thâm lâm thanh diện này chỉ vừa bình tĩnh mà thôi, bọn họ sắp gặp chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, lâm thanh diện khẳng định sắp không xong rồi. Hai người tiếp tục trông mong được gặp hướng vấn thiên nhưng mà hơn một tiếng đồng hồ, vẫn không có ai đến gọi bọn họ. Hứa trai hiệp cũng đợi có chút nóng nảy rồi, hứa mãn tranh lớn tuổi, đứng thời gian dài, để ông đau lưng, có chút chịu không nổi. Hứa trai hiệp nhìn mấy cái ghế cách đó không xa, muốn để hứa mãn tranh qua đó ngồi một chút, nhưng đúng lúc này mấy nhân viên vệ sinh lại phun dung dịch tẩy rửa lên, nhưng lại không lau đi, mà đi làm việc khác. Trong lòng hứa mãn tranh không ngừng kêu khổ, bình thường ông đâu phải chịu tội như vậy, nhưng vì gặp chủ tịch tập đoàn thiên dương ông cũng chỉ có thể nhịn lại một tiếng trôi qua cục xương già hứa mạn tranh cũng sắp gãy rồi lúc này nhân viên vệ sinh cuối cùng cũng lau sạch mấy cái ghế đi ông ta nhanh chóng đi qua đó muốn ngồi xuống nghỉ một chút đúng lúc đó lễ tân cũng đi đến chủ tịch đã hết bận hai người có thể lên gặp được rồi hứa mạn tranh cắn răng sau đó cùng với hứa trai hiệp đi lên thang máy bên kia nghĩ thầm vì thay đổi người phụ trách ông chịu khổ một chút cũng không hề gì. hai người đến cửa phòng làm việc của hướng vấn thiên hứa trai hiệp hít sâu một hơi đưa tay gõ cửa mời vào bên trong truyền ra tiếng của hướng vấn thiên hứa trai hiệp lập tức mở cửa dẫn theo hứa mạn tranh vào chủ tịch xin chào tôi là hứa trai hiệp của nhà họ hứa vị này là ông nội của tôi hứa mạn tranh hứa trai hiệp lập tức giới thiệu hướng vấn thiên ngồi trước bàn làm việc cúi đầu xem văn kiện nói, ngồi đi. Hứa mạn tranh lập tức đi đến bên sofa kia ngồi xuống, cảm giác sofa bằng da thật mềm mại, ông mới thở dài một hơi. Mấy người đến tìm tôi, là muốn làm gì? Hướng vấn thiên ngẩng đầu, liếc nhìn hai người. Lúc này gương mặt hướng vấn thiên vô cùng nghiêm túc, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, là một hình tượng ông chủ doanh nghiệp tiêu chuẩn, so với dáng vẻ trước mặt lâm thanh diện, quả là hai người. Hứa trai hiệp vốn định mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị hứa mạn tranh ngăn lại hứa mạn tranh cười nhìn hướng vấn thiên mở miệng nói chủ tịch hẳn là cũng biết nhà họ hứa chúng ta có một hạng mục hợp tác với mọi người lần này chúng tôi đến là muốn nói với chủ tịch một tiếng chúng tôi định đổi người phụ trách hạng mục hy vọng chủ tịch đồng ý hừm nguyên nhân hướng vấn thiên hỏi là thế này người phụ trách bây giờ của chúng tôi tên là hứa bích hoài là một cô gái con bé dù sao cũng là cô bé trông coi một hạng mục lớn như vậy, có chút lực bất tòng tâm, gần đây cô ấy làm việc thường xuyên xảy ra sai lầm, cho nên tôi muốn để cháu của mình là trai hiệp thay thế. Năng lực làm việc của trai hiệp rất mạnh, sau khi tiếp nhận hạng mục, nhất định sẽ tạo ra càng nhiều lợi nhuận cho cả hai bên, hứa mãn tranh nói. Đúng vậy, năng lực tôi mạnh hơn hứa bích hoài gấp trăm lần, cô ta chỉ giả vờ giả vịt trên hạng mục, cái gì cũng không làm nổi, nếu như đổi thành tôi, hạng mục này nhất định sẽ hoàn thành hoàn mỹ, hứa trai hiệp cũng vô cùng tự tin nói. Hướng vấn thiên nhìn hai người, cười nhạo một tiếng, nói cậu mạnh hơn hứa bích hoài. Tôi nhìn không ra đó. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 116, nói cậu ta là tên phế vật cũng không quá đáng. Cả hứa trai hiệp và hứa mạn tranh đều sừng sốt, họ không ngờ hướng vấn thiên sẽ nói như vậy. Chủ tịch, trai hiệp là cháu trai của tôi. Từ nhỏ nó đã rất yếu tố, cách đây không lâu còn đến phương Nam rèn luyện một chuyến. Năng lực làm việc quả thực tốt hơn hứa Bích Hoài rất nhiều. Có phải hứa Bích Hoài đã nói cái gì với chủ tịch rồi không, cho nên chủ tịch mới nói như vậy? Sắc mặt hứa Mạn Tranh có chút khó coi. Không phải vậy, chỉ là tôi có chút nghi ngờ năng lực làm việc của hứa trai hiệp thôi, hướng vấn thiên cười nói. Tinh khí ngang ngược của hứa Mạn Tranh lập tức nổi lên. Ai là người phụ trách nhà họ hứa hoàn toàn là do hứa mạn tranh ông quyết định. Lần này ông ta đến tìm hướng vấn thiên chỉ để thông báo cho ông ta một tiếng mà thôi. Không ngờ hướng vấn thiên lại nghi ngờ năng lực của cháu trai ông, theo ý của ông ta, nghi ngờ hứa trai hiệp thì chính là đang nghi ngờ năng lực của ông. Chủ tịch, năng lực của trai hiệp, tôi là người hiểu rõ nhất. Hứa bích hoài thực sự không bằng nó, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa nếu chúng ta thay đổi người phụ trách ở bên này, tôi vẫn là người quyết định cuối cùng. Tôi chỉ đến thông báo cho ngài một tiếng, mong chủ tịch thông cảm, hứa mạn tranh nói. Nhìn thấy hứa mạn tranh nói như vậy, hướng vấn tiên không nhịn được cười lên, xem ra lâm thanh diện nói không sai, hứa mạn tranh khá kiêu ngạo. Hứa trai hiệp không ngờ hứa mạn tranh nói chuyện với hướng vấn tiên với thái độ như vậy, sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng cười xoa, chủ tịch, ngài đừng để ý tính khí của ông nội tôi là thế đấy nhưng ông ấy quả thực nói không sai thật ra lý do chủ yếu mà lần này chúng tôi muốn thay cô ấy là do cô ấy đã biển thủ công quỹ từ dự án đó hai ngày trước ông nội vừa mới bắt được một người như vậy cho dù là các người e rằng cũng không dám dùng hướng vấn tiên liếc hứa trai hiệp hỏi vì hai lý do này hứa trai hiệp sửng sốt sau đó gật đầu nói đúng vậy chỉ cần hai lý do này hắn là đủ để thay thế hứa bích hoài. Hướng vấn thiên gật đầu, mở miệng nói cậu nói đúng. Nếu đúng là như vậy, thì phải nên thay cô ấy. Hai mắt hứa trai hiệp và hứa mạn tranh đột nhiên sáng lên, có vẻ như hướng vấn thiên đã đồng ý với việc thay người. Thật tiếc là theo như tôi biết, mọi chuyện không như những gì các người nói, hướng vấn thiên tiếp tục nói. Trái tim hứa trai hiệp lục bục một cái, anh ta không ngờ hướng vấn thiên sẽ nói như vậy. Ông nói vậy là ý gì? Hứa mạn tranh mở miệng hỏi. Hướng vấn Thiên trực tiếp lấy ra một tập tài liệu, nói với hứa mạn tranh và hứa trai hiệp, trong đây là báo cáo về các hạng mục hợp tác của công ty chúng tôi với công ty các người. Trên đó chỉ rõ, khi hứa bích hoài quản lý hạng mục thì hoạt động rất bình thường, lợi nhuận tăng đều đặn, tương lai rất khả quan. Vốn dĩ quy mô của nhà họ hứa các người không đủ để thực hiện dự án này với chúng tôi, nhưng sau khi hứa bích hoài tiếp quản dự án này, cô ấy còn làm tốt hơn một số người kỳ cựu của các công ty lớn vì vậy năng lực của cô ấy rõ như ban ngày cách đây không lâu ông để hứa trai hiệp và hứa bích hoài cùng nhau quản lý dự án từ khi bắt đầu thì dự án thì đã xảy ra rất nhiều sai lầm lợi nhuận cũng sụt giảm tôi nghe nói hứa trai hiệp đã chỉ đạo dự án một cách bừa bãi và mang lại cho mọi người rất nhiều rắc rối đây là có năng lực hơn hứa bích hoài mà ông nói sao thứ cho tôi nói thẳng hứa trai hiệp sợ rằng ngay cả một ngón tay của hứa bích hoài cũng không bằng nói anh ta là một tên phế vật sợ rằng cũng không quá đáng chút nào trên trán hứa trai hiệp đổ mồ hôi lạnh nghe thấy hướng vấn tiên coi thường mình vẻ mặt anh ta đây xấu hổ không dám phản bác câu nào chủ chủ tịch trai hiệp nhà tôi tôi biết rõ ngài nói nó như vậy có phải hơi quá đáng không hứa mạn tranh lộ ra chút chột dạ không chút tự tin nói hướng vấn thiên cầm tập tài liệu vứt trước mặt hứa mạn tranh, lạnh lùng nói trong đây là số liệu thật. Cái này không thể làm giả được, ông hứa, ông thay cháu trai mình nói chuyện như thế, tôi không biết bình thường cậu ta làm sao qua mặt được ông. Hứa trai hiệp hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đây là lần đầu tiên có người khinh thường anh ta như vậy, hơn nữa còn là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, loại nhân vật có sức ảnh hưởng này, lời nói ra sẽ có trọng lượng hơn người khác rất nhiều hứa mạn tranh nhìn chăm chăm vào tập tài liệu, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, không ngờ sau khi hứa trai hiệp bắt đầu quản lý dự án thì dự án đã xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Ông ta quay đầu chừng mắt nhìn hứa trai hiệp, hứa trai hiệp lập tức quay đầu sang một bên, không dám đối mặt với hứa mạn tranh. Hơn nữa nói về việc biển thủ công quỹ, vừa rồi, hứa trai hiệp nói rằng hứa bích hoài biển thủ công quỹ. Vài ngày trước, tôi thấy có người kiểm tra tài khoản của dự án thông qua phía chúng tôi kết quả đưa ra là hứa trai hiệp và một người tên là hứa bích uyên đã biển thủ công quỹ cậu không cảm thấy cậu nói với tôi những điều này có chút thiếu suy nghĩ sao hướng vấn thiên tiếp tục nói hứa trai hiệp đổ mồ hôi lạnh làm ướt đẫm quần áo sắc mặt anh ta trở nên tai mét nếu như tập đoàn thiên dương không buông tha chuyện này cho dù muốn tống anh ta vào ngục giam thì cũng có thể hứa trai hiệp làm sao cũng không ngờ được lúc anh ta tràn đầy vui vẻ đến tập đoàn thiên dương nói muốn thay đổi người phụ trách thì lại bị chủ tịch của họ cho là không đáng một xu. Sắc mặt hứa mạn tranh cũng cực kỳ khó coi, vốn dĩ ông ta cho rằng thay thế người phụ trách thành hứa trai hiệp là chuyện đương nhiên, dù sao trong mắt ông ta thì hứa trai hiệp tốt hơn hứa bích hoài rất nhiều. Nhưng mà cho đến khi hướng vấn tiên chỉ ra những vấn đề này của hứa trai hiệp thì ông ta mới nhận ra rằng cháu trai của mình lại không có tiên đồ như vậy, thật sự làm cho ông ta mất mặt. Tinh khí ngang ngược của ông ta lúc này đã biển mất, thậm chí ông ta còn không đủ dũng khí để nói chuyện với hướng vấn thiên chủ chủ tịch nói phải lần này là tôi sợ ý sau khi trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ đứa cháu kém cỏi này của mình về phần người phụ trách tạm thời sẽ không thay đổi hứa mạn tranh nói hướng vấn thiên cong môi nói ông hứa à tôi kính trọng ông tôi cũng có nghe nói qua chuyện năm đó ông từng rời khỏi nhà để kiếm sống chỉ là chúng ta là dân làm ăn tôi chỉ quan tâm đến lợi ích, nhà họ hứa ông xảy ra loại chuyện này khiến tôi rất thất vọng. Chúng ta không bàn về chuyện người phụ trách nữa, dự án này của công ty chúng tôi dự định sẽ tạm dừng một thời gian. Nếu ông hứa còn muốn tiếp tục thì xin tìm một công ty khác. Hướng vấn tiên trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, ông ta không có ý định tiếp tục hợp tác với nhà họ hứa nữa. Tất nhiên, đây cũng là ý của Lâm Thanh Diện. Hứa mạn tranh đang định đứng dậy rời đi, nghe xong lời nói của hướng vấn tiên hai chân lập tức mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống ghế sofa hứa trai hiệp cũng không ngờ rằng bởi vì anh ta mà tập đoàn thiên dương không định tiếp tục hợp tác với họ nữa nếu hứa mạn tranh đổ trách nhiệm lên người anh ta thì anh ta thực sự sẽ xong đời anh ta nhanh chóng đứng dậy vẻ mặt đầy cầu khẩn nhìn hướng vấn tiên mở miệng nói chủ tịch cầu xin ngài đừng chấm dứt hợp tác với chúng tôi là tôi kém cỏi nhưng ngài đừng vì chuyện này mà hủy bỏ hợp tác với chúng tôi tôi đảm bảo sau này sẽ không đụng đến dự án, có được không? Ngoặc kép, xin lỗi, biểu hiện nhà họ hứa quả thực khiến người ta thất vọng. Không phải tôi không muốn hợp tác với các người, mà là các người không biết quý trọng cơ hội. Các người có thể đi ra ngoài. Hướng vấn tiên tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Hứa trai hiệp lo lắng không biết phải làm sao, anh ta quay lại nhìn hứa mạn tranh, hứa mạn tranh đứng lên, không nói không rằng tát hứa trai hiệp một bạt tay cái thứ phế vật, quỳ xuống cho tao. hứa trai hiệp không dám do dự, trực tiếp quỳ xuống. ông ơi, cháu biết lỗi rồi, xin ông tha thứ cho cháu. mày xin tao có tác dụng gì, mày đi cầu xin chủ tịch đi. hứa mạn tranh lạnh lùng nói. hứa trai hiệp ngay lập tức quỳ xuống trước mặt hướng vấn tiên, cầu xin chủ tịch ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt dự án này. chúng tôi sẽ nghe lời ngài hãy để hứa Bích Hoài phụ trách dự án đó. Xin ngài đừng hủy bỏ hợp tác với chúng tôi. Hướng vấn thiên cao mày, gọi bảo vệ đến đuổi hai người ra ngoài. Hứa mạn tranh và hứa trai hiệp trở về biệt thự nhà họ hứa với vẻ mặt tuyệt vọng. Lần này hứa trai hiệp thực sự không dám ồn ào trước mặt hứa mạn tranh. Anh ta biết sợ rằng hứa mạn tranh có ý muốn giết anh ta. Việc chấm dứt dự án giữa tập đoàn Thiên Dương và nhà họ hứa ngay lập tức đã lan truyền ra cả nhà họ hứa đối với nhà họ hứa mà nói thì dự án của tập đoàn Thiên Hương chắc chắn đã trở thành một nguồn kinh tế quan trọng. Bây giờ dự án chấm dứt, thu nhập của nhà họ hứa sẽ giảm đi rất nhiều và số tiền mỗi người có được cũng sẽ ít hơn. Liên quan đến lợi ích thì đám người này luôn luôn tích cực nhất, vì vậy đám người này lập tức chạy đến biệt thự nhà họ hứa và hỏi hứa mạn tranh đã xảy ra chuyện gì thế. Hứa mạn tranh sợ mất mặt nên không nói là bởi vì hứa trai hiệp, mà chỉ nói tập đoàn Thiên Hương cảm thấy quy mô nhà họ hứa quá nhỏ, cảm thấy không thể hoàn thành được dự án này. Vì vậy, tất cả bọn họ đều chĩa mũi rồi vào hứa Bích Hoài, dù sao thì hứa Bích Hoài là người phụ trách dự án này, tập đoàn Thiên Hương cảm thấy quy mô nhà họ hứa nhỏ, chắc chắn là do hứa Bích Hoài gây bất lợi cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trách cứ hứa Bích Hoài, nói rằng cô đã cắt đứt con đường tiền tài của nhà họ hứa. Hứa trai hiệp thấy đám người công kích hứa bích hoài thì thở phào nhẹ nhõm. Hứa Bích Hoài không ngờ rằng Tập đoàn Thiên Dương sẽ chấm dứt dự án với nhà họ hứa, càng không ngờ mọi người sẽ đổ hết trách nhiệm lên người cô, trong lúc nhất thời cô cảm thấy rất hoan ức. Hôm đó cô với nói Lâm Thanh Diện rằng cô đã chào hỏi bạn bè Tập đoàn Thiên Dương, nói không biết hứa Mạn Tranh sẽ làm gì với cô nữa. Nhưng chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy khiến cho hứa Bích Hoài có chút luống cuống. Cũng may mấy ngày sau, Tập đoàn Thiên Dương tung ra tin tức nói rõ nguyên nhân của sự việc này bọn họ chấm dứt dự án vì phẩm chất của người nhà họ Hứa kém cỏi, tuy nhiên họ không nhắc đến tên ai, nhưng mà mọi người nghĩ sơ qua liền biết đó là Hứa Trai Hiệp. Dẫu sao thì chỉ có Hứa Bích Hoài và Hứa Trai Hiệp chịu trách nhiệm cho dự án này. Tập đoàn Thiên Dương khen ngợi Hứa Bích Hoài và bày tỏ muốn mời Hứa Bích Hoài làm việc tại đó với mức lương cao. Đám người trong nhà họ Hứa đều náo động cả lên, không ngờ tập đoàn Thiên Dương lại mời Hứa Bích Hoài đến làm việc buổi chiều khi tập đoàn Thiên Dương mời hứa Bích Hoài đến công ty làm việc, hứa Mạn Tranh liền nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này nên lập tức thông báo cho mọi người trong nhà họ hứa sẽ họp vào sáng mai. Thật tiếc là đêm đó bởi vì những chuyện này mà hứa Mạn Tranh kiệt sức nằm liệt giường. chương 117, hứa Mạn Tranh đổ bệnh. Bích Hoài, con thật sự không cân nhắc đến tập đoàn Thiên Dương sao? Đó là một công ty lớn, họ lại mời con đến làm việc. Điều này cho thấy năng lực của con đã đáp ứng được yêu cầu của họ Nếu con đến đó làm việc, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền Trên đường đến biệt thự nhà họ hứa, Tống Huyền Khanh cố gắng thuyết phục hứa Bích Hoài Mẹ, mẹ điên rồi sao? Bây giờ ông nội đang bệnh nặng Nếu bây giờ con nhận lời mời của tập đoàn Thiên Dương, nhà họ hứa sẽ nghĩ về con như thế nào? Hứa Bích Hoài mở miệng nói Tống Huyền Khanh nghe xong thì cảm thấy có chút có lý, bà nói vậy thì đợi đến khi bệnh của ông con khỏi hẳn con lại đến tập đoàn thiên dương chỉ không biết lúc đó bọn họ có cân con nữa không chỉ cần cô ấy muốn tập đoàn thiên dương sẽ luôn chào đón cô ấy lâm thanh diện đang lái xe thì nói một câu tống huyền khanh lập tức trừng mắt nhìn lâm thanh diện nói ở đây không phải chỗ để cậu xen vào con gái tôi được tập đoàn thiên đường xem trọng là do nó lợi hại còn cậu thì sao càng ngày càng vô dụng cậu không có chỗ nào xứng với với con gái của tôi hết. Nếu không phải biệt thự do cậu đứng tên thì tôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà chúng tôi rồi. Lâm Thanh Diện im lặng, để mặc cho Tống Huyền Khanh chê bai mình. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ không đến tập đoàn Thiên Dương. Cho dù ông nội có đối xử bất công với con, nhưng con là người nhà họ hứa, chỉ cần chưa đến mức phải rời đi, con sẽ tiếp tục làm việc ở đây, hứa bích hoài nói như định đóng cột. Tống Huyền Khanh lập tức im lặng, Bà thích mức lương mà tập đoàn Thiên Dương đưa ra, đáng tiếc là hứa Bích Hoài không đồng ý, bà ta cũng hết cách. Lâm Thanh Diện liếc nhìn hứa Bích Hoài trong gương chiếu hậu, tập đoàn Thiên Dương mời hứa Bích Hoài đến làm việc, đương nhiên là ý của anh. Nhưng vì hứa Bích Hoài không muốn đi nên anh cũng không ép. Nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm việc trong công ty nhà họ hứa thì anh sẽ giúp cô ngồi vào vị trí giám đốc, bất kể là ở đâu, cô cũng phải có quyền uy mới không bị ức hiếp. Lâm Thanh Diện trong lòng thâm nói. Không lâu sau, ba người đã đến biệt thự nhà họ hứa, trước cửa biệt thự đỗ rất nhiều ô tô, tất cả đều đến thăm bệnh hứa mạn tranh. Bệnh của hứa mạn tranh lần này có chút nghiêm trọng, đã mời rất nhiều bác sĩ đến khám, nhưng đều không có cách chữa bệnh nào tốt. Nhiều người cảm thấy ông cụ không còn nhiều thời gian nên đều vội vàng đi đến biểu hiện một chút, đến lúc phân chia tài sản sẽ được nhiều hơn một chút. Người vui vẻ nhất chính là hứa trai hiệp, ba anh ta đi vắng quanh năm, không có thời gian trở về. Nếu Hứa Mạn Tranh không quản lý được việc nhà họ Hứa thì anh ta có thể trực tiếp nhậm chức, trở thành người nắm quyền mới của nhà họ Hứa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là Hứa Mạn Tranh phải tắc thở, bằng không chỉ cần Hứa Mạn Tranh còn một hơi thở, anh ta chỉ có thể chờ. Một nhà Tống Huyền Khanh bước vào biệt thự, những người thân thích nhà họ Hứa đều quay đầu nhìn sang, sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Hứa Bích Hoài, tràn đầy thù địch. Các cô chú lần này ông nội bệnh nặng là bởi vì đứa con gái hứa bích hoài bất hiếu đó. Nếu không phải cô ta phản bội nhà họ hứa mà đi làm việc ở tập đoàn thiên đường, ông nội cũng sẽ không tức giận đến như vậy. Cô ta là kẻ mưu hại ông nội thật sự, hứa bích huyên dẫn đầu nói, mọi người bắt đầu dối giết chỉ trích hứa bích hoài. Đúng vậy, chính là bởi vì cái thứ ăn cây táo, rào cây sung này, nếu không thì sao đột nhiên ông cụ lại bệnh nặng như vậy nhà họ hứa bây giờ đang trông cậy vào sự lãnh đạo của ông cụ bây giờ dự án của tập đoàn thiên đường đã dừng lại ông cụ lại bệnh nặng nhà họ hứa đến lúc lâm vào tình cảnh nguy cấp rồi nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là do hứa bích hoài mà ra nếu ông cụ chết chúng ta phải làm sao đây hứa bích hoài cô có thể gánh nổi trách nhiệm này không tuy rằng ngoài miệng thì đám người này không buông tha cho hứa bích hoài nhưng thật ra trong lòng bọn họ rất vui dự án tập đoàn thiên dương bị ngừng lại là một tổn thất rất lớn đối với nhà họ hứa hơn nữa vì khoản đầu tư trước đó rất có thể sẽ làm cho nhà họ hứa điêu đứng còn bây giờ nếu ông cụ chết rồi bọn họ trực tiếp phân chia tài sản còn có thể vơ vét được một chút đồ bằng không nếu hứa mạn tranh bảo bọn họ chỉ tiền ra để duy trì hoạt động kinh doanh nhà họ hứa bọn họ đương nhiên sẽ không cam lòng hứa bích hoài sững sờ nhìn đám người nhà họ hứa làm sao cũng không ngờ được mình đột nhiên lại trở thành kẻ mưu hại hứa mạn tranh các người có thể có chút sĩ diện không lần này ông nội phát bệnh vì dự án của tập đoàn thiên dương bị hủy bỏ thì có liên quan gì đến tôi hứa bích hoài phản bác hừ dự án của tập đoàn thiên dương cũng có liên quan đến cô chắc chắn là cô đã cấu kết với tập đoàn thiên dương bằng không thì tại sao họ lại chấm dứt dự án nhưng lại muốn cô đến chỗ bọn họ làm việc tại sao họ lại không mời anh trai hiệp hứa bích uyên ra mồm cãi hứa bích hoài không nói nên lời tự hỏi tại sao người ta không mời hứa trai hiệp trong lòng các người không nghĩ ra sao lúc này hứa trai hiệp vừa bước xuống lầu nghe thấy những lời hứa bích uyên nói thì trên mặt đầy lúng túng mặc dù muốn nhìn thấy hứa bích uyên làm khó hứa bích hoài nhưng anh ta không muốn người khác nhắc đến chuyện này dù sao thì chủ tịch tập đoàn thiên dương cũng nói anh là đồ phế vật anh ta không muốn người khác biết chuyện này đừng cãi nhau nữa ông nội còn chưa chết các người ở đây nói như vậy chẳng lẽ muốn nguyền rủa ông cụ chết sớm hơn hả hứa trai hiệp lạnh lùng nói đám người lập tức im lặng ông nội bảo các người đi lên đàng hoàng một chút nếu ai làm cho bệnh tình của ông trở nên trầm trọng hơn thì người đó chính là tội đồ của nhà họ hứa hứa trai hiệp ra vẻ là gia chủ nhà họ hứa ai cũng có thể nhìn ra được anh ta mới là người hy vọng hứa mạn tranh chết nhất mọi người lên lầu đi đến phòng hứa mạn tranh đang ở. Hứa mạn tranh đang nằm trên giường, bên cạnh treo một cái bình truyền nước biển, hứa cha hiệp mời một bác sĩ tư đến kiểm tra cho hứa mạn tranh. Tình hình của ông cụ không khả quan lắm, tình trạng đã ổn định nhưng có thể chuyển biến tốt lên hay không thì tôi không biết. Trình độ của tôi có hạn nên chỉ có thể làm đến bước này, bác sĩ tư nói. Ông là bác sĩ giỏi nhất Hồng Thành rồi, nếu ông nghĩ không thể chữa khỏi. Hứa Bích Nguyên nói bác sĩ tư lập tức lườm cô ta, ra hiệu cho cô ta đừng nói gì hết, hứa Bích Uyên lập tức ngậm miệng. Ông cụ à, người nhà của ông đều đến cả rồi, tranh thủ bây giờ ông còn tỉnh táo thì dặn dò bọn họ đi, bác sĩ tư nói với hứa mạn tranh. Hứa mạn tranh miễn cưỡng ngồi dậy trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ông ta nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng nói, các người từng người một, sợ là ước gì tao chết quét đi cho xong phải không? Ngoại trừ trai hiệp, các người đều không phải thứ tốt đẹp gì. Tất cả mọi người đều cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm rằng hứa trai hiệp của ông ta mới là kẻ xấu xa nhất. Lần này ta bệnh nặng, sợ không còn bao nhiêu ngày nữa. Tuy có thể sống được một thời gian, nhưng ta cũng rõ cơ thể của mình. Vì vậy, trước khi mất đi ý thức ta sẽ lập di chúc trước, như vậy thì sau này đỡ phiên phức hứa mạn tranh nói. Mắt bọn họ sáng lên, không ngờ hứa mạn tranh lại thoải mái lập di chúc như vậy, điều này hơi ngoài dự kiến của họ. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Thân thể của ông còn cường tráng, sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề gì, hứa trai hiệp lập tức nói. Hứa mạn tranh vui mừng nhìn hứa trai hiệp, trong số rất nhiều con cháu của ông ta, chỉ có hứa trai hiệp có thể làm ông ta vui vẻ. Đúng vậy, với thân thể của ông nội thì bệnh tình này không coi là gì hết, lúc này, Lâm Thanh Diện cũng đột nhiên lên tiếng tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, ngày hôm đó anh còn không nể mặt hứa mạn tranh, không ngờ bây giờ lại đến lấy lòng hứa mạn tranh. Hứa mạn tranh liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, sắc mặt chợt châm xuống, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diện, cậu đừng tưởng rằng ở đây nói mấy lời tốt đẹp thì tôi sẽ chia cho cậu một ít tài sản, tôi sẽ không cho cậu một chút nào hết. Lâm Thanh Diện, anh không xứng đứng ở đây chút nào, bây giờ anh lập tức cút ngoài ngay, tránh để ông nội nhìn thấy anh mà khó chịu hứa bích huyên lầm bẩm Mọi người đều dối rít muốn Lâm Thanh Diện cút ra ngoài. Tống Huyền Khanh bất mãn liếc nhìn Lâm Thanh Diện, oán hận anh sao lại nói ra câu này, nếu bởi vì Lâm Thanh Diện mà hứa mạn tranh không chia cho bọn họ một ít tài sản thì bà nhất định sẽ xé xác Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, mau cút ra ngoài, đừng ở đây làm mất mặt. Tống Huyền Khanh hét lên một câu. Lâm Thanh Diện cười nói, tôi không phải cố gắng lấy lòng ông, ý của tôi là bệnh này của ông có thể chữa khỏi. Lâm Thanh Diện, anh đừng ở đây nói nhảm. Bác sĩ nói rằng bệnh của ông nội không thể chữa khỏi, hứa Bích Uyên phản bác ngay lập tức. Hứa mạn tranh liền đen mặt, biểu hiện này của hứa Bích Uyên cũng quá rõ ràng rồi. Sắc mặt của hứa quốc diệu cũng thay đổi, ông ta nhanh chóng bịt miệng hứa Bích Uyên và quát, con ở đây nói bậy cái gì đó hả, ngậm cái miệng thúi của con lại cho ba. Bác sĩ không chữa được, không có nghĩa là người khác cũng không chữa được. Tôi biết có một người có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội. Lâm Thanh Diện nói: "Hứa Trai Hiệp lập tức cười lạnh nói: "Lâm Thanh Diện, anh đừng nói người đàn ông này chính là thần y Từ Tài. Muốn nhờ ông ấy khám bệnh còn khó hơn lên trời." "Không sai, chính là Từ Tài." Lâm Thanh Diện đáp. "Ông nội, ông nên nhanh chóng công bố di chúc của mình đi, đừng nghe cái tên phế vật này ở đây nói nhảm, làm sao anh ta có thể mời được Từ Tài chứ?" Hứa Trai Hiệp nói. Hứa Mạn Tranh liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cũng không công bố di chúc mà là hỏi thật sự có thể mời được từ tài sao. Lâm Thanh Diện nghiêm túc gật đầu. Mọi người đều ném ánh mắt như giết người về phía Lâm Thanh Diện, có vẻ như ông cụ đang gửi gắm hy vọng trên người Lâm Thanh Diện. Dẫu sao thì hứa mạn tranh cũng không muốn chết, chỉ cần có một chút hy vọng, ông ta sẽ không từ bỏ. Lâm Thanh Diện, anh đừng có ở đây mà lừa ông nội, nếu không mời được ông ấy, việc này sẽ làm chậm quá trình hồi phục của ông nội, anh có thể đảm đương nổi không hứa trai hiệp lạnh lùng nói tôi đi mời thần y từ nên sẽ không làm trì hoãn việc hồi phục của ông cậu không muốn để tôi đi mời có phải là cậu có cách gì khác không lâm thanh diện cười nói hứa trai hiệp lập tức trừng mắt nhìn anh lâm thanh diện đừng nói nhảm ở đây nữa ông nội thương tôi như vậy làm sao tôi có thể để cho ông nội chết được hứa trai hiệp nói tôi không nói anh muốn ông nội mau chết mà là chính miệng anh nói ra xem ra là anh đã vô tình nói ra hộ lòng mình rồi, Lâm Thanh Diện cười. Anh không ngờ hứa trai hiệp lại ngốc như vậy, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Hứa trai hiệp liền đỏ mặt, lập tức lao vào đánh Lâm Thanh Diện. Được rồi, nếu Lâm Thanh Diện có cách để mời thần y từ đến, vậy thì hãy để cậu ta thử xem. Mấy ngày nữa lập di chúc cũng không muộn, hứa mạn tranh nói. Tất cả mọi người đều lo lắng, tưởng hôm nay sẽ được chia tài sản, không ngờ lại bị Lâm Thanh Diện phá hư chuyện tốt. Thực sự là thứ ngu ngốc, làm trì hoãn chuyện tốt của chúng ta. Cậu ta nghĩ mình là ai? Người ta là thân y từ làm sao có thể cho tên phế vật đó mặt mũi chứ? Mẹ kiếp, Lâm Thanh Diện cố ý đến đây gây rối Bệnh của ông cụ làm sao có thể chữa khỏi được? Các bác sĩ đã nói rằng không thể chữa khỏi. Ngay cả từ tài cũng không nhất định có thể chữa được. Cứ để cho anh ta múa may thêm hai ngày, Đến lúc đó mà anh ta không mời được Từ Tài đến, ông cụ sẽ lập di chúc, đến lúc phân chia tài sản, xem anh ta còn làm thế nào. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Mạn Tranh thì cười nói, tôi có thể mời Từ Tài đến, nhưng nếu muốn ông ấy chữa bệnh cho ông thì tôi có một điều kiện. Hứa Mạn Tranh nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, điều kiện gì? Nếu Từ Tài chữa khỏi bệnh cho ông, từ nay về sau, chức vụ giám đốc của công ty nhà họ Hứa sẽ để Hứa Bích Hoài đảm nhận chương 118, đỏ mặt bất thường. Lâm Thanh Diện vừa nói xong, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hứa Bích Uyên không phục nhất, trực tiếp mở miệng nói, dựa vào cái gì mà để chỉ ta đến làm giám đốc. chỉ ta có cái gì lợi hại, tôi không đồng ý chỉ ta làm giám đốc. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, dựa vào tập đoàn Thiên Dương chỉ gành ô lưu ra cho cô ấy, nếu cô không phục, cô cũng có thể làm tập đoàn thiên dương chìa cành ô lưu ra cho mình mà. Hứa Bích Huyên lập tức tức giận, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình mạnh hơn hứa Bích Hoài, cho nên theo bản năng xem nhẹ phương diện hứa Bích Hoài mạnh. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói như vậy, cũng như là đang nhắc nhở cô ta, cô ta không bằng hứa Bích Hoài. Anh ở đây đắc ý cái gì, nói cho anh biết, sau này tôi cũng sẽ gả vào nhà họ Lâm. Hứa Bích Huyên mở miệng nói, đừng viện cai cớ này, cũng đã mấy tháng rồi, không có người nhà họ Lâm nào đến tìm cô, người ta chỉ sợ căn bản không muốn sang cưới cô làm vợ, Lâm Thanh Diện mở miệng. Hứa Bích Huyên gần như phát điên, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện đúng là không mở ra thì không biết trong bình có gì, từng câu đều đâm thẳng vào cô ta. Lúc mới bắt đầu, quả thật cô ta mỗi ngày để đặt nhà họ Lâm bên môi, cảm thấy tương lai cô ta sẽ gả vào nhà hào môn. Những người nhà hộ hứa cũng đều cho rằng quà tặng của nhà họ Lâm là hướng đến hứa bích uyên cho nên cũng chạy đến nịnh nọt cô ta nhưng mà qua rất lâu rồi nhà họ lâm không có động tĩnh gì cả điều này làm cho hứa bích uyên cũng bối rối trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi có phải nhà họ lâm không có ý gì với cô ta không mấy người nhà họ hứa cũng không còn nịnh nọt cô ta như trước nữa điều này làm cho trong lòng cô ta rất khó chịu bây giờ lâm thanh diện nói toạc chuyện này trước mặt nhiều người như vậy đương nhiên làm cô ta khó chịu tôi thấy là anh ghen ghét tôi anh cứ đợi đấy, đợi đến ngày nhà họ lâm đến đây, tôi nhất định sẽ cho anh biết sự lợi hại. Hứa Bích Huyên mở miệng, Lâm Thanh Diện lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra phải tìm thời gian giải thích một chút thôi. Bằng không chỉ sợ cô ta thật sự cho rằng nhà họ lâm xem trọng cái loại như cô ta. Ông nội, còn đồng ý với đề nghị của Lâm Thanh Diện, nếu như anh ta có thể tìm được thần y từ đến trị bệnh cho ông, để Hứa Bích Hoài làm giám đốc cũng không sao cả. Hứa Trai Hiệp nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hứa Trai Hiệp không ngờ anh ta lại đồng ý để hứa bích hoài làm giám đốc hứa mạn tranh vui mừng gật gật đầu ông ta cũng không có ý kiến gì khi để hứa bích hoài làm giám đốc dù sao chủ tịch tập đoàn thiên dương cũng đánh giá cao năng lực làm việc của hứa bích hoài hơn nữa nhân tài như vậy ông muốn giữ lại cũng nên giao cho cô giám đốc nếu không hứa bích hoài rất có thể sẽ đến tập đoàn thiên dương như vậy đối với nhà họ hứa mà nói là một tổn thất lớn sau đó ông ta cũng thật sự hy vọng Lâm Thanh Diện thật sự tìm được từ tài, như vậy nói không chừng ông ta có thể sống lâu hơn mấy năm. Hứa trai hiệp cười nhìn mọi người, mở miệng nói, bệnh của ông nội là quan trọng nhất, cho dù anh ta có tìm được hay không, dù sao cũng nên thử xem, nhưng mà tôi cũng có yêu cầu, nếu như anh tìm không được từ tài, vậy anh và hứa bích hoài nhất định phải cút ra khỏi nhà họ hứa, vĩnh viễn không thể trở về. Mọi người thấy hứa trai hiệp nói như vậy, lập tức hiểu rõ ý của anh ta. Hứa trai hiệp cảm thấy Lâm Thanh Diện căn bản không có khả năng mời được thần y từ tài, mà cho dù anh có mời được, sau khi chữa bệnh cho hứa mạn tranh xong, nhà họ hứa này vẫn nghe hứa mạn tranh như cũ. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hạng mục, phần lớn tài lực nhà họ hứa đã vùi vào trong hạng mục này, bây giờ ai làm giám đốc người đó phải xử lý một đống dối rắm Hứa trai hiệp cua thật muốn nắm quyền, nhưng anh ta không xuống xử lý dối rắm nếu như có người thay ta, anh ta mưng không kịp. Dù sao nếu tương lai hứa Mạn Tranh không còn, anh ta có khả năng trở thành chủ tịch, lúc đó ai làm giám đốc, cũng chỉ là một câu nói của anh ta. Rất nhanh có không ít người hiểu được hứa trai hiệp nghĩ gì, bọn họ đều hả hê nhìn Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài. Đã như thế, vậy thì cứ thế đi, để Lâm Thanh Diện đi tìm thần y, nếu như không tìm được, vậy thì sơm ngầu cút khỏi nhà họ hứa, tránh làm phiền ông cụ thêm. Để hứa Bích Hoài làm giám đốc không phải là không thể. Đến lúc đó cô ta phải làm giám đốc cho tốt, nếu như xảy ra vấn đề gì, cô ta phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lâm Thanh Diện này cũng thật sự quá ngu, lại muốn cho Hứa Bích Hoài làm giám đốc, cậu ta thật sự không biết tình hình nhà họ Hứa bây giờ thế nào sao? Tống Huyền Khanh cũng rõ nguyên nhân Hứa trai hiệp đồng ý đề nghị của Lâm Thanh Diện, lúc này bà đi qua kéo Lâm Thanh Diện về, lạnh lùng nói, cậu điên rồi sao? Bây giờ tình huống nhà họ Hứa như thế nào, cậu không rõ sao? cậu lại để Hoài Nhi làm giám đốc, đây không phải hại con bé sao? Hứa Bích Hoài lộ ra một ánh mắt nghi hoặc với Lâm Thanh Diện, hỏi, Lâm Thanh Diện, bây giờ em làm giám đốc, hẳn là không tốt lắm đâu. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói, yên tâm, chuyện này đối với em, có rất nhiều chỗ tốt. Hứa Mạn Tranh không muốn lãng phí thời gian, dù thế nào, tính mạng của ông ta vẫn quan trọng nhất. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế, nếu như Lâm Thanh Diện thật sự có thể tìm được thần y đến chữa bệnh cho ta, vậy giám đốc công ty, cứ để Bích Hoài làm. Mấy người đều đi ra ngoài, Lâm Thanh Diện cậu nhanh đi mời thân y đi, xương cốt già này của tôi không đợi được nữa. Nói xong, hứa mạn tranh năm xuống. Một đám người đi ra khỏi phòng, không ít người đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện, còn muốn chào Phùng Anh mấy câu. Chỉ dựa vào cậu mà đòi mời được thân y từ, đừng nằm mơ cậu xem cậu là nhân vật gì cứ, thần y từ tài là người thế nào, cậu lại là người thế nào, thật sự là không biết bản thân mấy cân mấy lạng. Nếu như cậu có thể mời thần y từ đến, tôi ăn luôn cả áo quần trên người mình, đúng là khoác lác không biết ngược. Hứa Bích uyên đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, hung giữ chừng mắt liếc anh một cái, nói mấy người chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa đi. Lâm Thanh Diện không để ý lời mấy người này nói, thoải mái thong dong cùng hứa Bích Hoài ra khỏi phòng lâm thanh diện anh thật sự có thể mời thần y từ đến sao hứa bích hoài mở miệng hỏi lâm thanh diện gật nhẹ đầu nói lần trước anh đã đi tìm ông ấy một lần lần này nhờ ông ấy giúp một lần nữa có lẽ không khó hứa bích hoài thấy lâm thanh diện nói như vậy trong lòng lại không nắm chắc thần y từ người ta cũng phải phải anh nói người ta giúp thì người ta giúp cô bất đắc dĩ thở dài cũng không nói gì trong lòng suy nghĩ nếu như thật sự bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa ngược lại cô có thể nhận lời mời của tập đoàn thiên dương tống huyền khanh cũng vì biết rõ điểm này nên mới không của trách lâm thanh diện theo bà ta đến tập đoàn thiên dương so với đợi ở nhà họ hứa có tiên đồ hơn một ít lát nữa anh sẽ đi tìm từ tài em có đi với anh không lâm thanh diện mở miệng hỏi hứa bích hoài mặc dù cảm thấy khả năng không quá lớn nhưng mà nghĩ nhiều hơn một người nhiều hơn một phần lực lượng nói không chừng người ta sẽ đồng ý cho nên gật nhẹ đầu với Lâm Thanh Diện. Ta khỏi biệt thự nhà họ hứa, Lâm Thanh Diện đầu tiên là lái xe đưa hai người Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa trở về, sau đó mới dẫn hứa Bích Hoài đến chỗ từ tài. Hai người cùng nhau vào một ngõ nhỏ, đến nơi ở của từ tài. Chỗ đó đóng cửa, trên cửa dán một tờ giấy viết số lần xem bệnh năm nay đã đủ, mời về. Hứa Bích Hoài nhìn thấy chữ trên tờ giấy kia, lập tức có chút mất mát, Cô cũng đã nghe nói từ tài này một năm chỉ xem bệnh ba lần, bây giờ số lần xem bệnh của người ta đã đủ, người ta nhất định sẽ không giúp Lâm Thanh Diện đâu. Hay là chúng ta trở về đi, dù sao chuyện cũng đã thế này rồi, nếu không được thì em đến tập đoàn Thiên Dương làm vậy, hứa Bích Hoài mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười với cô, nói, đến cũng đã đến rồi, tại sao lại phải về? Trên này nói số lần xem bệnh đã đủ rồi mà, hứa Bích Hoài mở miệng đó là cho người ngoài xem lâm thanh diện nói xong trực tiếp đẩy cửa đi vào hứa bích hoài sướng sờ người ngoài bọn họ không phải là người ngoài sao thấy lâm thanh diện trực tiếp đẩy cửa nhà người ta đi vào trong lòng hứa bích hoài kinh hãi vội vàng đi theo lâm thanh diện chúng ta trực tiếp xông vào như vậy sẽ làm người ta bất mãn chúng ta nhanh ra ngoài đi vẻ mặt hứa bích hoài lo lắng nói anh dám xông vào nhà chúng ta thật là không muốn sống Giọng nói hung dữ của Tú vang lên. Hứa Bích Hoài vừa nghe nói như thế, sợ tới mức vội vàng kéo Lâm Thanh Diện đi ra bên ngoài, Lâm Thanh Diện đứng bất động tại chỗ, không có ý định rời đi. Cô ấy không dám làm gì đâu." Lâm Thanh Diện cười nói. Hứa Bích Hoài lập tức bối rối, mở miệng nói, "Người ta là chủ nhân ở đây, anh tự ý xông vào nhà dân, người ta muốn làm gì anh thì đã muộn." Tú đi từ bên trong ra, gương mặt hùng hổ, mở miệng nói là người nào. Nhưng mà cô ấy còn chưa nói dứt lời, sau khi nhìn thấy là Lâm Thanh Diện, lập tức ngây ngẩn cả người. Sư, sư tổ, là người sao? Lâm Thanh Diện gật đầu cười, mở miệng nói, đi đi gọi sư phụ của cô ra đây, ta có việc tìm ông ta. Tú cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng vào trong gọi từ tài. Gương mặt hứa bích hoài mơ màng, không ngờ người của thần y từ tài, lại gọi Lâm Thanh Diện là sư tổ đây là có chuyện gì lâm thanh diện cô ấy gọi anh là sư tổ vậy anh không phải sư phụ của từ tài sao hứa bích hoài mở miệng hỏi lâm thanh diện ngại ngùng gãi gãi đầu nói không có không có cô ấy gọi anh là sư tố là bởi vì đánh cờ không lại anh khả năng đánh cờ của từ tài không lợi hại bằng anh anh chỉ chiếm chút tiện nghi của bọn họ ở đó nếu so y thuật vẫn là từ tài lợi hại hứa bích hoài giật mình không ngờ lâm thanh diện lại còn đánh cờ với từ tài cô thật sự nghĩ không ra tại sao lâm thanh diện lại quen biết nhân vật lớn như từ tài này thấy người ta không đuổi bọn họ ra ngoài hứa bích hoài cũng thở dài một hơi không lâu sau tú và từ tài cùng nhau đi ra ngoài hai con mắt của tú không ngừng chuyển trên người hứa bích hoài nhìn đến mức hứa bích hoài cũng có chút ngượng ngùng từ tài nhìn lướt qua hứa bích hoài trên mặt nở một nụ cười xấu xa nói uây đây không phải là có tin vui tới để tôi xem chứ Tên nhóc cậu cũng được lắm, kết hôn lâu như vậy, cuối cùng cũng làm chuyện đó rồi, đến đây, để tôi làm xem, trong bụng này có phải mang thai một đứa nhóc quậy phá hay không? Lâm Thanh Diện lập tức trừng từ tài, nói, ông ít nói nhảm đi, tôi đến đây tìm ông có việc. Hứa Bích Hoài bị nói đến đỏ mặt, nhất thời không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào. Đây là thần y từ tài sao? Sao nhìn có chút không đứng đắn? Từ tài nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức thất vọng nói, thì ra vẫn không lấy được, uổng công tôi vui mừng, nói đi, lần này đến tìm tôi có việc gì. Ông cụ nhà họ hứa ngã bệnh, tôi muốn nhờ ông đến xem một chút, Lâm Thanh Diện mở miệng. Trong lòng hứa Bích Hoài cũng có chút không yên, cảm giác Lâm Thanh Diện nói như vậy, người ta rất có khả năng sẽ không đồng ý. Nhưng mà cô không ngờ, từ tài phất phất tay, gương mặt tùy ý nói, việc nhỏ việc nhỏ, cứ để tôi. Hứa Bích Hoài lập tức cảm kích, nói bích hoài ở đây thay ông nội cảm ơn thần y từ từ tài đánh giá nhìn hứa bích hoài trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa nói với lâm thanh diện tên nhóc cậu phải nắm chặt thời gian đấy cậu không vội nhưng có người vội đấy lâm thanh diện sững sờ không rõ vì sao ông ta lại nói như vậy tu đứng bên cạnh trực tiếp nói ý của sư phụ tôi là chị gái xinh xắn này gần đây có nhu cầu ở phương diện kia anh xem sắc mặt của chị ấy có chút đỏ bất thường chương 119, hứa Bích Huyên bị tát vào mặt. Lâm Thanh Diện lập tức quay đầu nhìn về phía hứa Bích Hoài, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Anh biết hứa Bích Hoài là vì lời nói vừa rồi của từ tài nên mới đỏ mặt, nhưng bình thường hứa Bích Hoài đỏ mặt, cũng như thế này. Xin chỉ giáo, Lâm Thanh Diện hỏi. Cậu nhìn mặt cô ấy, trong hồng nhuận lộ ra một loại xúc động khát vọng phóng, phóng thích, cơ thể cô ấy sợ đã sớm không thể chờ đợi, đáng tiếc vẫn luôn không được đáp ứng, Tú Nghiêm Túc nói. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng rơi một nhịp, chẳng lẽ Hứa Bích Hoài vẫn luôn muốn? Nếu không vì sao mỗi lần Hứa Bích Hoài đỏ mặt đều như vậy? Anh vẫn luôn cho rằng Hứa Bích Hoài đỏ mặt là như vậy, lúc đó anh còn nghĩ dáng vẻ Hứa Bích Hoài đỏ mặt thật xinh đẹp, làm anh có một loại xúc động muốn phạm tội. Thì ra là Hứa Bích Hoài vẫn luôn chịu đựng một mình. Hứa Bích Hoài càng lúng túng, cô không ngờ tú nhìn qua có thể nhìn thấu ý nghĩ của cô sớm biết vậy cô sẽ không đi theo lâm thanh diện đến đây từ tài nhìn tú mở miệng hỏi những thứ này sao con biết ta chưa dạy qua con những thứ này mà trên gương mặt tú lộ vẻ đắc ý người biết cái gì đây là trực giác của phụ nữ chỉ có phụ nữ mới biết lâm thanh diện lập tức không nói gì nữa thì ra đây chỉ là tú nói linh tinh vậy cô biết cô ấy như vậy không phải cũng có nghĩa là cô cũng đã từng như vậy sao nếu không sao cô có thể nói rõ ràng như vậy lâm thanh diện hỏi lại khuôn mặt tú lập tức trở nên đỏ bừng không kém hứa bích hoài bao nhiêu lâm thanh diện lập tức cười ha hả mở miệng nói cô nhìn lại cô đi cô cũng không nhuận như không lẽ bây giờ trong lòng cô cũng nghĩ đến mấy thứ chuyện kia tú lập tức chừng lâm thanh diện một cái vội vàng xoay người đi vào bên trong từ tài bất đắc dĩ cười cười lâm thanh diện có thể cho rằng tú đang nói đùa nhưng mà ông ta biết rõ trong khoảng thời gian mỗi ngày tú đều ghé vào bên tai ông ta nhắc đến lâm thanh diện mặc dù ngoài miệng chẳng qua tú cảm thấy lâm thanh diện quá đáng ghét mỗi ngày đều lầm bầm với ông ta mấy câu nhưng từ tài hiểu tú nhất rõ ràng cô nàng này đã động tâm với lâm thanh diện lâm thanh diện cũng không có ý thức được vấn đề này chỉ là cười nói một câu cô nhóc này cũng nóng nảy ghê còn không cho đùa sao cậu cần tôi xem bệnh lúc nào? Từ tài chuyển chủ đề. Ngày mai đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Từ tài cũng không có ý kiến gì, sau khi hỏi Lâm Thanh Diện địa chỉ, bảo ngày mai nhất định sẽ qua đó. Lâm Thanh Diện cũng không nói thêm gì nữa, dẫn hứa Bích Hoài rời khỏi chỗ đó. Trên đường trở về, gương mặt hứa Bích Hoài vẫn phơn phất hồng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có đặt việc này ở trong lòng, anh chỉ cho rằng là Tú trêu đùa mà thôi. Ngày hôm sau, biệt thự nhà họ hứa. Hai người hứa trai hiệp và hứa bích huyên ngồi giữa phòng khách, không ít họ hàng nhà họ hứa đã đến đây đợi. Anh trai hiệp, anh nói xem Lâm Thanh Diện thật sự có thể tìm thần y từ đến không? Hứa bích huyên hỏi. Hứa trai hiệp đột nhiên cười ha ha, nói cái này em không cần lo lắng. Hôm qua anh đã đi sang bên phía thần y từ nhìn một chuyến, ba cơ hội xem bệnh năm nay của người ta đã dùng hết rồi, hơn nữa anh còn thử đầy cửa đi vào nhìn xem kết quả thiếu chút nữa bị một người đẹp nóng bỏng câm dao đuổi chém anh đi đến chỗ đó người ta cũng không nề mặt loại phế vật như lâm thanh diện đi chỉ sợ bị người ta trực tiếp chém chết anh ta nói có thể mời thần y từ đến chỉ sợ là chém gió thôi không chừng lúc đó lại đưa một người giả dối đến lừa chúng ta hứa bích uyên sau khi nghe xong gật đầu cười nói em đã nói rồi cái loại phế vật như lâm thanh diện sao có khả năng mời được thân y từ được. Ngay lúc hai người đang nghị luận, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi vào trong biệt thự. Mọi người cũng lập tức vây quanh lại. Hứa Bích Huyên nhìn liếc qua Lâm Thanh Diện, âm dương quay khí nói, Lâm Thanh Diện, thân y từ đâu, không phải anh nói mời thần y từ đến sao, sao chỉ thấy hai người vậy. Thần y từ lát nữa sẽ đến, Lâm Thanh Diện nói. Mọi người cũng không tin lời nói của Lâm Thanh Diện, cảm thấy anh cũng chỉ là đang khoác lác thôi. Tôi phát hiện anh thật đúng là một nhân tài chém gió, thần y từ người ta mỗi năm chỉ xem bệnh ba lần, bây giờ ba cơ hội kia sớm đã dùng hết rồi, anh cho rằng anh là ai, thần y từ sẽ phá lệ vì anh. Ha ha, anh ta cũng chỉ là đang nằm mơ thôi, nếu như thần y từ chịu ra mặt vì loại người như anh ta, mặt trời sẽ mọc đằng tây. Không chừng anh ta đã tìm một người giả mạo đấy. Hứa trai hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói lâm thanh diện nếu như anh không mời được thần y từ cứ nói thẳng là được không cần phải lãng phí thời gian của mọi người ở đây dù thế nào anh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa thôi nhìn dáng vẻ của cậu là không muốn chữa bệnh cho ông nội đúng không hứa trai hiệp có phải cậu ước gì thần y từ không đến được không lâm thanh diện cười hỏi sắc mặt hứa trai hiệp lập tức trở nên khó coi lạnh lùng nói anh đừng có mà nói bậy ở đây đương nhiên tôi hy vọng nhất là bệnh của ông nội tốt lên. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười, không nói gì khác. Hừ, anh chắc chắn là bịa chuyên, hôm nay chúng tôi đợi ở đây với anh một ngày, nếu hôm nay thần y từ không xuất hiện, thì anh đợi bị đuổi ra khỏi nhà họ hứa đi. Hứa trai hiệp nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài không thèm đáp lại anh ta, mà tìm một nơi ngôi đợi. Qua khoảng một tiếng, chung cửa biệt thự vang lên, hứa bích hoài lập tức chạy tới, mở cửa ra phát hiện là hai người tú và từ tài thần y từ đến rồi hứa bích hoài mở miệng hô một câu mọi người trong phòng khách cũng lập tức đứng dậy ngóng nhìn ra ngoài cửa bọn họ cũng không ngờ lâm thanh diện thật sự mời từ tài đến hai người từ tài và tú đi vào trong biệt thự trên người hai người đều có một loại ngạo khí người thường không có được cách người ngàn dặm hoàn toàn khác so với dáng vẻ hôm qua hứa bích hoài nhìn thấy Hứa Bích Hoài quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ có lẽ hai người chỉ có ở trước mặt Lâm Thanh Diện mới trở nên bình dị gần gũi như thế. Nhưng mà đến cùng Lâm Thanh Diện làm thế nào được như thế? Hứa Bích Uyên và Hứa Trai Hiệp sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Bích Hoài cũng vội vàng đi đến, nhìn thấy bên ngoài thế mà thật sự có người đi vào, trong lòng hãng một nhịp. Hứa Trai Hiệp nhìn thấy tú, lập tức hít vào một hơi, người ngày hôm qua thiếu chút nữa cầm dao đuổi theo chém anh ta đúng là tú vậy lão đầu bên cạnh cô ấy đúng là từ tài rồi anh ta quay đầu nhìn lâm thanh diện nghĩ lâm thanh diện đến cùng là dùng biện pháp gì mới có thể mời được từ tài đến hôm nay lúc anh ta đến còn thiếu chút nữa bị chém gương mặt hứa bích uyên lại hoài nghi nhìn từ tài và tú trong lòng cô ta vẫn cảm thấy hai người là người giả mạo lâm thanh diện tìm đến mà ở đây có không ít người biết từ tài trông như thế nào sau khi nhìn thấy từ tài lập tức trở nên cung kính thần y từ, ngài chịu đại giá quang lâm, là vinh hạnh của nhà họ hứa. Đúng thế, nhanh châm trà cho thân y từ. Thần y nhanh vào trong đi. Mọi người đều bước lên, muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho từ tài, sau này lúc có chuyện cần, cũng có thể dễ nói chuyện với từ tài. Dù sao bất luận là năm tháng nào, bất luận là ai, cũng sẽ không kết thù với thầy thuốc. Hứa Bích Uyên thấy mọi người đều nghênh đón, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường cô ta nhìn qua tú và từ tài thầm nói hai người kia có chỗ nào giống thần y chứ không chừng là người lâm thanh diện mời đến để lừa gạt mấy người cũng đừng để anh ta trêu đùa mọi người nghe thấy lời nói của hứa bích uyên vẻ mặt đều thay đổi đây là từ tài thật sao có thể là lừa đảo hứa trai hiệp cũng nhíu mày lúc ấy anh ta chỉ nói đùa với hứa bích uyên không ngờ hứa bích uyên lại tưởng thật thật là ngu đến nóc rồi tú nghe thấy lời của hứa bích uyên lúc này cô lập tức chừng hứa bích uyên một cái sau đó bước dài đến trước mặt hứa bích uyên tát một cái lên mặt cô ta bốp hứa bích uyên lập tức sừng người ai mà ngờ được một cô gái tuổi còn nhỏ hơn cô ra tay lại mạnh mẽ vang dội như vậy không chút ướt át lê thê cô làm cái gì cô biết tôi là ai không cô dám đánh tôi anh trai hiệp anh nhanh đuổi nó đi đi hứa bích uyên giận dữ hét lên hừ dám nói sư phụ tôi là lừa đảo đây là thái độ mời người xem bệnh của nhà họ hứa sao? Tú hử lạnh một tiếng. Gương mặt hứa trai hiệp xấu hổ, đi nhanh chóng đi đến trước mặt hứa Bích Uyên, nháy mắt ra hiệu với cô ta, sau đó quay đầu về phía Tú Tú, gương mặt ấy náy nói, thật ngại quá, người em họ này của tôi chưa trải sự đời, hy vọng thần y từ không nên tức giận, tôi thay em ấy xin lỗi hai vị. Hứa Bích Uyên sững sờ, hứa trai hiệp sao lại cung kính với hai người kia như vậy, cô gái này vừa mới cho cô ta một cái tát đây anh trai hiệp sao anh phải công kính với hai người họ như vậy bọn họ là hai tên lừa đảo hứa bích uyên tiếp tục nói lúc này mấy người họ hàng nhà họ hứa cũng không nhìn được được nữa thậm chí muốn phủi sạch quan hệ với hứa bích uyên đều bước lên của trách hứa bích uyên bích uyên sao cô có thể bất kính với thần y từ và đồ đệ của ông ấy như vậy người ta là đến xem bệnh cho ông cụ chọc giận người ta cô gánh nổi sao nhanh xin lỗi thân y từ đi cô thật sự quá lỗ mãng rồi bích uyên à bích uyên nếu như bệnh của ông cụ không tốt lên vậy trách nhiệm là của cô rồi hứa bích uyên không ngờ mọi người lại cùng nhau của trách cô ta mặt lập tức uất ức nhưng không ai làm chỗ dựa cho cô cô cũng không dám nói gì hứa bích hoài nhìn thấy hứa bích uyên uất ức trong lòng có chút hả giận bình thường cô cảm thấy hứa bích uyên là em gái mình cho nên không làm gì cô ta nhưng mà tú lại không để cô ta vào mắt cô ấy là đồ đệ của từ tài đương nhiên có sự cao ngạo không phải lại loại tiểu thư gia tộc hạng hai như hứa bích uyên có thể bị được lâm thanh diện đi đến trước mặt từ tài nói với ông ta theo tôi lên lầu từ tài gật nhẹ đầu cùng với tú đi lên lầu mấy người nhà họ hứa cũng vội vàng đi vào theo hứa bích uyên ôm lấy mặt mình tức giận không có chỗ phát chỉ có thể nuốt vào trong bụng cùng đi lên lầu đi vào trong phòng hứa mạn tranh bác sĩ đang kiểm tra cho hứa mạn tranh hứa trai hiệp vội vàng đi đến nói ông nội thần y từ đến rồi ông được cứu rồi hứa mạn tranh nghe thấy lời nói của hứa trai hiệp lập tức từ trên giường ngồi dậy người xung quanh cũng sợ hãi kêu một tiếng không ngờ hứa mạn tranh đã bệnh thành như vậy rồi còn có thể lập tức ngồi dậy hứa mạn tranh quay đầu nhìn sang sau khi nhìn thấy từ tài run rẩy nói thần y từ ông có thể đến xem bệnh cho tôi, là vinh hạnh của nhà họ hứa. Từ tài chắp tay với hứa mạn tranh, mở miệng nói, nể mặt Lâm Thanh Diện thôi. Mọi người đều có chút giật mình nhìn Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện có mặt mũi lớn như vậy, từ tài là nể mặt anh mới đến. Hứa mạn tranh cũng không ngờ Lâm Thanh Diện thật sự có thể mời được từ tài, nhưng mà lúc này ông cũng không có tâm trạng nghĩ những chuyện này, chuyện cấp bách lúc này là chữa bệnh cho tốt. Thần y từ, vậy làm phiền ông, lần này chữa khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ dùng số tiền lớn để tạ ơn, hy vọng thần y từ có thể thần thông, toàn lực trị bệnh. Gương mặt hứa mạn tranh vô cùng thành khẩn nói. Từ tài vẫn không nói gì, Tú đứng bên cạnh đột nhiên nói một câu, gì, sì, sư phụ, con thấy chúng ta không nên trị bệnh cho người này, người nhà họ hứa này ngạo mạn như thế, còn nói chúng ta là lừa đảo, ông ta cũng không sợ chúng ta chữa chết sao. Hứa mạn tranh nghe thấy lời nói của Tú, lập tức sướng sờ, Hỏi lại, cô gái này, không biết cô đây là... Hứa trai hiệp lập tức bước đến, mở miệng nói, ông nội, vừa rồi là Bích Uyên vô ý đụng phải hai vị. Sắc mặt hứa Bích Uyên lập tức thay đổi, nếu như từ tài bởi vì cô ta mà không chữa bệnh cho hứa mạn tranh, vậy cô ta sẽ thành tội nhân của nhà họ hứa mất. Hừ, đó gọi là vô ý đụng phải sao, tôi thấy chính là nhà họ hứa mấy người không có thành ý, hơn nữa ngay cả xin lỗi cũng không có. Tú lạnh lùng nói hứa mạn tranh lập tức hừ lạnh một tiếng nói cái đồ nghiệp chướng này còn không xin lỗi ông nội con biết sai rồi xin ông tha thứ cho con hứa bích uyên xin lỗi hứa mạn tranh hứa mạn tranh tức đến sắp ngất cắn răng nói ta bảo con xin lỗi ta sao ta bảo con xin lỗi thần y từ và cô gái này cái thứ không biết hối cải này quỳ xuống xin lỗi với thần y từ đi chương một trăm hai mươi quỳ xuống xin lỗi mọi người đều lạnh mặt nhìn hứa bích uyên lúc này nếu ai dám nói giúp cô ta chính là tự chuốc khổ vào người hứa trai hiệp liếc nhìn hứa bích uyên một cái nói bích uyên nghe ông nội đi quỳ xuống xin lỗi thần y từ và cô gái này bệnh của ông nội quan trọng nhất gương mặt hứa bích uyên vô cùng không tình nguyện nhìn tú cô gái này trông còn vẻ còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi để cô ta quỳ xuống xin lỗi trong lòng cô ta đương nhiên không thể tiếp nhận được lâm thanh diện và hứa bích hoài đều cười nhìn hứa bích uyên hứa bích uyên trước nay vẫn vô pháp vô thiên cuối cùng cũng đụng phải khắc tinh nhà họ hứa cũng thật không có thành ý sư phụ chúng ta đi thôi tu thấy hứa bích uyên không làm gì nói hứa mạn tranh lập tức nóng nảy giận dữ hét lên với hứa bích uyên hứa bích uyên hôm nay nếu con không quỳ xuống xin lỗi ta lập tức đuổi con ra khỏi nhà họ hứa lúc này hứa bích uyên mới không tình nguyện đi tới trước mặt tú và từ tài trước mặt cơ thể chậm rãi quỳ xuống thật thật xin lỗi hứa bích uyên dùng âm thanh như mũi nói cô là mũi sao bình thường cô nói chuyện cũng như vậy sao hay là cô để dây thanh quản ở nhà rồi tú trực tiếp mở miệng đáp hai câu không ít người ở đây đều cười lên hứa bích uyên xấu hổ nâng cao âm lượng cao giọng nói thực xin lỗi trong lòng cô ta quy những cái này về thành trách nhiệm của Lâm Thanh Diện, nghĩ sau này có cơ hội, nhất định phải trả thù lại một lần. Cô gái, không biết cô có vừa ý với sự xin lỗi này không? Nếu như không vừa ý, tôi sẽ bắt nó tiếp tục xin lỗi cô, hứa mãn tranh cười làm lành nhìn Tú. Tú nhếch môi, mở miệng nói, miễn cưỡng thông qua đi. Từ tài cười cười, nói trẻ con không hiểu chuyện, để mọi người chê cười rồi, Tú, đừng làm loạn trong lòng hứa trai hiệp cũng không biết nói gì nếu ông đã cảm thấy cô ta làm loạn sao ngay lúc đó không ngăn lại hứa mạn tranh xấu hổ cười cười với từ tài cũng không biết nên nói gì ông nhanh nằm xuống đi tôi xem cho ông một cái từ tài nhìn hứa mạn tranh nói một câu hứa mạn tranh lập tức ngoan ngoãn nằm xuống từ tài bước lên lấy ít dụng cụ bắt đầu xem bệnh cho hứa mạn tranh bác sĩ kia cũng đã nghe qua danh tiếng của từ tài nhưng mà anh ta là Tây Y, mà từ tài là Trung Y, anh ta vẫn cảm thấy Tây Y cũng không có khả năng chữa khỏi bệnh, thì Trung Y khẳng định trị không hết. Cho nên anh ta muốn nhìn xem từ tài chữa bệnh cho hứa mạn tranh thế nào. Từ tài mân mê bên giường hứa mạn tranh nửa tiếng, tất cả người của nhà họ hứa đều nín thở ngưng thần, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc đó hứa bích huyên vốn muốn đứng dậy, nhưng mà từ tài nói một câu tất cả mọi người yên tĩnh, Hứa Bích Huyên sợ đến mức không dám đứng dậy, sợ làm ầm ồn đến Từ Tài. Cho nên cô ta vẫn quỳ trên đất như vậy, quỳ đến tê chân, cũng không dám nói gì. Lâm Thanh Diện thấy Hứa Bích Uyên quỳ như vậy, đẩy Hứa Bích Hoài đến trước mặt Hứa Bích Uyên, như vậy giống như là Hứa Bích Uyên dập đầu với Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Uyên cắn môi, gương mặt đoán hận nhìn Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài cảm thấy cô ta là bị trừng phạt là đúng tội, cho nên cũng không chút thương cảm một lúc sau từ tài dừng động tác trên tay lại mở miệng nói bệnh tình trên cơ bản đã rõ tôi sẽ cho ông một đơn thuốc ông bốc thuốc theo đơn này uống khoảng nửa tháng bệnh tình căn bản sẽ khỏi hứa mạn tranh nghe thấy lời nói của từ tài trong lòng không khỏi thở dài một hơi vội vàng nói thân y từ quả nhiên là y thuật thần thông cục xương già như tôi nếu không có y thuật của thần y từ chỉ sợ một thời gian nữa phải nằm xuống rồi từ tài chỉ cười cười cũng không nói gì bác sĩ bên cạnh nhìn đến ngây người lúc anh ta nhìn từ tài chữa bệnh cũng cảm thấy rung động bây giờ thấy từ tài trực tiếp chữa khỏi cho hứa mạn tranh trong lòng vô cùng kinh ngạc thần y từ ông có thể chỉ cho tôi xem vừa rồi ông trị bệnh thế nào không bác sĩ mở miệng hỏi từ tài cười cười nhìn bác sĩ mở miệng nói ngại quá y thuật cả đời của tôi chỉ truyền lại cho một mình tú tú lập tức lộ ra vẻ đắc ý nhưng lúc nhìn đến lâm thanh diện lập tức quéo lại mọi người đều vô cùng hâm mộ nhìn Tú, trong lòng lại nghĩ phải làm sao mới có thể có quan hệ với vị truyền nhân của thần y này. Được rồi, bệnh đã xem xong, chúng tôi cũng không ở lại đây lâu nữa, từ tài đứng dậy, nói với hứa mạn tranh một câu. Sư phụ, ông ta còn chưa trả thù lao cho chúng ta, Tú mở miệng nói. Hứa mạn tranh lập tức vỗ đầu một cái, nói, xem chi nhớ của tôi này, trai hiệp, con nhanh đi lấy bình hoa thời minh kia ra, đưa cho thần y từ xem như là thù lao hứa trai hiệp lập tức gật đầu đi lấy bình hoa hứa bích uyên biết hứa mạn tranh là nói đến lễ vật mà nhà họ lâm đưa đến kia cô ta vẫn luôn cảm thấy mấy thứ đồ cổ kia là của cô ta bây giờ hứa mạn tranh lại muốn lấy đồ nhà họ lâm tặng trả thù lao cho từ tài trong lòng cô ta đương nhiên không muốn ông nội những thứ đồ cổ đấy là của con ông cũng không thể tùy tiện lấy tặng người ta như vậy chứ hứa bích uyên nói hứa mạn tranh lập tức lườm cô ta một cái, nói của con. Ai nói là của con, đây là quà người ta đưa cho ta, người tặng lễ chỉ sợ cũng không nói những món đồ cổ kia là tặng cho con đâu. Hứa Bích Uyên, biểu hiện gần đây của con thật sự làm ta quá thất vọng, thời gian này con ở nhà cho ta, để cha mẹ dạy dỗ lại cho tốt, đến cùng là phải dối nhân xử thể thế nào. Hứa Mạn Tranh lần này là thật sự giận hứa Bích Uyên, biểu hiện hôm nay của hứa Bích Uyên quả thật làm ông ta thất vọng, cho nên ông ta cũng không khách khí với hứa Bích Uyên nữa. Mặc dù mọi người cũng suy đoán, nhà họ Lâm là đến vì hứa Bích Uyên, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, ai mà biết được nhà họ Lâm nhìn chúng cô gái nào của nhà họ hứa chứ. Ông ta làm chủ của một nhà, cũng không cần vì một suy đoán mà luôn luôn nhường nhịn hứa Bích Uyên. Gương mặt hứa Bích Uyên ngập tràn oán hận, trong lòng lại nghĩ, đợi đến lúc người nhà họ Lâm đến đón cô ta, cô ta sẽ làm những người chê cười hôm nay đẹp mặt, từ Tài cũng không khách khí, trước khi tới, Lâm Thanh Diện đã nói với ông, không cần phải khách khí với người nhà họ Hứa, cho nên ông bảo Tú cầm bình hoa cổ của Hứa Mạn Tranh đi. Sau khi Từ Tài và Tú rời đi, Hứa Mạn Tranh cần nghỉ ngơi, để cho mọi người giải tán, không chút đề cập đến chuyện lần nay Lâm Thanh Diện mời được Từ Tài đến. Lâm Thanh Diện cũng không có để ý, anh làm được chuyện mình đã nói, Hứa Mạn Tranh cũng không có lý do gì đuổi anh ta và Hứa Bích Hoài ra ngoài. Lúc ra khỏi biệt thự, hứa cha hiệp cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diện, nói, Lâm Thanh Diện, đừng tưởng rằng lần này anh may mắn, mời được thần y từ đến, anh và hứa Bích Hoài sẽ bình an vô sự. Nói cho anh biết, nhà họ hứa bây giờ có thể nói là cục diện dối rắm lúc này anh để hứa Bích Hoài làm giám đốc, không thể nghi ngờ là đẩy chị ta vào hố lửa, đến lúc đó không xử lý được dối rắm này, mấy người vẫn phải cút ra khỏi nhà họ hứa. Lâm Thanh Diện chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm dẫn hứa Bích Hoài ra khỏi biệt thự nhà họ hứa. Trên đường hứa Bích Hoài cũng có chút ít nghi hoặc, Lâm Thanh Diện biết tập đoàn Thiên Dương đã dừng hợp tác với nhà họ hứa, nhà họ hứa vì chuyện này mà đại thương nguyên khí, lúc đó cho dù giám đốc có lợi hại đến mấy, cũng không thể lôi nhà họ hứa ra khỏi phiên toái này được, trừ phi hạng mục tiếp tục. Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ không hại hứa Bích Hoài, nhưng là cô không rõ tại sao Lâm Thanh Diện làm như vậy. Lâm Thanh Diện không có hợp tác với tập đoàn Thiên Dương, cho dù em được làm giám đốc, chờ đợi em cũng chỉ là phiền phức vô cùng vô tận, tại sao anh lại yêu cầu ông nội giao vị trí giám đốc cho em?" Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, "Hạng mục của tập đoàn Thiên Dương và nhà họ Hứa chỉ là tạm thời dừng lại mà thôi, đến lúc em làm giám đốc, tập đoàn Thiên Dương sẽ tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa." Hứa Bích Hoài sững sờ, không biết Lâm Thanh Diện vì sao khẳng định như vậy, giống như là mọi thứ đều đang bị anh thao túng sao anh lại khẳng định như vậy? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói anh có bạn bè ở tập đoàn Thiên Dương. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc em làm giám đốc rồi. Người nhà họ hứa muốn ức hiếp em, cũng phải nghĩ cho kỹ rồi. Hai ngày sau, thân xác hứa mạn tranh khá hơn một chút, lần nữa triệu tập người nhà họ hứa đến biệt thự họp. Lần này bệnh của tôi có thể tốt lên, là nhờ Lâm Thanh Diện, nhưng mà Lâm Thanh Diện có thể mời được thân y từ đến, có thể cũng chỉ là may mắn cậu đừng cảm thấy bản thân mình lợi hại dựa theo ước định từ hôm nay trở đi giám đốc công ty sẽ do bích hoài đảm nhiệm sau này bích hoài có nói gì mấy người đều phải nghe rõ chưa hứa mạn tranh nói ông cụ để chúng tôi nghe lời một vãn bối như vậy chỉ sợ không hợp lý lắm lúc này có người phản bác hứa mạn tranh lập tức liếc anh ta một cái mở miệng nói a à, vậy không bằng cậu lên làm giám đốc đi tập đoàn Thiên Dương đã từng ném cành ô liu ra cho cậu chưa? Người kia lập tức không nói lời nào, anh ta đang làm một chức nhàn tản trong công ty nhà họ hứa, căn bản không biết gì, chỉ tham gia náo nhiệt mà thôi. Ông nội để hứa Bích Hoài làm giám đốc, cũng là một quyết định sáng suốt, bây giờ tập đoàn Thiên Dương ngưng hẳn hợp tác với chúng ta, công ty như là một cục len dối, đúng lúc cần một người ưu tú như hứa Bích Hoài đến giải quyết phiền phức. Hứa trai hiệp cười lạnh nói một câu mọi người đều kịp phản ứng lại, tất cả đều phụ họa. Đúng thế, bây giờ công ty đang lúc sinh tử tồn vong, hứa bích hoài, cô nhất định phải cứu công ty trở lại, nếu không, cô chính là tội nhân của công ty. Hứa bích hoài, đến lúc cô ra sức vì công ty rồi, nếu như cô không có khả năng giúp đỡ công ty vượt qua nguy cơ lần này, vậy là đã cô phụ sự hiểu biết và kỳ vọng của ông nội với cô rồi. Hứa trai hiệp thấy mọi người cũng bắt đầu ôn ào, cười lạnh, nghĩ thâm, hứa bích hoài, Lần này công ty đụng phải phiền phức, không phải một người phụ nữ như cô có thể gánh được, đến lúc đó xem cô có thoải mái không." Hứa Bích Hoài như không thấy sự châm chọc của những người kia, bước lên một bước nói, "Ông nội, Bích Hoài nhất định sẽ thay ông quản lý tốt công ty. Quay lại con sẽ thử một chút, xem có thể vãn hồi lại hợp tác với tập đoàn Thiên Dương không." Mọi người đều cười lạnh, cảm thấy Hứa Bích Hoài như là người xỉ nói mộng. Đúng lúc đó, cửa biệt thự bị đẩy ra, Hướng vấn thiên một thân Tây Trang đi vào, bên cạnh ông ta còn có một thư ý xinh đẹp điều điều. Không cần thử, tập đoàn Thiên Dương chúng tôi đồng ý tiếp tục hợp tác với nhà họ hứa. Audio điện tử Võ Tấn Bền, chương 121, sang tên biệt thự cho tôi. Tất cả mọi người nhà họ hứa đều chưa từng gặp hướng vấn thiên, cho nên lúc nhìn thấy hướng vấn thiên trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Người kia là ai vậy? anh ta dám nói tập đoàn Thiên Dương nguyện ý tiếp tục hợp tác với nhà họ hứa, chẳng lẽ là người của tập đoàn Thiên Dương? Đừng đùa, người của tập đoàn Thiên Dương sao có thể đến chỗ này của chúng ta, không chừng là hứa bích hoài mời. Người đến diễn đấy, nhưng nhìn rất thật, người diễn viên này rất lợi hại đấy, khí thế trên người anh ta, làm tôi cảm giác anh ta là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương đấy. Mấy người nhà họ hứa không biết hướng vấn tiên, nhưng hứa mạn tranh và hứa trai hiệp lại biết rõ sau khi nhìn thấy hướng vân thiên đi vào, hứa mãn tranh đang dưỡng bệnh lập tức đứng lên, hứa tranh hiệp cũng vội vàng bước lên một bước, nhớ là những thứ hướng vấn thiên nói ngày đó, anh ta có chút trột dạ. hứa bích hoài cũng không biết hướng vấn thiên, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. mặc dù lâm thanh diện nói với cô, chỉ cần cô ngồi lên vị trí giám đốc tập đoàn thiên dương sẽ khôi phục hợp tác với nhà họ hứa, nhưng cô không ngờ, cô vừa mới lên làm giám đốc, người của tập đoàn thiên dương đã tới rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ của người nọ có vẻ là cấp cao của tập đoàn thiên dương nếu như đây là lâm thanh diện gọi tới như vậy lâm thanh diện cũng thật lợi hại hứa bích hoài quay đầu nhìn lâm thanh diện phát hiện lâm thanh diện nở một nụ cười trêu chọc cô giống như là mọi thứ đều ở trong bàn tay anh có mấy người họ hàng nhà họ hứa không biết hướng vấn thiên đi đến lập tức chào phúng anh là diễn viên hứa bích hoài mời đến sao cũng rất thật lại còn cả thư ký hứa bích hoài cho mấy người không ít tiền đi hứa bích hoài cô thật sự xem bọn tôi là ngốc sao tập đoàn thiên dương người ta bao nhiêu công việc sao có thể chủ động đến khôi phục hợp tác được cô lại lấy cái này ra căn bản không chút ý nghĩa nói đúng lắm sao mà cô vừa lên chức giám đốc người ta đã đến tìm chúng ta tiếp tục hợp tác rồi cô nghĩ mình là ai chứ ông cụ tôi thấy hứa bích hoài căn bản không thích hợp làm giám đốc chỉ biết lấy mấy thứ lè loẹt này ra sau khi hứa mạn tranh và hứa trai hiệp nghe mấy người họ hàng châm trích như thế, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Hứa trai hiệp là tiểu bối, khó có thể nói được cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương nhìn những người kia, hy vọng hứa mạn tranh đừng quá tức giận. Hứa mạn tranh thì lại trực tiếp trời ầm lên, con mẹ nó mấy người cút ra ngoài cho tôi. Người đó chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, đâu đến phiên mấy người chỉ trỏ. Mấy người các người sau này đừng mơ lấy được một phần lợi nhuận nào của công ty, Bây giờ cút hết ra ngoài cho tôi. Mấy người kia nghe thấy Hứa Mạn Tranh nói như vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, bọn họ đâu biết được đây đúng là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương chứ, lần này đúng là đâm vào họa lớn. Gương mặt mấy người đều vô cùng hối hận, lộ ra ánh mắt cầu khẩn với Hứa Mạn Tranh. Hứa Mạn Tranh thấy bọn họ vẫn đứng ở đây, lập tức cầm mấy chén nước trên bàn ném tới. Mấy người thấy thế, biết bọn họ còn không đi, chỉ sợ hứa mạn tranh sẽ tức đến phát bệnh lần nữa, cho nên vội vàng đi ra ngoài. hứa trai hiệp lắc đầu, thầm nghĩ mấy người này sau này ở nhà họ hứa, chỉ sợ là không còn cơ hội lộ diện nữa rồi. mấy người còn lại vốn cũng còn chút hoài nghi, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của hứa mạn tranh lập tức hiểu được người vừa đi vào này đúng là chủ tịch tập đoàn thiên dương. mọi người đều lộ ra ánh mắt không thể tin được không ngờ chủ tịch tập đoàn Thiên Dương lúc này lại đến cửa tự mình nói muốn khôi phục hợp tác. Chẳng lẽ là vì hứa Bích Hoài sao? Lập tức có không ít người suy đoán quan hệ giữa hứa Bích Hoài và hướng Vấn Thiên, với trí tưởng tượng của bọn họ, rất nhanh cảm thấy, chỉ sợ là hứa Bích Hoài cắm sừng lâm thanh diện rồi. Nếu không sao chủ tịch tập đoàn Thiên Dương người ta lại có thể tự mình đến cửa nói chuyện hợp tác. Nghĩ như vậy, trong lòng mọi người mới thăng bằng một chút, mọi người quăng cho Lâm Thanh Diện ánh mắt đồng tình. Euro ó người luôn cần phải tìm đủ loại lý do để che giấu khủng hoảng trong lòng mình, bọn họ không chịu thừa nhận sự vĩ đại của người khác, nên dùng sự chửi bởi ác ý thể hiện sự ghen tuông trong lòng. Hứa mạn tranh run run dày dày đi về phía hướng vấn thiên, mở miệng nói, chủ tịch, vừa rồi những người kia không biết lễ nghĩa, xúc phạm đến ngài, hy vọng ngài không để ý. Hướng vấn thiên cười cười, mở miệng nói, không sao, trên người ông có bệnh, vẫn là mau ngồi xuống đi hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn thông báo một chút, chúng tôi nguyện ý tiếp tục hợp tác với nhà họ hứa. Hứa Mạn Tranh lập tức gật đầu, nói chủ tịch có thể tiếp tục hợp tác với nhà họ hứa chúng tôi, là đề cao chúng tôi, thật sự làm hứa mỗ cảm kích. Hướng vấn thiên cười cười, tiếp tục nói, nhưng mà tôi vẫn muốn nói một chút nguyên nhân chúng tôi tiếp tục hợp tác với mấy người. Là do ông cụ thông minh sáng suốt để hứa Bích Hoài làm giám đốc, Tôi hy vọng sau này hứa Bích Hoài có thể nắm giữ nhiều quyền lợi hơn trong tay, như vậy chúng ta mới hợp tác càng sâu hơn. Hứa Mạn Tranh lập tức gật đầu, nói, Chủ tịch yên tâm, bây giờ Bích Hoài làm giám đốc, sau này tôi sẽ từ từ chuyển giao lại cho con bé. Hứa Cha hiệp cách đó không xa cắn răng, những lời này của hứa Mạn Tranh như là muốn giao nhà họ hứa cho hứa Bích Hoài. Nhưng mà trước mặt hướng Vân Thiên, anh ta lại không dám nói gì. Mặt khác, để tránh cho người nhà mấy người nghĩ nhiều, tôi cũng giải thích với mấy người một chút, nguyên nhân tôi coi trọng hứa bích hoài. Hướng vấn thiên nói một câu, sau đó để cho thư ký của mình, nói lại một, lần những công trạng của hứa bích hoài trong thời gian tiếp quản hạng mục này. Nhưng công trạng này đặt ở công ty nào đều có thể nói vô cùng đặc sắc. Mấy người nhà họ hứa mặc dù ở trong công ty chơi bời lêu lồng, nhưng công trạng tốt xấu thế nào bọn họ vẫn nhìn ra được, hơn nữa sau khi hứa bích hoài quản lý hạng mục, sự phát triển của nhà họ hứa rõ ràng khá hơn nhiều, chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận thôi. Bây giờ hướng vấn thiên trực tiếp cầm công trạng thật cho bọn họ xem, để bọn họ công nhận sự vĩ đại của hứa Bích Hoài. Gương mặt những người lúc ấy vô căn cứ hoài nghi hứa Bích Hoài thông qua thủ đoạn nào đó mới có thể làm tập đoàn Thiên Dương tiếp tục hợp tác tràn đầy xấu hổ. Đây không thể nghi ngờ là đánh thẳng vào mặt bọn họ, hơn nữa Trần Trụi nói với bọn họ rằng, ngoại trừ vụ oan người khác, bọn họ không biết gì cả. Hứa Bích Hoài thấy hướng vấn tiên làm như vậy, trong lòng cũng thấy cảm động, như vậy sẽ không còn ai hắt nước bẩn sau lưng cô nữa. Cho dù một số người vẫn không chịu thừa nhận hứa Bích Hoài dựa vào thực lực mà ngồi lên vị trí giám đốc, nhưng không thể không thừa nhận hứa Bích Hoài làm được nhiều hơn bọn họ. Mà sở dĩ hướng vấn tiên làm như vậy, đương nhiên là sợ lâm thanh diện vì người khác nói bậy hứa Bích Hoài mà xử lý ông ta, ông ta cũng không muốn hứng lửa giận của sát thân lâm thanh diện này sau khi giải thích mọi thứ rõ ràng hướng vấn thiên dẫn thư ký rời đi tất cả mọi người ở nhà họ hứa đều không biết có tư vị gì nhất là hứa trai hiệp anh ta vốn cho rằng cho dù là hứa bích hoài làm giám đốc cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta hơn nữa không có hợp tác tập đoàn thiên dương nhà họ hứa là một cục diện rối rắm chỉ là phiền toái với hứa bích hoài nhưng anh ta không ngờ hứa bích hoài vừa ngồi lên ghế giám đốc tập đoàn thiên dương lại khôi phục hợp tác hơn nữa Hứa Mạn Tranh cũng hứa hẹn sẽ cho Hứa Bích Hoài càng nhiều quyền lợi. Cứ như vậy, địa vị của Hứa Bích Hoài ở nhà họ Hứa sẽ lên rất cao, cho dù anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Hứa, nhưng mà Hứa Mạn Tranh chưa chết, vậy thì địa vị của anh ta ở nhà họ Hứa sẽ thấp hơn Hứa Bích Hoài một bậc. Gương mặt anh ta ngập tràn oán hận nhìn Hứa Bích Hoài, không biết vì sao, anh ta đối nghịch với Hứa Bích Hoài lâu như vậy, không những không đuổi được Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà họ Hứa, mà địa vị của Hứa Bích Hoài lại ngày càng cao lên. Chờ đó cho tôi, ông đây là người thừa kế nhà họ Hứa, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ đạp cô dưới chân. Sau khi Hứa Bích Hoài lên làm giám đốc, nhà họ Hứa vốn đang hỏng bét cũng ổn định trở lại. Hứa Mạn Tranh cũng không nhắc lại muốn thu hồi xe và biệt thự, trong đó vui vẻ nhất là Tống Huyền Khanh. Chỉ là nhà họ Hứa đã hết phiền phức, Tống Huyền Khanh lại rảnh rỗi tìm Lâm Thanh Diện làm phiền sau chuyện lần này tống huyền khanh càng ý thức được nếu như biệt thự không ghi tên hứa bích hoài vậy bọn họ cũng rất yếu thế lâm thanh diện thậm chí còn dám đối nghịch với hứa mạn tranh cũng bởi vì biệt thự viết tên anh một ngày nào đó lâm thanh diện không vui cho dù là đuổi bọn họ ra ngoài bọn họ cũng không thể nói gì cho nên điều này làm cho tống huyền khanh vô cùng muốn lâm thanh diện sang tên biệt thự cho hứa bích hoài hôm nay lâm thanh diện đưa hứa bích hoài đi làm khi trở về nhìn thấy tống huyền khanh đang ngồi trong phòng khác thấy anh trở về cặp mắt lập tức như hồ ly hoàn toàn lộ ra lâm thanh diện cậu tới đây một chút tống huyền khanh mở miệng lâm thanh diện đi về phía tống huyền khanh có chút nghi ngờ nhìn bà mở miệng làm sao vậy mẹ tống huyền khanh cười cười mở miệng nói cậu ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút lâm thanh diện ngồi xuống đối diện tống huyền khanh là như vậy Kỳ thật hai đứa không nói, tôi cũng biết, thời gian này, cậu vẫn luôn ngủ trên giường bích hoài, tôi nói không sai chứ. Tống huyền khanh mở miệng. Lâm thanh diện sướng sờ, không hiểu sao tống huyền khanh lại nhắc đến chuyện này, mà làm anh không ngờ nhất là, tống huyền khanh buổi tối còn lén nhìn bọn họ. Lúc bọn họ ngủ, cũng không khóa cửa, nhưng di xem ra, tống huyền khanh có thể biết chuyện này, nhất định là thừa dịp bọn họ ngủ, lén nhìn bọn họ điều này làm Lâm Thanh Diện cảm thấy xe tô chút ghét bỏ, không ngờ Tống Huyền Khanh lại làm loại chuyện này. Bà có ý gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Ý của tôi rất đơn giản, Bích Hoài là con gái của tôi, cậu ngủ cùng giường với nó chính là chiếm tiện nghị, tiện nghị này không thể chiếm không thế được. Tống Huyền Khanh mở miệng. Lâm Thanh Diện không nói gì, mở miệng nói tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp, vốn là nên ngủ cùng một giường. Cậu thối lắm, bây giờ con gái của tôi đã trở thành giám đốc công ty rồi cậu có tư cách gì làm vợ chồng với nó lâm thanh diện cậu đừng không biết phải trái nếu như không có con gái tôi cậu đã sớm bị ông cụ đuổi khỏi nhà họ hứa rồi mặc dù tôi không biết cậu lấy tiền ở đâu mua biệt thực nhưng một người không xứng với con gái tôi như cậu lại ngủ giường với con gái tôi cậu nên bù đắp cho con bé cũng đáng thôi cho nên tôi muốn cậu tìm một lúc nào đó đi sang tên biệt thự cho con gái tôi như vậy mới công bằng thôi nếu không cậu trực tiếp sang tên cho tôi đi dù sao tôi cũng sẽ giao biệt thự lại cho Hoài Nhi thật không ngờ bà vì có được căn biệt thự này lại xem Bích Hoài như món hàng chẳng lẽ cô ấy trong mắt bà chỉ giá trị một căn biệt thự sao Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói hừ ngược lại tôi cũng muốn hỏi cậu đây không lẽ chiếm tiện nghi của con gái tôi rồi ngay cả một căn biệt thự cũng không chịu đưa Tống Huyền khanh hùng hổ Lâm Thanh Diện nhếch môi, mở miệng nói, căn biệt thự này đối với tôi mà nói, còn không bằng chín châu mất một sợi lông, cho bà cũng không sao. Ha <laughs> ha, <laughs> còn nói phét, biệt thự này 45 tỷ một căn, cậu cho rằng cậu là ai, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương sao? Cậu nói có chịu sang tên hay không, nếu không chịu thì tối nay ngủ riêng ra đi. Lâm Thanh Diện thở dài, không muốn tiếp tục so đo với bà ta, nói, biệt thự có thể cho bà nhưng sau này bà không thể can thiệp vào bất kỳ chuyện gì giữa tôi và Bích Hoài nữa. chương 122, đổi Lâm Thanh Diện ra. Tống Huyền Khanh nghe thấy Lâm Thanh Diện đồng ý rồi, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng mở miệng nói, vậy cậu còn chờ cái gì nữa, chúng ta bây giờ đi sang tên, Hoài Nhi đi làm không cớ thời gian, cậu sang tên cho tôi trước đi, sau đó tôi lại sang tên cho Hoài Nhi là được. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, cầm giấy tờ liên quan, đi sang tên với Tống Huyền Khanh. Một căn biệt thự 45 tỷ mà thôi, nếu như sau khi Tống Huyền Khanh có được căn biệt thự này không thực hiện lời hứa, vậy Lâm Thanh diện lại mua một căn bên cạnh, dù sao chút tiền này anh cũng không quan tâm. Hai người cùng ra ngoài, đến nơi sang tên, vừa đến trưa, cuối cùng cũng sang tên biệt thự cho Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nhìn giấy tờ nhà mới viết tên của bà, gương mặt vui vẻ, bà nằm mơ cũng không ngờ được mình lại có được một căn biệt thự 45 tỷ. Biệt thự đã sang tên cho bà rồi, bà nhớ chuyện đã đồng ý với tôi, sau này còn can thiệp vào chuyện giữa tôi bà Bích Hoài đừng trách tôi không khách khí." Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh nhếch miệng với Lâm Thanh Diện, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện này cũng thật khờ, bây giờ biệt thự đã là của bà rồi, bà muốn thế nào, Lâm Thanh Diện quản được sao? Dù sao cho dù Lâm Thanh Diện đòi lại biệt thự, bà cũng tuyệt đối không đưa. Lâm Thanh Diện, cậu bị mọi người xem là phế vật, cũng không phải là không có nguyên nhân, bây giờ biệt thự là của tôi rồi, sau này cậu còn dám nói với tôi như vậy, tôi cho cậu ra đường ngủ. Tống Huyền Khanh hừ lạnh một tiếng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm anh vẫn là quá ngây thơ, lại thật sự cho rằng Tống Huyền Khanh sẽ tuân thủ lời hứa. Được rồi, tôi đi về trước đây, chuyện giữa cậu và Hoài Nhi, người làm mẹ như tôi phải quản, hôm nay cậu ngủ căn phòng nhỏ nhất cho tôi, nếu như không ngủ thì cút ra ngoài." Tống Huyền Khanh mở miệng. "Bà nằm mơi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện đã mất biệt thự, còn kiêu ngạo như vậy, hung dữ nói, "Lâm Thanh Diện, nói cho cậu biết, bây giờ biệt thự là của tôi, tôi không cho cậu ở thì cậu phát cút ra ngoài." "Một căn biệt thự mà thôi, bà cho rằng chỉ vì vậy mà tôi nghe lời bà sao?" Lâm Thanh Diện mở miệng. "Lâm Thanh Diện, cậu ít đứng đây giả vờ đi." cậu có thể mua được biệt thự này, sợ là phải tiêu hết tiền trong tay rồi, bây giờ nó là của tôi, cậu chỉ là một tên nghèo hèn không có gì cả, ít giả vờ kiên cường đi, Tống Huyền Khanh khinh thường nói. Tiền căn biệt thự này với tôi còn trả đáng bằng tiền tiêu vặt, Lâm Thanh Diện mở miệng. Tống Huyền Khanh cảm thấy sự bốc phét của Lâm Thanh Diện này quá lớn, liếc anh một cái rồi sau người rời đi. Lâm Thanh Diện vốn tính toán theo sau, đúng lúc đó, anh đột nhiên nhìn thấy, ông Độ đứng ở con ngõ cách đó không xa, lần này tên gương mặt ông Độ không còn nụ cười, mà lại là một nét yêu sầu. Điều này làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái, nên không trở về với Tống Huyền Khanh, mà đi về phía ông Độ kia. Cậu chủ, theo tôi về nhà họ Lâm đi, bây giờ nhà họ Lâm cần cậu, mẹ câu đã dục tôi mấy lần rồi, ông Độ trực tiếp vạch đường nói. Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Lâm. Ông Độ bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, xem ra là tôi không khuyên nổi cậu, cậu chủ, ngày mai tôi sẽ quay về Kinh Đô, cậu không về cùng tôi sao? Lâm Thanh Diễn lắc đầu, cười nói, thuận buông xuôi gió. Ông Độ bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói, lần này tôi trở về, không có nghĩa là nhà họ Lâm bỏ qua cho cậu, bọn họ chỉ là đổi một người khác đến thuyết phục cậu, hy vọng sau khi tôi trở về không lâu có thể gặp lại cậu. Lâm Thanh Diện lập tức sướng sờ, Hỏi, nhà họ Lâm thay người đến? Ai? Ông Độ cười cười với Lâm Thanh Diện, nói, đến lúc đó cậu sẽ biết, hy vọng bà ấy có thể làm cậu hồi tâm chuyển ý, bây giờ cả nhà họ Lâm đều đang chờ cậu trở về. Ông Độ nói xong, xoay người đi vào ngõ nhỏ, Lâm Thanh Diện còn muốn hỏi xem người nhà họ Lâm đổi đến là ai, nhưng đến lúc anh đuổi theo vào trong ngõ, phát hiện ông Độ đã biến mất tâm. Trong lòng Lâm Thanh Diện cảm thấy kỳ quái đại quản gia nhà họ lâm như ông độ còn không khuyên nổi mình nhà họ lâm lại một một người đến là ai lập tức trong đầu lâm thanh diện hiện lên mấy thân ảnh mấy người này cho dù người nào tới đều làm lâm thanh diện đau đầu dù là ai đến anh cũng sẽ không về nhà họ lâm điểm này có thể chắc chắn xoay người ra ngõ nhỏ lâm thanh diện cũng không có trực tiếp về nhà mà đi đến mãn thiên tình thương thế lý huỳnh thái mấy hôm nay đã tốt hơn nhiều Cơ thể cậu anh ta khỏe mạnh, tốc độ phục hồi cũng kinh người. Vết thương người bình thường phải mất mấy tháng trời mới lành, anh ta chỉ cần 10 ngày nửa tháng là đủ rồi. Thấy Lý Huỳnh Thái không có chuyện gì, Lâm Thanh Diện cũng yên tâm đi. Lúc này Trần Tài Anh đi đến, mở miệng nói, La Nghĩa mà lần trước anh bảo tôi cha, mấy hôm nay tôi nghe ngóng một chút, Đại Khái có thể nắm được bối cảnh của La Nghĩa này. Nói nghe một chút, Lâm Thanh Diện mở miệng nếu như tôi đoán không sai, La Nghĩa này có lẽ là người của gia tộc lớn nhất Hồng Thành lúc này, người nhà họ cổ. Trần Tài Anh mở miệng. Lâm Thanh Diện cho mày một cái, bình thường anh cũng nghe Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa nói qua ít chuyện nhà họ cổ. Nghe nói hứa Mạn Tranh vẫn luôn muốn định bợ nhà họ cổ, nhưng nhà họ cổ người ta vẫn luôn chán ghét loại gia tộc hạng hai như nhà họ hứa. Lần trước La Nghĩa cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ, đã nói anh ta là người của cậu cổ, nhưng mà Lâm Thanh Diện không nghĩ đến điểm này, bây giờ xem ra, La Nghĩa này thật sự là người nhà họ cổ. La Nghĩa này có thể là cận vệ của cậu chủ nhà họ cổ, cổ Diệp Thành, mấy năm trước có giao tình với Long Phi, lần này Long Phi muốn ra tay với chúng ta, mới nhờ La T6 giúp đỡ, chỉ là bọn họ không ngờ, cho dù là La Nghĩa này cũng không phải là đối thủ của anh. Chỉ có điều tôi nghe nói cổ Diệp Thành này là người có thù tất báo, La Nghĩa bị anh cắt đứt hai cánh tay, cổ Diệp Thành nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ không lâu nữa, bỏ họ sẽ tìm đến cửa. Trần Tài Anh lộ ra vẻ lo lắng, ngoặc kép, Lâm Thanh Diện trầm giọng suy tư một chút, nói chứ không cần sốt ruột, Long Phi bị diệt, bây giờ thế giới ngầm của Hồng Thành, cậu chính là lớn nhất, cho dù là người của nhà họ cổ, muốn động vào cậu cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hơn nữa ẩn oán giang hồ, tàn tật là chuyện bình thường, nhà họ cổ hẳn là hiểu được đạo lý này, nếu như cổ diệp thành kia không phân biệt nổi, vậy thì tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học." Lâm Thanh Diện nói. Trong lòng Trần Tài anh kinh sợ, nói, "Đó chính là cậu chủ nhà họ cổ đó, dù người nhà họ cổ không động thủ với chúng ta, chỉ một thiếu gia cũng có thể tập hợp không ít sức mạnh, hơn nữa, bọn họ không biết thân phận của anh, là nghĩa khẳng định đã nhớ kỹ mặt anh, như anh nói đó, bây giờ anh ta có thể kiêng nể em, nhưng mà anh ta không kiêng nể anh, lúc đó chỉ sợ anh gặp phiền phức." Lâm Thanh Diện nở nụ cười, nói, một nhà họ cổ nho nhỏ, lợi hại lắm sao? Yên tâm, nếu cổ Diệp Thành dám đến tìm anh, anh sẽ cho anh ta hối hận vì được sinh ra trên thế giới này. Trần Tài Anh nuốt nước bọt, anh ta thật sự không nghĩ ra, Lâm Thanh Diện đến cùng là nằm trong tay lực lượng cường đại đến mức nào, mới dám không để nhà họ cổ đệ nhất hồng thành vào mắt. Lúc này điện thoại của Lâm Thanh Diện vang lên một tiếng, hắn lấy ra nhìn qua, phát hiện là Lục Thiên Điệp gửi tin nhắn cho anh. Tôi nhìn thấy anh đi vào Mãn Thiên Tinh rồi, cái đồ đàn ông khẩu thì tâm phi nhà anh, đừng cho rằng tôi không biết anh làm cái gì bên trong. Lâm Thanh Diện cũng không muốn để ý tới Lục Thiên Điệp, vừa muốn cất điện thoại, Lục Thiên Điệp lại gửi cho anh một tấm ảnh. Hình trong tấm ảnh, đúng là đêm hôm đó, lúc ảnh cả Lục Thiên Điệp lên giường, Lục Thiên Điệp đột nhiên ôm anh. Nhưng mà từ góc độ ảnh chụp, là Lâm Thanh Diện đặt Lục Thiên Điệp dưới người mình, muốn làm gì đó. Lâm Thanh Diện không ngờ Lục Thiên Điệp lại có ảnh chụp như vậy, lúc này anh mới ý thức được đêm hôm đó chỉ e là Lục Thiên Điệp không mất đi, cô ta là vì muốn chụp cái ảnh này. Cô muốn làm gì? Lâm Thanh Diện trả lời cô ta một câu. Không nói cho anh, đàn ông thối, anh đến mấy chỗ như vậy cũng không đến tìm tôi, lẽ nào tôi còn thua mấy thứ son phấn trong đó sao? Lâm Thanh Diện trực tiếp cất điện thoại lại, không muốn quan tâm đến Lục Thiên Điệp nữa, cảm thấy trí tưởng tượng cô A cũng quá phong phú, mình ở đây cũng chỉ là hỏi thăm bệnh tình của Lý Huỳnh Thái. Lại ở trong mãn thiên tinh một lúc, Lâm Thanh Diện đi từ bên trong ra ngoài, trở về Vịnh Đằng Long. Anh đi đến trước cửa biệt thự, sau khi mở cửa đi. Lệnh Trư ném rất nhiều đồ, toàn bộ đều là của anh, trong đó còn có ảnh chụp chung của anh và Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện có chút đau lòng nhặt tấm hình chụp chung này lên, lấy tay xoa xoa, đây là ảnh chụp chung duy nhất của anh và Hứa Bích Hoài anh vẫn luôn xem tấm ảnh này như bảo bối, không ngờ bây giờ lại bị ném ra như vậy. Lúc này cửa biệt thự lại mở ra lần nữa, Tống Huyền Khanh ôm một cái vali, trực tiếp ném xuống đất, bên trong đều là quần áo của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn Tống Huyền Khanh, hỏi, bà đây là có ý gì? Tống Huyền Khanh thấy Lâm Thanh Diện đã về, cười nhỏ anh một tiếng, nói cậu còn mặt mũi trở về sao, nói cho cậu biết, cái nhà này không chứa nổi cậu nữa, hôm nay cậu cút ra ngoài cho tôi đi, đồ của cậu đều ở đây cả, nhanh cút đi cho tôi, ít làm tôi phiền đi. Lâm Thanh Diện không ngờ Tống Huyền Khanh vừa lấy được biệt thự đã muốn đuổi anh ra ngoài, trong lòng cũng trầm xuống. Bà xác định bà phải làm như vậy, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Tống Huyền Khanh, lạnh giọng hỏi. Lâm Thanh Diện, hiện tại biệt thự này đã là của tôi, ai có thể ở biệt thự này do tôi định đoạt, bây giờ tôi muốn đuổi cậu đi ra, thì cậu phải đi, nhanh chóng cầm đồ của cậu đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, Tống Huyền Khanh hùng hổ nói. Lúc này hứa quốc hoa cũng đi từ bên trong ra, thấy Tống Huyền Khanh muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi, liền nói, nếu không cứ để Lâm Thanh Diện ở lại đây đi, cậu ta ở trong nhà, còn thể quét dọn vệ sinh, nấu cơm, nếu cậu ta đi rồi, chúng ta phải thuê giúp việc đấy, tốn gờ Huyền Khanh chừng hứa quốc hoa, nói, cho dù là thuê ghi việc, tôi cũng không muốn cái đồ phế vật này ở trong nhà tôi. Hứa quốc hoa thấy Tống Huyền Khanh nói như vậy, lập tức khu NMG dám lên tiếng, ông A sở Tống Huyền Khanh cũng đuổi ông ta đi theo. Lúc Tống Huyền Khanh ép Lâm Thanh Diện lúc rời đi, hứa Bích Hoài tan làm về đến nhà, cô nhìn thấy đồ của Lâm Thanh Diện đều bị ném ra, Tống Huyền Khanh đang đứng ở cửa hùng hùng hồ hồ, bước nhanh vào hỏi, mẹ, chuyện gì thế, mọi người đang làm gì vậy? Tống Huyền Khanh lập tức đắc ý mở miệng nói, con gái, hôm nay cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này đã sang tên biệt thự cho mẹ rồi, sau này biệt thự này là của chúng ta rồi, bây giờ mẹ đuổi nó ra khỏi nhà, sau này chúng ta không phải đối mặt với phế vật này nữa rồi. Hứa Bích Hoài nghe Tống Huyền Khanh nói xong, trong lòng lục bộp, có chút không hiểu vì sao Lâm Thanh Diện sang tên biệt thự cho Tống Huyền Khanh. Mẹ làm gì vậy, sao lại đuổi Lâm Thanh Diện đi? Hứa Bích mở miệng hỏi. Cậu ta là một phế vậy, ngoại trừ cái biệt thự này, cậu ta không còn gì cả, bây giờ biệt thự đã là của mình rồi, Đương nhiên mẹ cũng không giữ cậu ta lại làm gì. Tống Huyền Khanh nói năng hùng hổ như đúng rồi. Trong lòng Hứa Bích Hoài tuôn ra một dòng lửa giận, không ngờ Tống Huyền Khanh lại tuyệt tình như vậy. Cô quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó trực tiếp nắm lấy tay Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, em với anh cùng nhau đi, nhà như vậy không có cũng được. Chương 123: Tống Huyền Khanh bị đánh. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài vậy mà lại đồng ý đi cùng với anh trong lòng của anh cảm thấy cực kỳ cảm động, anh chỉ lấy tấm ảnh chụp chung cùng với Hứa Bích Hoài, những thứ còn thừa lại cũng không cần nữa. Chúng ta đi thôi, Lâm Thanh Diện lên tiếng. Hứa Bích Hoài nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài vịnh Đăng Long. Tống Huyền Khanh không ngờ đến Hứa Bích Hoài lại rời khỏi cùng với Lâm Thanh Diện, nhanh chóng mở miệng kêu lên, "Con gái, con đi làm cái gì chứ? Bây giờ biệt thự này là của chúng ta mà, con cần gì phải đi theo cái tên phế vật kia?" nó cũng chỉ biết ăn bám mà thôi. Hứa Bích Hoài căn bản cũng không để ý đến bà ta, cũng không hề quay đầu lại mà đi luôn. Hai người đi ra bên ngoài vịnh Đằng Long, trên mặt của Hứa Bích Hoài tràn đầy tức giận, mẹ của em thật là quá đáng, với lại tại sao anh lại phải sang tên biệt thự này cho bà ấy chứ? Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói, bà ấy nói là sang tên biệt thự lại cho bà ấy thì bà ấy sẽ không xen vào chuyện của chúng ta nữa. Ôi trời, người giống như mẹ của em sao anh có thể tin lời nói của bà ấy được chứ từ trước đến nay bà ấy đều cứ trở mặt không quen biết đó hứa bích hoài sốt ruột nói không có gì quan trọng cả dù sao cũng chỉ là một căn biệt thự mà thôi cho bà ấy thì cho bà ấy đi anh chỉ cần có em là được rồi lâm thanh diện cười nói vậy hôm nay chúng ta đi đâu đây hứa bích hoài mở miệng nói vốn dĩ lâm thanh diện dự định trở về căn nhà ở bên kia ở vài ngày có điều anh và hứa bích hoài đều chưa tạm thời ở chỗ đó cho nên lâm thanh diện liên đề nghị tạm thời ở khách sạn chắc là qua không bao lâu nữa mẹ em sẽ cảm thấy hối hận vì đã đuổi anh đi đến lúc đó chắc chúng ta có thể trở về rồi hai ngày này trước hết ở khách sạn đi lâm thanh diện cười nói sao anh biết là mẹ của em sẽ hối hận anh cũng đã sang tên biệt thự cho bà ấy rồi hứa bích hoài nghi ngờ hỏi Lâm Thanh Diện cười nói, hôm nay chính là ngày đóng phí quản lý trung cư và phí quản lý trung cư. Cái đó tốn rất nhiều tiền hả? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Không nhiều lắm, có điều anh đã yêu cầu với trung cư một năm bốn mùa cây xanh tươi tốt, đồng thời cũng phải sắp xếp chuyên gia để quản lý vườn hoa. Chắc có lẽ là một tháng tốn hết 300 triệu đó, Lâm Thanh Diện không hề lo lắng mà trả lời lại. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức hít sâu một hơi, Cô không ngờ tới giá cả của căn biệt thự này lại mắc như vậy, mỗi tháng còn phải đóng nhiều tiền như vậy nữa. Nếu như sau khi Tống Huyền Khanh biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không để Lâm Thanh Diện sang tên căn biệt thự lại cho bà ta, cũng sẽ không đuổi Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Dù sao mỗi tháng 300 triệu đối với hứa Bích Hoài mà nói cũng không đủ sức, chứ đừng nói chi là Tống Huyền Khanh và hứa Quốc Hoa. Có điều là bây giờ cô không muốn phải quan tâm Tống Huyền Khanh nữa, Đến lúc đó người ta đến thu phí quản lý trung cư thì cứ để cho bà tự sinh tự diệt đi Ở cửa biệt thự, Tống Huyền Khanh nhìn thấy hứa Bích Hoài đi theo Lâm Thanh Diện Trên mặt tràn đầy tức giận Hừ, tôi cũng không tin hai đứa đã ở quen cái biệt thự này rồi thì còn có thể ở bên ngoài nữa Sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ trở lại cầu xin tôi thôi Trên mặt của Tống Huyền Khanh tràn đầy vẻ tự tin mà nói Đúng lúc này, một người đàn ông mặc bộ đồ Tây đi tới cửa biệt thự trên mặt tràn đầy cung kính mà nhìn Tống Huyền Khanh và hứa quốc hoa. Xin chào, cho tôi hỏi trong hai người ai là chủ hộ vậy? Người đàn ông mở miệng hỏi. Tống Huyền Khanh lập tức ngẩng đầu huynh hoang mà nói, tôi là chủ nhà, có chuyện gì không vậy? Là như vậy, tôi là nhân viên quản lý vận hành nhà trung cư, vì quản lý trung cư ở chỗ của bà phải nộp rồi, người đàn ông mở miệng nói. Tống Huyền Khanh nghĩ thâm, hóa ra là người của quản lý vận hành nhà trung cư, cũng chỉ là phí quản lý chung cư thôi, có lẽ là cũng không tốn bao nhiêu tiền. Bây giờ bà ta đã có một căn biệt thự lớn rồi, chút tiền quản lý chung cư đó đương nhiên phải nộp. Nói đi, cần bao nhiêu, tôi có thể nộp nhiều hơn mấy tháng, chút tiền quản lý chung cư đó tôi cũng không quan tâm, dù sao thì chúng ta có thể ở lại một căn biệt thự lớn như vậy, đều không thiếu tiền, cậu có hiểu không? Tông Huyền Khanh phách lỗi nói. Người của bên quản lý vận hành nhà chung cư lập tức nở nụ cười nịnh nọt nói, Bà nói đúng đó, là phí dịch vụ hỗ trợ và phí quản lý chung cư của bà, cộng thêm quản lý cây xanh, quản lý vườn hoa, thực vật đã được thay mới mỗi tháng, tiêu hết 300 triệu. Bà xem xem, bà muốn nộp mấy tháng, hay là nói trực tiếp nộp một năm luôn. Lúc nãy Tống Huyền Khanh còn rất oai phong lẫm liệt, nhưng mà khi nghe thấy người của quản lý vận hành nhà chung cư nói ra giá cả thì lập tức trợn tròn mắt. Thân thể của hứa quốc hoa cũng khẽ run rẩy một tháng tốn hết 300 triệu, tiền tiết kiệm cả một đời của bọn họ cũng mới có bốn trăm mấy chục triệu, phí quản lý chung cư ở chỗ này một tháng mà cần tới ba trăm triệu. Bà ta không dám tin tưởng mà nhìn người kia một chút, mở miệng nói cậu lừa ai vậy hả? Cho dù chúng tôi ở biệt thự thì cũng không thế nào có nhiều phí quản lý chung cư như vậy, không phải là cậu lừa gạt tiền đó chứ. Người của bên quản lý vận hành nhà chung cư thấy Tống Huyền Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng cảm thấy hơi kỳ quái, dù sao có thể ở một căn nhà tốt như vậy thì làm sao còn có thể quan tâm đến 300 triệu này. Lúc nãy tôi cũng đã giải thích rõ ràng rồi, ngoại trừ phí quản lý chung cư, còn có phí quản lý cây xanh và các phí khác nữa, đây đều là những thứ mà bà yêu cầu, bây giờ sẽ không phải là không muốn đưa tiền đó chứ. Người giống như bà, ở chỗ như thế này, chắc là sẽ không vì chút tiền đó mà tính toán chỉ ly đâu nhỉ. Người bên phía tài sản nghiêm túc nhìn Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh lập tức trột giả, đồng thời mắng trời Lâm Thanh Diện ở trong lòng, nghĩ thầm anh cần gì phải làm những thứ vô dụng này, bây giờ bà ta còn phải nộp tiền thay cho Lâm Thanh Diện nữa. Hứa Quốc Hoa tiến đến bên tai của Tống Huyền Khanh, mở miệng nói, nếu không thì gọi Lâm Thanh Diện trở về đi, chúng ta lấy đâu ra tiền để nộp cho phí quản lý chung cư đắt đỏ như vậy chứ? Tống Huyền Khanh trừng mắt liếc ông một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho hứa Bích Hoài. Bích Hoài, còn mau trở lại đi, lâm thanh diện này đáng phải bị đâm nghìn dao, lúc sang tên lại không nói rõ ràng với mẹ. Phí quản lý vận hành nhà trung cư của căn biệt thự này là đắt như vậy, sớm biết thì mẹ sẽ không kêu nó sang tên đâu. Con kêu lâm thanh diện trở về đi, kêu nó nộp phí quản lý trung cư hết 10 năm cho chúng ta rồi hẵng đi. Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của Tống Huyền Khanh liền lập tức nhíu mày, mở miệng nói, phí quản lý trung cư thì tự mẹ nghĩ cách đi, bây giờ biệt thự là của mẹ, Lâm Thanh Diện không có nghĩa vụ phải nộp phí quản lý chung cư cho mẹ đâu. Nói xong hứa Bích Hoài liền cúp điện thoại. Tống Huyền Khanh lại tiếp tục gọi cho hứa Bích Hoài mấy cuộc điện thoại, nhưng mà hứa Bích Hoài đều không chịu nhận. Bà ta lập tức cảm thấy nhức đầu, một tháng phải tốn 300 triệu phí quản lý chung cư, nghĩ lại cũng cảm thấy thật đáng sợ. Thật ngại quá, mong bà nộp tiền quản lý chung cư tháng này, nếu không thì chúng tôi phải tiến hành cắt nước và cắt điện đối với căn biệt thự này, người bên quản lý vận hành nhà chung cư mở miệng nói, thái độ rõ ràng trở nên kém hơn rất nhiều. Tống Huyền Khanh nghiến răng nghiến lợi, lấy 300 triệu từ trong số tiền 400 mấy chục triệu của mình đã dành dụng được đưa cho người của bên quản lý vận hành nhà chung cư. Lúc này, người bên phía quản lý vận hành nhà chung cư mới mỉm cười đi khỏi. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách đâu, một tháng phải tốn mất 300 triệu, đợi tháng sau nữa chúng ta phải làm cái gì đây? Hứa Quốc Hoa cảm thấy khổ sở mà mở miệng nói. Tống Huyền Khanh lộ ra một vẻ mặt chán nản, mở miệng nói, tôi cũng không tin là Bích Hoài sẽ cố chấp đi theo cái tên phế vật kia mà ở bên ngoài, bọn nó ở bên ngoài vài ngày chịu không được thì đương nhiên sẽ về thôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ kêu Lâm Thanh Diện trả 300 triệu này cho tôi. Hứa Quốc Hoa thấy không biết phải nói với Tống Huyền Khanh cái gì nữa, chỉ có thể lắc đầu trở lại trong biệt thự. Buổi tối, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến khách sạn ở Ban đêm lúc ngủ, Lâm Thanh Diện suy nghĩ xem có cần phải mua một căn biệt thự khác hay không, như thế này cũng thuận tiện. Lúc mà anh nói suy nghĩ này với hứa Bích Hoài, cầm của hứa Bích Hoài thiếu chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Cô không biết rốt cuộc Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền, lại còn nghĩ muốn mua một căn biệt thự nữa. Có điều là mặc kệ Lâm Thanh Diện có bao nhiêu tiền, hứa Bích Hoài cũng không muốn để cho Lâm Thanh Diện mua thêm một căn biệt thự, dù sao một căn biệt thự cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại có thêm một căn nữa chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thêm. Cô hiểu rõ Tống Huyền Khanh, chờ đến lúc Tống Huyền Khanh gánh vác không được nữa thì đương nhiên sẽ khóc lóc kêu gào để bọn họ trở về. Sáng ngày hôm sau, hứa quốc hoa đi ra ngoài đánh bài, một mình Tống Huyền Khanh ngồi ở trong phòng khách, trong miệng đang không ngừng nói thâm, nghĩ đến hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ trở về. Biệt thự này của mình tốt như vậy, bọn nó chắc chắn sẽ trở về cầu xin mình rất nhanh thôi, Đến lúc đó mình sẽ kêu Lâm Thanh Diện đưa cho mình 3 tỷ, nếu không thì tuyệt đối không để cho cậu ta vào cửa. Lúc này, ở bên ngoài biệt thự vang lên tiếng chuông cửa, trên mặt của Tống Huyền Khanh lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý, nghĩ thầm chắc chắn là Lâm Thanh Diện trở về cầu xin tha thứ. Bà ta bước nhanh đi tới cửa, mở cửa ra, vừa mới muốn nói chuyện, kết quả nhìn thấy người đứng ở cửa cũng không phải là Lâm Thanh Diện, lập tức đứng hình người đang đứng ở cửa ra vào chính là một người phụ nữ tôn quý ăn mặc thời thượng trên người là bộ quần áo hàng hiệu mắt đeo kính dâm tay cầm chiếc túi cao cấp nhất của lv ở sau lưng của người phụ nữ này có bốn người vệ sĩ mạnh mẽ trên người đều mặc đồ vest cao cấp nhìn uy phong lẫm liệt mà ở cổng biệt thự thì có một chiếc xe hammer dài đang đậu ở đó cô tìm ai tống huyền khanh chưa từng nhìn thấy người này hơn nữa lúc nhìn thấy gương mặt của đối phương lập tức cảm thấy sợ hãi tôi tìm Lâm Thanh Diện, gọi thằng bé ra đây, người phụ nữ mở miệng. Bà tìm Lâm Thanh Diện làm cái gì? Tên phế vật kia đã bị đuổi ra khỏi cái nhà này rồi, các người nhanh chóng đi đi, Tống Huyền Khanh không nhịn được mà nói. Người phụ nữ nghe thấy lời nói này của Tống Huyền Khanh, không nói hai lời liên giơ tay lên tát bà ta một bàn tay. Chát, tiếng bà tay thanh thúy vang lên, trên mặt của Tống Huyền Khanh đã hiện ra dấu vết bàn tay màu đỏ. Tống Huyền Khanh không nghĩ đến là người này lại dám ra ta đánh bà ta, lập tức liền muốn nổi giận. Con đàn bà thối này, ngoặc kép, bà ta còn chưa nói xong, bốn vệ sĩ ở sau lưng của người phụ nữ đó liên bước đi lên phía trước, muốn ra tay với Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh bị dọa lập tức ngậm miệng. Lâm Thanh Diện có là phế vật đi nữa thì cũng không tới lượt loại người giống như bà bàn tán đâu, sau này nhớ sửa miệng của bà cho sạch sẽ, nếu không thì cả đời này của bà cũng đừng có nói chuyện nữa người phụ nữ lạnh lùng nói trên người của cô có một loại cảm giác cao quý xem thường hết tất cả ngoại trừ những người trong gia tộc hàng đầu căn bản cũng không ai có loại khí chất này tống huyền khanh bị dọa đến nỗi nhanh chóng gật đầu người ta có bốn người bảo vệ đương nhiên là bà ta không dám nói gì rồi chỉ có thể nuốt cục tức xuống người phụ nữ đưa cho tống huyền khanh một tờ giấy mở miệng nói chờ đến lúc lâm thanh diện trở về thì đưa cái này cho thằng bé kêu thằng bé đi đến chỗ này gặp tôi nếu như thằng bé không đến thì kết quả của bà sẽ rất thảm tống huyền khanh nhận tờ giấy nhanh chóng gật đầu mở miệng nói biết rồi biết rồi người phụ nữ nói xong liền quay người bước lên xe vẻ mặt của tống huyền khanh chán nản bà ta căn bản cũng không biết người này còn bị đánh một bạt tay lửa giận ở trong lòng cũng chỉ có thể ném lên trên người của lâm thanh diện Lâm Thanh Diện đáng chết này, chắc chắn là đã gây ra chuyện lớn gì đó ở bên ngoài. Lần này thì hay rồi, người ta tìm tới cửa, cái thằng sao trồi này, bản thân gặp xác rỗi mà còn phải để cho mình gặp xui xẻo. Bà ta nói xong liền trở lại bên trong biệt thự, xoa xoa mặt mình, trong lòng thấy đau đớn. Tiếp đó, bà ta muốn gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài, chửi bới hành động ác độc của Lâm Thanh Diện một chút, kêu Lâm Thanh Diện trở về xin lỗi bà ta. Đúng lúc này, chuông cửa của biệt thự lại vang lên. Trong lòng của Tống Huyền Khanh lục bục một tiếng, nghĩ thầm chỉ mới có một chút, không lẽ là người phụ nữ đó lại quay lại nữa. Bà ta nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, mở cửa một cách cẩn thận, phát hiện ở bên ngoài có hai người đàn ông đang. Đứng, hai cánh tay của một người đàn ông trong đó bị bó thạch cao nhìn khá là chật vật. Thấy không phải là hai người phụ nữ lúc nãy, Tốn Huyền Khanh cũng thở dài một em mờ tức giận nhìn hai người đàn ông kia, mở miệng nói các người đến đây để làm gì. Kêu lâm thanh diện cút ra đây, sen an dí l cánh ns, bốn băng sứ ỏ cao nị, ngày trời hung dữ nói. Người này chính là người ngày hôm đó đã bị lâm thanh diện làm cho gãy hai cánh tay. Mà đứng ở bên cạnh hắn ta chính là cậu chủ nhà họ cổ, cổ Diệp Thành. Lại đến tìm Lâm Thanh Diện, cái tên Lâm Thanh Diện này rốt cuộc lại gây ra bao nhiêu tai họa ở bên ngoài vậy. Các người cút đi nhanh lên, Lâm Thanh Diện không có ở đây, Muốn tìm nó thì đi nơi khác mà tìm, Tống Huyền Khanh nói chuyện không hề khách khí chút nào. Chắc có lẽ là cảm thấy hai người này chắc chắn không lợi hại bằng người phụ nữ lúc nấy, dù sao thì bọn họ cũng không có vệ sĩ, một người trong đó còn là người tàn phế. Cổ Diệp Thành nghe thấy Tống Huyền Khanh kêu hắn ta cút đi, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi, hắn ta đường đường là cậu chủ nhà họ Cổ, có lúc nào mà bị người khác đối xử như vậy cho nên hắn ta trực tiếp giơ tay lên táng lên trên mặt của Tống Huyền Khanh một bàn tay. Con mẹ nó chứ, bà điên xuất hiện từ chỗ nào mà cũng dám kêu tôi cút. Bà có muốn chết hay không hả? chương 124, Lạc Tâm. Sức lực của cổ Diệp Thành cực kỳ lớn, một bàn tay này của hắn ta trực tiếp hát Tống Huyền Khanh ngã xuống mặt đất. Thiếu chút nữa là Tống Huyền Khanh đã khóc lên, trong vòng một ngày lại bị hai người tát vào mặt, cả đời này đây là lần đầu tiên mà bà ta gặp phải một chuyện uất ức như vậy. Cậu, cậu dám đánh tôi, cậu có tin là tôi sẽ kêu bảo vệ đến bắt cậu đi hay không? Tống Huyền Khanh trợn mắt nhìn cô Diệp Thành, mở miệng nói. Cổ Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói kêu bảo vệ ở chỗ này đến bắt tôi ấy hả? Bà đang nói đùa à, tôi xem xem ai dám đến bắt cổ Diệp Thành tôi. Cậu chủ, cậu nhìn xem, người nhà của Lâm Thanh Diện cũng không phải là loại người tốt lành gì, có cần phải bắt bà ta lại không, để bà ta nếm thử sự lợi hại của cậu chủ." La Nghĩa Hung áp nói. Tống Huyền Khanh nghe thấy lời nói của Cổ Diệp Thành và La Nghĩa, lập tức đã đoán được thân phận của hai người bọn họ, giọng nói hơi run rẩy, "Cậu, cậu là cậu chủ nhà họ Cổ." Cổ Diệp Thành lạnh lùng liếc nhìn bà ta một chút, mở miệng nói, "Không tệ, bà cũng đã biết thân phận của tôi rồi, vậy thì mau kêu tên phế vật Lâm Thanh Diện kia cút ra đây cho tôi. Dám làm đàn em của tôi bị thương?" Cậu ta cảm thấy đã chán sống rồi ư? Tống Huyền Khanh biến sắc, không ngờ đến Lâm Thanh Diện vậy mà lại chọc phải cậu chủ nhà họ Cổ, đây quả thật là tìm cái chết mà. Cậu Cổ, cậu nói không sai, Lâm Thanh Diện chính là chán sống rồi, nó đã bị tôi đuổi khỏi đây. Cậu chủ, Lâm Thanh Diện thật sự không có liên quan gì với tôi, các người cứ tìm nó báo thù, tuyệt đối đừng liên lụy tới tôi mà." Tống Huyền Khanh lập tức cầu xin tha thứ bà thật sự đuổi cậu ta ra ngoài rồi à? Cổ Diệp Thành mở miệng hỏi. Không sai, ngày hôm nay tôi mới vừa đuổi nó đi, đồ dùng của nó vẫn còn đang nằm ở đây này. Tôi cũng biết nó là một tên phế vật, cho nên không muốn giữ nó lại, không ngờ đến nó lại dám cho cậu cổ. Thật sự là tự tìm đường chết mà, Tống Huyền Khanh chỉ vào đống đồ vật bị ném ở cách đó không xa. Cổ Diệp Thành nhìn thoáng qua, cảm thấy Tống Huyền Khanh không nói láo, sau đó cười ha hà mở miệng nói, cái tên lâm thanh diện này thật sự là phế vật mà lại bị đuổi ra khỏi nhà buồn cười chết đi được cậu chủ nói không sai lâm thanh diện này chính là phế vật trong lời đôn ở hồng thành cả hồng thành này cũng không có ai vô dụng hơn so với nó la nghĩa lập tức hùa theo cổ diệp thành nhìn chằm chằm vào tống huyền khanh giọng nói lạnh lùng nói với lâm thanh diện cho tôi cậu ta đã làm người của tôi bị thương chuyện này cậu ta không nói cho rõ thì vẫn chưa xong đâu mà tốt nhất kêu cậu ta tự mình đến dập đầu nhận sai với tôi đi, nếu không thì một nhà các người cũng đừng mong được sống tốt hơn. Nói xong, hắn ta liền dẫn La Nghĩa đi. Sở dĩ hắn ta đến đây tìm Lâm Thanh Diện, đúng như Lâm Thanh Diện đã dự đoán, hiện tại Trần Tài Anh chính là thống lĩnh trong thế giới ngâm ở Hồng Thành, mặc dù là cổ Diệp Thành có chút thế lực, nhưng mà cũng không dám lấy cứng trọi cứng với Trần Tài Anh. Mà người làm gãy tay của La Nghĩa chính là Lâm Thanh Diện, hắn ta muốn tìm Lâm Thanh Diện báo thù, thuận lý thành trương, cho nên hắn ta đã điều tra ra chỗ ở của Lâm Thanh Diện ở đây, hôm nay tìm đến cửa dự định xử lý Lâm Thanh Diện một trận. Có điều khiến hắn ta không ngờ đến là Lâm Thanh Diện lại bị đổi ra khỏi nhà. Tống Huyền Khanh nhìn thấy cổ Diệp Thành và La Nghĩa đã đi, cũng thở dài một hơi, nhanh chóng đứng dậy từ trên mặt đất rồi gọi điện thoại cho hứa Bích Hoài. Con gái, con mau trở lại đi, con mà không về nữa thì mẹ sắp chết rồi, con dẫn theo cái tên phế vật lâm thanh diện đó về đây luôn, mẹ sắp bị nó hại chết rồi. Tống Huyền Khanh nói chuyện giống như là đang khóc, nói xong liên cúp điện thoại, cũng không cho hứa Bích Hoài có cơ hội hỏi han. Hứa Bích Hoài sợ là Tống Huyền Khanh thật sự xảy ra chuyện, cho nên liên nhanh chóng trở về từ công ty, thuận tiện cũng kêu lâm thanh diện về cùng. Lúc hai người đi vào trong biệt thự thì nhìn thấy Tống Huyền Khanh suy sụp tinh thân ngôi ở trên ghế sofa, mà hai bên mặt của bà ta đều sưng phồng lên, bên trên rõ ràng còn có dấu tay. Lúc đầu, hứa Bích Hoài cho rằng Tống Huyền Khanh chỉ cố tình gây sự, bây giờ nhìn thấy dấu tay ở trên mặt của bà ta, lập tức ý thức được thực sự xảy ra chuyện rồi. Mẹ bị làm sao vậy? Đây là ai đánh mẹ thế? Lúc này Tống Huyền Khanh mới lấy lại tinh thân, bà ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã đến, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, lúc này muốn tới cảo Lâm Thanh Diện mấy cái. Cái thằng đáng bị chém ngàn nhát sao này, chính cậu gây sự ở bên ngoài, vậy mà lại để tôi bị đánh thay cho cậu, nếu như hôm nay cậu không để cho tôi chút giận thì tôi cũng sống không nổi nữa. Hứa Bích Hoài nhanh chóng cản Tống Huyền Khanh lại, mở miệng nói, mẹ bình tĩnh chút đi, nói rõ ràng đây là có chuyện gì vậy. Lâm Thanh Diện cũng nhíu mày, không ngờ đến Tống Huyền Khanh sẽ kích động như vậy. Nó chọc phải người của cậu chủ nhà họ cổ ở bên ngoài, hôm nay người ta cũng đã tìm tới cửa rồi, cậu chủ cổ kêu nó đi dập đầu nhận sai, nếu như mà nó không chịu đi thì nhà chúng ta cũng đừng mong sẽ sống tốt hơn, Tống Huyền khanh hét lên chói tai. Trong lòng của Lâm Thanh Diện run lên, không ngờ đến là Cổ Diệp Thành lại tìm tới cửa. Lúc trước anh từng suy đoán Cổ Diệp Thành sẽ đến tìm anh gây phiền phức, nhưng mà không ngờ đến Cổ Diệp Thành lại trực tiếp tìm đến khu biệt thự này, xem ra là anh đã coi thường cậu chủ nhà họ Cổ rồi. Ngoại trừ cậu chủ nhà họ Cổ, ngày hôm nay còn có một người phụ nữ đến đây. Người phụ nữ đó cũng đến tìm Lâm Thanh Diện, mẹ nhìn bộ giảng của cô ta cũng như đến tìm Lâm Thanh Diện để báo thù, còn nhanh chóng ly hôn với nó đi, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì nó cũng sẽ hại chết một nhà chúng ta thôi, Tốn Huyền Khanh nói tiếp. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không biết Lâm Thanh Diện nói là người phụ nữ nào. Người phụ NX đó đã nói cái gì? Lâm Thanh Diện hỏi. Lúc này Tống Huyền Khanh mới ném tờ giấy mà người phụ nữ đó đưa cho bà ta qua cho Lâm Thanh Diện cất giọng nói, người ta nói là kêu cậu đi đến chỗ này tìm cô ta, nếu không đi sẽ giết cả nhà chúng tôi. Trong lòng hứa Bích Hoài run rẩy không bia rốt cuộc là Lâm Thanh Diện đã chọc phá người nào, vậy mà đối phương có thể nói ra lời nói dữ tộn như vậy. Cô cũng không biết đây là Tống Huyền Khanh tự mình ăn nói lung tung. Con gái à, con nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cái tên phế vật Lâm Thanh Diện này đi. Nó không chỉ chọc phải cậu chủ nhà họ cổ, hơn nữa còn chọc vào một nhân vật không biết lai lịch như thế nào, cứ tiếp tục như thế nữa thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị nó hại chết thôi, Tống Huyên Khanh câu xin nói. Lâm Thanh Diện mở tờ giấy kia ra, nhìn thoáng qua nội dung trên tờ giấy, sau đó thân thể của anh liên cứng đờ. Hứa Bích Hoài nhìn phản ứng của Lâm Thanh Diện, có chút kỳ quái, kể từ khi Lâm Thanh Diện rời khỏi nhà họ hứa, cô chưa từng nhìn thấy Lâm Thanh Diện có phản ứng lớn như vậy đối với bất cứ chuyện gì. Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt tờ giấy đó ở trong tay của mình, cánh tay khẽ run rẩy. Cậu chủ nhà họ Cổ đã tìm tới cửa, anh cũng không lo lắng, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là anh có thể để cho cô diệp thành hối hận. Nhưng mà người phụ nữ để lại tờ giấy lại không giống như vậy, cô ta đến đây khiến cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được một tia bất an. Trước đó ông Độ cũng đã nói với anh là người nhà họ Lâm lại phái người mới đến thuyết phục anh, anh cũng đã từng đoán một chút, có điều là những người anh đoán mặc dù hơi khó chơi, nhưng mà cũng không phải là không thể ứng phó nhưng điều khiến anh chẳng hề nghĩ tới là người mà nhà họ Lâm phái đến vậy mà lại là bà ấy. Lạc Tâm là em gái ruột của mẹ Lâm Thanh Diện, dì nhỏ của Lâm Thanh Diện, là một người phụ nữ tâm địa độc ác vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lạc Tâm chỉ lớn hơn Lâm Thanh Diện 5 tuổi, nhưng mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, thông đồng với mẹ của Lâm Thanh Diện đuổi Lâm Thanh Diện ra khỏi nhà họ Lâm. Ban đầu ai cũng nghĩ là Lâm Thanh Diện vì muốn đoạt quyền thừa kế mà giết mẹ, cái này cũng là kế hoạch do một tay bà ta đặt ra. Chương 125, Deep NS của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, anh không sao đó chứ? Hứa Bích Hoài nhìn thấy Lâm Thanh Diện đứng ngẩn người ở chỗ đó, hơi lo lắng mà hỏi. Lâm Thanh Diện lấy lại tinh thần, cười cười với Hứa Bích Hoài, mở miệng nói, không có chuyện gì đâu, có lẽ là hiểu lầm thôi, một lát nữa anh sẽ xử lý tốt hai chuyện này. Hiểu Lâm, nếu như chuyện này chỉ là hiểu lâm mà người ta lại có thể ra tay đánh tôi à lâm thanh diện tôi bị đánh cũng đều là do cậu cậu gây ra tai họa lớn ở bên ngoài làm hại chúng tôi còn phải gặp nạn chung với cậu cậu còn có chút lương tâm hay không hả tống huyên khanh không buông tha mà nói mẹ có lẽ nguyên nhân của chuyện này quả thật bắt nguồn từ con nhưng không có ai lại vô duyên vô cớ đánh người mẹ nói có đúng không lâm thanh diện hỏi ngược lại bà ta một câu tống huyền khanh lập tức chột giả bà ta bị đánh hai lần quả thật đều là bởi vì mấy lời nói thô lỗ của bà ta. Hừ, cậu bớt cái chày cãi chối ở chỗ này đi, với lại cậu còn gạt tôi nộp một tháng 300 triệu tiền phí quản lý trung cư, phí quản lý trung cư nhà ai lại đắt như vậy, chắc chắn là cậu cố ý lừa tôi rồi, Tống Nguyên Khanh mở miệng nói. Mẹ, biệt thự này là do mẹ đã kêu con sang tên qua cho mẹ, bây giờ sao lại trở thành con lừa gạt mẹ rồi. Lâm Thanh Diện hơi không kiên nhẫn, Lạc Tâm đến đây khiến anh cảm thấy phiền muộn. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có ý muốn đền bù cho bà ta, lúc này bà ta môi xuống mặt đất, dùng thủ đoạn ăn vả của mấy người đàn bà tranh chua. "Con gái à, con nhìn Lâm Thanh Diện đáng chết này thử đi, làm hại mẹ bị người ta đánh thì không nói, còn lừa mất số tiền mà chúng ta tiết kiệm cả đời này hết rồi. Nếu như mà nó không chịu bồi thường cho chúng ta, vậy thì con ly hôn với nó đi." Hứa Bích hoài nhíu mày, đột nhiên cũng cảm thấy tống huyền khanh bị người ta đánh chắc chắn là do tự nà gây ra mẹ mẹ đừng có gây chuyện vô lý ở đây nữa nếu như mẹ cảm thấy bản thân mẹ không thể gánh vác nổi các loại phí của căn biệt thự này thì sớm trả căn biệt thự này cho lâm thanh diện đi nếu không thì mẹ cũng chỉ tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân thôi hứa bích hoài lạnh lùng nói cô hiểu rõ tống huyền khanh làm ầm như vậy nếu như thái độ của cô mềm mỏng thì tống huyền khanh sẽ càng la lối lợi hại thêm sau khi Tống Huyền Khanh nghe thấy lời nói của hứa Bích Hoài thì lập tức trừng mắt, mở miệng nói kêu mẹ trả lại căn biệt thự này cho cậu ta ấy hả? Không có cửa đâu, chẳng lẽ mẹ mất trắng hết ư? Mẹ không chỉ không trả căn biệt thự này lại cho cậu ta mà cậu ta còn phải nộp tiền phí quản lý chung cư thay cho mẹ nữa. Mẹ, mẹ quá đáng quá, hứa Bích Hoài tức hỗn hển nói. Cô không ngờ đến là Tống Huyền Khanh chịu thiệt lớn như vậy mà lại còn không biết hối cải. Lâm Thanh Diện thở dài đưa tay đặt ở trên tay của hứa Bích Hoài, mở miệng nói, cứ làm như lời mẹ nói đi, để anh nộp tiền phí quản lý chung cư, có điều điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chuyển về đây ở. Lâm Thanh Diện cảm thấy Tống Huyền Khanh bị đánh quả thật là có nguyên nhân của mình, với lại biệt thự này có phải là của anh hay không thì căn bản cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở cùng với hứa Bích Hoài thì ở đâu cũng đều như nhau. Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức bò dậy từ dưới đất, cười nói con gái à, con nghe thấy chưa hả? Đây chính do chính miệng cậu ta nói đó nha, bây giờ cậu mau trả tiền phí quản lý chung cư tháng này cho tôi đi, 300 triệu đó chính là tiền an hưởng tuổi già của tôi. Bây giờ con không có nhiều tiền mặt như vậy, một lát nữa sẽ đi rút tiền cho mẹ, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Coi như cậu thức thời, mặt mũi của Tống Huyên Khanh tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn quên mất chuyện mình đã bị đánh. Anh dung túng bà ấy quá rồi, hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện mà nói một câu lâm thanh diện cười cười mở miệng nói dù sao thì bà ấy cũng là người lớn mà có thể nhường thì cứ nhường một chút đi chuyện của cậu chủ nhà họ cổ cùng với người phụ nữ đó sẽ có phiền phức gì hay không hứa bích hoài mở miệng hỏi yên tâm đi không có chuyện gì đâu bọn họ là vì anh mà đến anh đi giải quyết một chút là được rồi lâm thanh diện cười cười vậy thì anh cẩn thận đó hứa bích hoài quan tâm nói lâm thanh diện nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó nói là mình phải đi ra ngoài xử lý một chút chuyện sau đó liền đi ra khỏi biệt thự giang phong ngư hỏa đây là khách sạn duy nhất được xây dựng ven sông ở hồng thành nghe nói là ở nơi này có thể nhìn thấy được khung cảnh đẹp nhất của hồng thành nơi này cũng giống như với khách sạn quốc tế thiên thành là một nơi tốn tiên cao cấp những người đến đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội trước kia nơi này thuộc về nhà họ cổ là một nơi tu dưỡng của cổ thanh chiết người chủ của nhà họ cổ đã đặc biệt tự mình chuẩn bị. Chỉ có điều là ngày hôm nay nơi này đã đổi chủ, tất cả nhân viên của Giang Phong Ngư Hỏa đều đã nghe nói chuyện này, chỉ là không biết chủ nhân mới là ai chỉ biết là một người phụ nữ. Lúc mà Lâm Thanh Diện xuất hiện ở trước cửa của Giang Phong Ngư Hỏa, anh ăn mặc trên người một chiếc quần jean, một cái áo cộc tay, có nhìn như thể nào cũng không giống như là người của tầng lớp thượng lưu lục anh đi vào bên trong giang phong ngư hỏa thì lập tức có hai bảo vệ đi tới ngăn cản lâm thanh diện lại nhóc con nơi này không phải là nơi mà cậu có thể đến cút qua một bên nhanh đi đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi một người bảo vệ không kiên nhẫn nói hắn ta nhìn thấy lâm thanh diện ăn mặc kém như vậy vừa nhìn liền biết là một người nghèo nàn loại nghèo nàn này làm sao có tư cách bước vào nơi tiêu phí cấp cao của bọn họ được tôi đến đây tìm người anh đi thông báo một chút đi Tôi tên là Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thờ ơ mở miệng nói. Hai bảo vệ lập tức nở nụ cười, trong đó có một người mở miệng nói, con mẹ nó có phải là cậu nghe không hiểu tiếng người hay không? Cậu cũng không soi mặt vào nước tiểu mà nhìn thử coi, có thể đến Giang Phong Ngư Hỏa của chúng tôi có người nào không phải là nhân vật lớn, ai lại cho một người thấp kém như cậu ở đây. Cậu nhanh chóng cút khỏi chỗ của chúng tôi đi, đến lúc đó ảnh hưởng đến tâm trạng của khách hàng, cậu có gánh vác nổi không? một người khác mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhún vai, định không nhìn hai người kia nữa mà trực tiếp xông vào. Vào lúc này, một người mặc đồ vest màu đen đi tới, chắc có lẽ là quản lý sảnh ở chỗ này. Lúc nãy bà chủ vừa mới bàn giao với anh ta kêu anh ta chờ một người có tên là Lâm Thanh Diện đến đây. Anh ta đi đến sau lưng của hai bảo vệ, lên tiếng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Là hét âm, ở cửa ra vào, các người sợ là khách khứa ở bên trong nghe không được hả? Hai tên bảo vệ lập tức thành thật quay đầu cung kính nhìn về phía quản lý. "Quản lý, ở đây có một tên ngu xuẩn cứ đòi đi vào, chúng tôi đang muốn đuổi cậu ta ra ngoài đó." Bảo vệ mở miệng nói. Quản lý liếc nhìn Lâm Thanh Diện ở bên ngoài một cái, nhìn thấy quả thật giống như là một người thấp hèn thì cũng không để ý nữa, mở miệng nói, "Vậy nhanh chóng đuổi cậu ta đi, hôm nay tôi phải chờ một nhân vật vô cùng quan trọng, làm trễ nải chuyện này thì hai người sẽ không gánh nổi đâu." hai tên bảo vệ lập tức gật đầu, quay người lại muốn tống Lâm Thanh Diện đi. Người này tên là Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn nói là ở bên trong có người đang chờ cậu ta. Buôn cười muốn chết đi được, người có thể đi vào chỗ của chúng ta đều là những nhân vật lớn, làm sao lại chờ một người thấp hẹn như cậu ta được chứ, một người bảo vệ thuận miệng nói một câu. Sau khi quản lý nghe thấy, hai mắt lập tức trừng lớn, nhanh chóng quay người lại gọi hai người bảo vệ đó lại. Các người vừa mới nói cái gì vậy? Cậu ta là Lâm Thanh Diện, quản lý nhanh chóng mở miệng nói. Hai bảo vệ xoay người lại nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, người này nói cậu tên là Lâm Thanh Diện. Thật ra thì tôi cũng đã nghe thấy ở Hồng Thành có một phế vật tên là là Lâm Thanh Diện, bảo vệ khinh thường mở miệng nói. Sắc mặt của quản lý lập tức thay đổi, lúc nãy chủ của anh ta vừa mới bàn giao chính là kêu anh ta chờ Lâm Thanh Diện, mà không ngờ đến hai người này lại còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi người mà chủ đã kêu mình chờ chắc chắn là nhân vật quan trọng, nếu như đổi đi rồi thì công việc của anh ta cũng sẽ không giữ được nữa. Anh ta trực tiếp đưa tay ra tát một bạt tay lên trên mặt của tên bảo vệ đang nói chuyện, trời ầm lên, tôi thấy con mẹ nó cậu mới là phế vật đó, cũng dám đối xử với khách quý của bà chủ như thế, tôi thấy là cậu không muốn sống rồi. Người bảo vệ kia lập tức trợn tròn mắt, không ngờ đến quản lý đột nhiên lại ra tay đánh người. Một bảo vệ khác vẫn còn chưa kịp phản ứng, trên mặt cũng chịu một bạt tay bị quản lý mắng to một trận sau khi quản lý dạy dỗ hai người bọn họ xong lập tức cung kính đi đến trước mặt của lâm thanh diện cúi đầu khom lưng nói anh chính là anh lâm thanh diện ư lâm thanh diện nhẹ nhàng gật đầu thật sự rất xin lỗi hai bảo vệ này là người mới tới không hiểu quy cũ đã động chạm tới anh hy vọng là anh đừng để ý một lát nữa tôi sẽ sa thải hai người bọn họ quản lý mở miệng nói trên mặt của hai người bảo vệ tràn đầy vẻ hoan ức, rõ ràng là lúc đó quản lý đã kêu bọn họ tống Lâm Thanh Diện đi, sau khi nghe thấy tên của Lâm Thanh Diện thì quản lý liền có thay đổi lớn như vậy chứ. Dẫn tôi vào đi, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Quản lý lập tức gật đầu dẫn theo Lâm Thanh Diện đi vào trong giang phong ngư hỏa. Hai người bọn họ đi thẳng một đường đến cửa căn phòng có vị trí tốt nhất ở giang phong ngư hỏa, quản lý cung kính nói, bà chủ của tôi đang đợi anh ở bên trong. Lâm Thanh Diện gật đầu, đưa tay đấy cửa phòng ra đi vào trong phòng. Không gian ở trong phòng cực kỳ lớn, trang trí đơn giản nhưng lại lộ ra một hơi thờ cao quy, cửa sổ sắt đất to lớn có thể thu được khung cảnh tuyệt đẹp của Hồng Thành vào trong tâm mắt. Mà lúc này, ở trước cửa sổ sắt đất được đặt một cái bàn tinh xảo, ngồi ở trước bàn là một người phụ nữ với dung mạo tuyệt trần, ở bên cạnh của người phụ nữ thì có một ông cụ khoảng chừng 5-60 tuổi đang đứng đó. Thấy cửa bị đẩy ra, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía bên này một chút cười nói cậu tới rồi à lâm thanh diện không thay đổi sắc mặt đi đến trước bàn trực tiếp ngồi xuống tìm tôi làm cái gì lâm thanh diện lên tiếng hỏi làm gì phải lạnh lùng như vậy chứ dù sao thì tôi cũng là gì nhỏ của cậu mà ngay cả một tiếng gì nhỏ mà cậu cũng không chịu gọi lạc tâm hơi ai oán nói lâm thanh diện nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng động lòng người ở trước mặt anh biết cái này cũng chỉ là giả tạo mà thôi chính là người phụ nữ trước mắt lúc trước đã bôi xấu anh nói anh muốn giết mẹ đoạt quyên để anh trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà họ lâm kể từ ngày mà tôi rời khỏi nhà họ lâm thì tôi đã không có bất kỳ quan hệ nào với các người nữa trong mắt của tôi cô cũng chỉ là một người xa lạ thôi lâm thanh diện mở miệng nói lạc tâm thấy lâm thanh diện nói như vậy nụ cười trên mặt lập tức quét sạch sành xanh thay vào đó chính là sự lạnh lùng vô tận Cậu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, trở về với tôi, hiện tại nhà họ Lâm đang cần cậu, Lạc Tâm mở miệng nói. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên tiếng, lúc trước đuổi tôi đi, tại sao gì lại không nghĩ đến cũng sẽ có một ngày cần tôi? Không cần tới thì đuổi tôi đi, cần tới thì lại gọi trở về, các người coi tôi là cái gì hả? Chuyện lúc trước tôi và chị cũng đã thừa nhận làm sai rồi, bây giờ xin lỗi cậu, cậu trở về xử lý một chút đi hôm nay trở về cùng với tôi luôn lạc tâm dùng một giọng điệu không cho từ chối mà nói thật là ngại quá tôi cũng không nhận lời xin lỗi của các người đâu tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ lâm nữa tôi sẽ không xen vào chuyện của các người lâm thanh diện nói không ngờ đến là ở chỗ này mấy năm mà cậu vẫn còn có phong thái nhưng mà tôi nghe thấy cậu sống ở đây cũng không tốt nhỉ lạc tâm cười nói tốt hay là không tốt thì cũng không có liên quan gì đến gì nếu như gì gọi tôi đến đây chỉ là vì để cho tôi về nhà họ lâm vậy thì tôi có thể nói cho gì biết gì không cần phải uổng phí sức lực lâm thanh diện nói như chém đinh chặt sắt lạc tâm nở nụ cười cũng không tức giận bởi vì lời nói của lâm thanh diện cậu đã không muốn trở về thì tôi cũng sẽ không ép buộc nữa à đúng rồi giới thiệu cho cậu một chút đây là người chủ của nhà họ cổ ở hồng thành cổ thanh chiết ông già đứng ở bên cạnh của lạc tâm lập tức đi lên phía trước một bước Cung kính cười cười với Lâm Thanh Diện, nói: "Tôi là Cổ Thanh Chiết, rất hân hạnh được biết cậu chủ." Lâm Thanh Diện sừng sốt mở miệng hỏi: "Ông chính là ba của Cổ Diệp Thành à?" Cổ Thanh Chiết cũng không ngờ đến Lâm Thanh Diện sẽ nói như vậy, lúc này gật gật đầu mở miệng nói: "Không sai, Cổ Diệp Thành chính là con trai của tôi, không ngờ đến cậu chủ cũng quen biết với thằng con trai không chịu thua kém của tôi, chuyện này thật sự là vinh hạnh của nhà họ Cổ chúng tôi." Cổ Thanh Chiết biết Lạc Tâm là một nhân vật trong gia tộc lớn ở thủ đô, mà từ cuộc trò chuyện lúc nãy, ông ta cũng đoán được chắc chắn Lâm Thanh Diện chính là nhân vật quan trọng của gia tộc này. Nhưng mà Lâm Thanh Diện ở Hồng Thành có thân phận gì thì cũng không phải là người mà nhà họ cổ của bọn họ chiêu chọc được, dù sao lấy nguồn lực của nhà họ Lâm, một tay cũng có thể bóp chết nhà họ cổ của ông ta. Cho nên ông ta nhất định phải nghĩ cách để nịnh bợ Lâm Thanh Diện. Tôi với con trai của ông cũng chưa nói tới quen biết, nhưng mà quả thật con trai của ông thật sự không chịu thua kém, trên mặt của Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười giễu cợt. Hôm nay cổ Diệp Thành vừa mới tát Tống Huyền Khanh một bạt tay, nếu như hắn ta biết lúc này ba của hắn ta đang cúi đầu khom lưng với Lâm Thanh Diện, không biết là hắn ta sẽ có biểu cảm gì. Cổ Thanh Chiết nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, lập tức sừng sờ, sau đó mở miệng nói, cậu chủ, có phải là đứa con trai của tôi đã chọc tới cậu rồi không? nếu nó thật sự chọc tới cậu thì tôi sẽ trở về đánh gãy chân của nó. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 125.